Vạn cổ đệ nhất thần, Lý Thiên Mệnh. Tập 61. Dị độ ký ức không gian, tồn tại dị ma, chuyên môn vì thanh trừ hư vô thế giới, chân nhân, mà sinh, cho nên bất kỳ một cái nào tinh thần thế giới huyễn thiên chi cảnh kiến tạo, 10 phần khó khăn. Nhưng chỉ cần kiến tạo thành công, liền có thể để tinh thần thế giới, cùng toàn bộ trật tự tinh không liên thông, mọi người lẫn nhau tiến bộ, mới sẽ không bởi vì lạc hậu mà bị đánh, thậm chí bị thôn tính. Điểm này, huyễn thiên thần tộc, công đức vô lượng. Cái này huyễn thiên tinh linh mỗi nói vài lời, đều muốn nói khoác một chút huyễn thiên thần tộc lợi hại. Dị ma, thanh trừ chân nhân, đây chẳng phải là nói, bị chảy bỏ vào người, đều phải chết. Lý Thiên Mệnh trầm giọng hỏi. Đó là dĩ nhiên, thế giới là thăng bằng, dị độ ký ức không gian là thiên hồn thế giới, không phải người thật có thể lưu lại địa phương, cái gọi là lưu đày, dĩ nhiên chính là tử hình. Chân nhân. Lưu tại thế giới chân thật, thiên hồn thì nhập hư vô thế giới, chính là vũ trụ thế giới pháp tắc căn bản. Huyễn Thiên Tinh Linh nói, có biện pháp nào, có thể cứu ngộ nhập dị độ ký ức không gian chân nhân? Có thể thông qua, dị độ chi thẳng, thông qua huyết dịch tìm kiếm. Đây là huyễn thiên thần tộc tiến dị độ ký ức không gian, kiến tạo huyễn thiên chi cảnh phương thức. Nhưng không đề nghị sử dụng, một khi để dị ma phát hiện, người cứu người cùng người được cứu, đều sẽ chết. Dị ma. Là dị độ ký ức không gian người quản lý. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Vẫn là dị độ chi thằng. Chỉ có Hy Hoàng, nắm giữ dị độ chi thằng. Cho nên, kết quả là, vẫn là chạy không khỏi nữ nhân này. Lý Thiên Mệnh muốn biết, đã không sai biệt lắm. Huyễn Thiên chi cảnh bản chất, nơi phát ra. Đây hết thảy, huyền diệu như thế. Hắn lớn nhất chỗ lợi hại, cũng là. Co lại cự ly ngắn, vạn giới liên hệ. Trật tự tinh không vô cùng bao la, mắt trần có thể thấy vô số ngôi sao, nhưng nghe nói lẫn nhau ở giữa khoảng cách, đều xa xôi đến đáng sợ. Cho nên, không có khoảng cách dị độ ký ức không gian, ra đời nguyên một đám huyễn thiên chi cảnh. Tổ hợp lại, cũng là một cái ở vào hư vô thế giới vĩnh hằng huyễn thiên thế giới. Tử Diệu Tinh đệ tử Lâm Phong, xin hỏi hôm nay muốn đi nơi nào tu hành? Người trước mắt là nhất cấp đệ tử, chỉ có nhất cấp quyền hạn. Đối ngươi mở ra nơi truyền thừa, chỉ có 10 tòa. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Như thế nào tăng lên đẳng cấp? Cảnh giới trưởng thành cùng khiêu chiến. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Vậy ta lại đi một lần huyền chi hữu huyền đảo đi. Lý Thiên Mệnh nói. Xin lỗi, khoảng cách ngươi lần trước khiêu chiến cổ thần tượng chỉ có một ngày, cho nên, ngươi chỉ có thể 9 ngày sau lại đi. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Vậy ta đi ngươi mới vừa nói, Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Tiền bối thiên hồn nơi truyền thừa, Lý Thiên Mệnh nói. Hắn nghĩ là, Tử Diệu Tinh thiên hồn truyền thừa, nói thế nào đều so Nguyệt Thần Điện lợi hại a. Có thể, Tử Diệu Tinh thần tháp đối quyền sở hữu hạn người sử dụng mở ra, nhưng Tử Diệu Tinh thần tháp hết thảy có 9 tầng, người chỉ có thể vào đệ nhất trọng, lại cần thông qua khiêu chiến. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Như thế nào khiêu chiến? Cùng một cái đoạn thời gian bên trong, tiến Tử Diệu Tinh thần tháp tu luyện giả, tùy cơ phân phối. Hai hai đối chiến, người thắng tiến vào tu luyện, người thua cần sau 10 ngày mới có thể lại tới khiêu chiến. Tại Tử Diệu Tinh Thần Tháp đệ nhất trọng, mỗi tu luyện một ngày, liền cần cùng thời kỳ tiến đến tu luyện giả chiến đấu một lần, người thắng thu hoạch được phía dưới một ngày tu luyện quyền. Cứ thế mà suy ra, 10 ngày là một người tu luyện tiến trình, cần đánh bại 10 cái đối thủ, mới có thể tu đầy. Nửa đường bất kỳ lần nào chiến bại, đều muốn tại nhập tháp ngày đó tính toán lên. 10 ngày sau mới có thể lại tới khiêu chiến. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Lý Thiên Mệnh minh bạch. Ý tứ chính là, 10 ngày tính toán một vòng. Muốn tu luyện tròn 10 trời, nhất định phải mỗi ngày thắng một người. Nếu như một mực thắng, liền có thể vĩnh cửu ở bên trong. Điều kiện như thế hà khắc, những truyền thừa khác thiên hồn rất chân quý a. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên, sói nhiều thịt ít, các đại tông môn cùng hưởng thiên hồn có hạn. Nhất định phải không ngừng tiến bộ người, mới có thể trổ hết tài năng, càng bò càng cao. Đây là căn bản của tu hành quy tắc. Còn nữa, huyễn thiên chi cảnh chiến đấu, đối hiện thực thân thể, không có mảy may hư hao, sinh tử không sao. Đại lượng chiến đấu, chỉ có thể gia tăng chiến đấu kinh nghiệm. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Có đạo lý, được, mang ta đi Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Mấy ngày nay đều đang suy nghĩ cái này huyễn thiên chi cảnh, Lý Thiên Mệnh cũng nên bắt đầu. Chính thức bước vào đạp thiên chi cảnh tu luyện chi lộ. Tuy nhiên đã mất đi Huy Nguyệt Thành Nguyệt Thần Điện tu luyện tư cách. Nhưng là,
lại có Tử Diệu tinh truyền thừa thiên hồn chi địa. Nhất định ưu việt hơn. Ta như thế nào mới có thể mở ra, cao hơn Tử Diệu tinh thần tháp tu luyện quyền hạn? Lý Thiên Mệnh hỏi. Lấy cảnh giới tu vi làm chuẩn, đạp thiên chi cảnh có thể vào một, nhị trọng. Trong đó, cảnh giới tu vi vượt qua, thất diệu thiên, mới có thể mở ra Tử Diệu tinh thần tháp tầng thứ hai. Nhưng nếu như thời gian dài khiêu chiến thất bại, sẽ bị lui về đệ nhất trọng, trọng tu. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Nói trắng ra là, vẫn là cạnh tranh. Cái gọi là cảnh giới tu vi, là lấy chiến đấu lực giới định, vẫn là lấy cảnh giới bản thân giới định. Lý Thiên Mệnh hỏi. Lấy chiến đấu lực giới định, thiên hồn thế giới, chỉ tin tưởng chiến đấu lực, cho nên thiên vị kết giới ghi chép thời điểm, tất cả mọi người, tốt nhất bày ra toàn bộ thực lực, nếu không, cũng là tự mình tổn thất. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Lý Thiên Mệnh không có ghi chép toàn bộ. Nhìn như vậy đến, ta đến lúc đó, lại ghi chép 2-3 đem thức thần trường kiếm, vấn đề cũng không lớn, dù sao ta không phải Tử Diệu tinh đệ tử, ta tại cái này huyễn thiên chi cảnh chọc thủng trời, đều không người biết ta chân thân ở nơi nào. Lúc nói chuyện, huyễn thiên tinh linh đã biến hóa thành một cái vòng sáng. Lâm Phong, tuổi tác vô cùng lớn, Tiểu Linh, còn có, Lâm Tiêu, ba người cùng một chỗ đứng tại vòng sáng bên trong. Không có, khoảng cách, huyễn thiên chi cảnh, đến cỡ nào thuận tiện. Thì một cái nháy mắt, Tử Diệu tinh thần tháp, đến. Lý Thiên Mệnh theo Thi Vũ Cư đến Nguyệt Thần Điện, đều phải đi nửa khắc đồng hồ đâu. Quang mang lóe lên, phía trước truyền đến thanh âm huyên náo. Lý Thiên Mệnh rung động ngẩng đầu. Một tòa đứng vững đến trên đám mây tinh thần chi tháp, xuất hiện tại hắn trước mắt. Cái này một tòa bảo tháp, tinh quang lưu ly, màu tím chói lọi. Vô số ánh sao lập lòe mà ra. Đây là Lý Thiên Mệnh gặp qua lớn nhất hùng vĩ, kiến trúc. So Nguyệt Thần Điện rộng rãi gấp 1000 lần. Đây là Tử Diệu tinh hạch tâm nơi truyền thừa. Đương nhiên, đây là hắn thiên hồn nhìn đến, cho nên kiến trúc này, kỳ thật cũng không phải là kiến trúc, mà là một loại, vĩnh hằng huyễn thiên thế giới, kết giới. Nhưng, những cái kia bị vận chuyển về nơi này tiền bối truyền thừa thiên hồn, là thật, cùng Nguyệt Thần Điện cũng không có khác nhau. Khác biệt chính là, trước kia Lý Thiên Mệnh là dùng mệnh hồn tới tiếp xúc trời hồn tu luyện, hiện tại là thiên hồn kết nối thiên hồn. Giống như, càng trực tiếp, hắn thiên hồn, cùng tiền bối thiên hồn, đều là một loại. Khác nhau là, hắn là còn sống, tiền bối thì sớm đã chết đi, thiên hồn, chỉ là một loại năng lượng thể. Người chỗ đã thấy, chỉ là Tử Diệu tinh thần tháp đệ nhất trọng, đám mây phía trên, còn có 9 tầng. Chỉ là đệ nhất trọng. Thì có 3000 cái khu vực, mỗi cái khu vực, đều có khắp trời đầy sao giống như tiền bối thiên hồn. Đây chính là hằng tinh nguyên thế giới truyền thừa. Không tới trật tự chi địa, lại tiếp xúc đến hằng tinh nguyên thế giới. Nơi này không cần xếp hàng. Tử Diệu tinh đệ tử Lâm Phong, xin hỏi phải chăng tiến Tử Diệu tinh thần tháp, tham dự khiêu chiến? Huyễn Thiên Tinh Linh hỏi. Ta tiến, Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi, ghi chép hoàn tất. Mặc kệ ngươi ở bên trong kiên trì mấy ngày, 10 ngày sau mới có thể lại tiến. Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu hai người bọn họ, đều muốn thử một chút. Xác nhận hoàn tất, bọn họ cùng vô số Tử Diệu tinh đệ tử, cùng đi tiến Tử Diệu tinh thần tháp. Quang mang lóe lên. Lý Thiên Mệnh cũng không có tiến vào, cái kia Tử Diệu tinh thần trong tháp, không nhìn thấy bao la hùng vĩ tu luyện thiên địa. Hắn xuất hiện tại một cái hình tròn trong kết giới. Hình cầu này kết giới đường kính khoảng 10 vạn mét, đầy đủ một trận đại chiến. Chúc mừng ngươi, cái thứ nhất tiến vào trận chiến này chàng, thu hoạch được chọn lựa chiến trường hoàn cảnh quyền lực. Xin hỏi cần gì hoàn cảnh? Một cái không mang theo bất cứ tia cảm tình nào thanh âm, tại bên tai vang lên tới. Hải Dương, Lý Thiên Mệnh nói. Vừa dứt lời, hình tròn trong kết giới phát sinh kịch biến. Vô số nước biển hiện ra đến, bỏ thêm vào hình cầu này kết giới một nửa. Cái tràng diện này, để Lý Thiên Mệnh nhớ tới Thánh Thiên Phủ cảnh vực chi chiến. Đều là huyễn cảnh kết giới, nhưng là, huyễn thiên chi cảnh, là cái kia cảnh vực kết giới ức vạn lần phóng đại. Thần kỳ a! Cho tới bây giờ, hắn trả tại cảm khái, cái kia huyễn thiên thần tộc khủng bố. Chính là như vậy thị tộc, thay thế chúng ta trộm thiên nhất tộc, trở thành trật tự tinh không bá chủ. Lý Thiên Mệnh cảm giác, giống như có chút phục khí. Hải Dương sinh ra về sau. Cái thanh âm kia lại xuất hiện. Xin hãy chuẩn bị, đối thủ của ngươi, Long Thanh Vân, sắp bước vào chiến trường. Đánh tan đối thủ, đem thu hoạch được Tử Diệu tinh thần tháp đệ nhất trọng một ngày tu luyện quyền hạn. Lý Thiên Mệnh nín hơi ngưng thần.
Vì tại Tử Diệu tinh thần tháp cấp tốc đột phá, hắn đến liều mạng. Lý Thiên Mệnh không có đợi bao lâu, đối thủ của hắn, ngay tại hình cầu này trong kết giới xuất hiện. Thiên hồn xuất hiện, đầu tiên là một đoàn vũ khí, ngay sau đó ngay tại Lý Thiên Mệnh trước mặt, ngưng tụ thành một thiếu niên. Thiếu niên này chỉ 1m5 cao, tuổi không lớn lắm, dựa theo Chu Tước Quốc tiêu chuẩn, ước chừng chỉ có 13-14 tuổi. Hắn thân mặc một bộ trường bào màu xanh, hai mắt bên trong xanh sáng lóng lánh, lộ tại quần áo phía trên da thịt, có vảy rồng hình xăm. Rất rõ ràng, đây là một cái đến từ Tử Diệu tinh ngự thú sư. Huyễn Thiên chi cảnh tối thiểu nhất tiêu chuẩn là, phải là đạp thiên chi cảnh, mới có thể đi vào tới. Điều này nói rõ cái này tiểu thiếu niên, cảnh giới tối thiểu cùng Lý Thiên Mệnh giống nhau. Đây là tùy cơ xứng đôi cho đối thủ của hắn, xác thực so Nguyệt Chi thần cảnh mức độ, cao hơn ra rất nhiều. Lý Thiên Mệnh không khó suy đoán, trên Thái Dương cái kia có lấy ngàn vạn năm truyền thừa lịch sử, cao các loại chủng tộc cũng là loại trình độ này. Lâm Phong, ta chính là Vạn Long Đại Lục, Thanh Hà Long Tộc, đệ tử, Long Thanh Vân. May mắn ngẫu nhiên gặp, xin chỉ giáo. Tiểu thiếu niên rõ ràng xuất thân không thấp, cho dù là thiên hồn, cũng có thể nhìn ra khí chất chắc tuyệt. Thế mà, làm hắn đối mặt tuổi tác rõ ràng so với hắn lớn Lý Thiên Mệnh thời điểm, cũng không có trào phúng, đắc ý, thanh tú cảm giác ưu việt, mà chính là lễ phép đối mặt. Nói thật, tuổi còn nhỏ có dạng này khí độ, mới là trật tự tinh không đỉnh cấp thị tộc nội tình. Trên thế giới này, thích nhất thanh tú cảm giác ưu việt, vĩnh viễn là không thể đi lên, sượng mặt trung gian tầng. Thí dụ như Nguyệt thần tộc. Xin chỉ giáo. Lý Thiên Mệnh chắp tay nói. Mời. Long Thanh Vân chắp tay, mà sau bàn tay bên trong tình huống hội tụ, ngưng kết ra một thanh thanh long hình dáng chiến kích. Cùng lúc đó, ba đầu nắm giữ hơn ngàn điểm sao cộng sinh thú, từ trên người nó hình xăm xuống tới. Đó là ba đầu màu xanh tím thần long cộng sinh thú, quanh thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu tím, hình thể nhất là to lớn. Tại cái này ba đầu, Tử Viêm thần tiêu cự long, vờn quanh phía dưới, tay kia cầm chiến kích, đứng lơ lửng trên không thiếu niên, tóc dài cùng quần áo bay phất phới, bàng bạc khí tức bao phủ ra. Người rồng đi theo, khí độ siêu phàm. Thì cái này một cái tiểu thiếu niên, hắn cộng sinh thú, so độc cô tẫn huyết long còn mạnh hơn mãnh liệt. Đây chính là thiên nhất giới diện hạt bụi đại lục, cùng hằng tinh nguyên thế giới truyền thừa ngàn vạn năm thị tộc chênh lệch. Long Thanh Vân, chỉ là Tử Diệu tinh phía trên, tùy cơ xứng đôi phổ thông đối thủ. Ông, Lý Thiên Mệnh không nói hai lời, hắn cũng không có sử dụng thức thần, mà chính là để huỳnh hỏa, miêu miêu cùng Lam Hoang ba đầu cộng sinh thú xuất mã, cùng đối phương đến một trận công bình quyết đấu. Bởi vì đối chiến hoàn cảnh là Hải Dương, đây là Lam Hoang thiên địa. Long Thanh Vân chân thực cảnh giới, đại khái tại đạp thiên chi cảnh, nhị cực thiên. Thực lực thế này, dĩ nhiên không phải Lý Thiên Mệnh đối thủ. Hai người giao chiến, không đến thời gian ba cái hô hấp, phân ra thắng bại. Trên cơ bản Lý Thiên Mệnh còn không có xuất thủ, huỳnh hỏa liền mang theo miêu miêu cùng Lam Hoang, đem Long Thanh Vân cầm xuống. Lâm Phong, thực lực của ngươi tại Tử Diệu tinh thần tháp, được cho tầng cao nhất. Ai, không nghĩ tới vừa tới thì gặp phải ngươi. Ta còn phải chờ 10 ngày. Long Thanh Vân tiếc nuối nói. Không có việc gì, làm việc tốt thường gian nan, lần sau lại đến. Lý Thiên Mệnh nói. Hữu duyên gặp lại, Long Thanh Vân nói. Gặp lại. Vừa mới nói xong, cái này tiểu thiếu niên ngay tại hình cầu này trong kết giới biến mất. Lý Thiên Mệnh trước mắt, cũng là quang mang biến hóa. Khiêu chiến thắng lợi, thu hoạch được Tử Diệu tinh thần tháp một ngày tu luyện quyền, lập tức tiến vào Tử Diệu tinh thần tháp đệ nhất trọng. Bên tai âm thanh vang lên. Không có, khoảng cách, huyễn thiên chi cảnh, vị trí tùy tiện chuyển đổi. Cơ hồ tiếp theo trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh thiên hồn vị trí, đã tiến nhập tinh thần tháp. Trật tự tinh không lớn như vậy, huyễn thiên chi cảnh bên trong nhân số nhiều như vậy, coi như trên người của ta có thái cổ hỗn độn cự thú bí mật, lấy huỳnh hỏa bọn họ hiện tại trạng thái, rất không có khả năng sẽ bị phát hiện. Lần sau tiến đến, ta lại ghi chép một số thủ đoạn, dù sao càng là cường đại, có thể thu được tư nguyên càng nhiều. Lý Thiên Mệnh tại Viêm Hoàng Đại Lục, cũng có thể đi chính mình đạp thiên con đường. Nhưng là, có Tử Diệu tinh thần tháp loại này cao các loại chủng tộc nơi truyền thừa, vì sao không sử dụng đây? Cường cường gặp gỡ, sẽ chỉ càng mạnh. Tại hắn trong lòng nghĩ như vậy lấy thời điểm, hắn đã đưa thân vào tinh thần lập lòe ở giữa. Phóng tầm mắt nhìn tới, hắn lơ lửng tại không có tận cùng tinh không bên trong. Trên trời tràn đầy ức vạn lập lòe đầy sao.
Đây là Tử Diệu Tinh ức vạn tiền bối thiên hồn, hội tụ tại cái này Tử Diệu Tinh thần tháp đệ nhất trọng. Nhiều lắm. Quả thực vĩnh viễn không có điểm dừng. Đây mới thật sự là ôm ấp tinh không. Chỉ là cái này đệ nhất trọng, Lý Thiên Mệnh cũng cảm giác, chính mình có thể đi thẳng đi xuống, vĩnh viễn đi không đến cuối cùng. Cái này đệ nhất trọng có 3.000 cái khu vực, ta chỉ là tại bên trong một cái khu vực. Tất cả đầy sao, đều là thượng thần cấp bậc thiên hồn. Đồng dạng là thiên hồn, bọn họ kỳ thật đã sớm chết đi, lưu lại bọn họ tu hành trí nhớ, cung cấp hậu nhân tham khảo. Mặc dù chỉ là tham khảo, nhưng nếu là tham khảo hơn vạn loại, thậm chí 1 triệu loại tu luyện phương thức. Lo gì tìm không thấy, thuộc về mình con đường tu hành. Hắn bước chân, lần thứ nhất lấy thiên hồn thị giác, đi quan sát đám tiền bối tu luyện chi đạo. Xem bọn hắn thiên hồn, ghi chép cuộc đời của bọn hắn. Làm Lý Thiên Mệnh tiếp xúc đến cái thứ nhất tiền bối tu hành trí nhớ lúc. Hắn rõ ràng nhất cảm giác là tầm mắt khác biệt. Nguyệt thần tộc tiền bối, bọn họ tu luyện tầm mắt, chỉ có Nguyệt chi thần cảnh. Tử Diệu Tinh tiền bối, bọn họ tu luyện tầm mắt, không cực hạn Tử Diệu Tinh, mà chính là toàn bộ trật tự tinh không. Cả hai căn bản không phải một loại cấp bậc. Cho nên, coi như hai người cảnh giới khả năng giống nhau, nhưng tầm mắt khác nhau, hình thành chênh lệch rất lớn. Tầm mắt khoáng đạt, đối bất kỳ một cái nào tu luyện giả tới nói, quá trọng yếu. Nguyệt thần tộc giấu đi trong lòng đối trật tự tinh không hướng tới cùng tự ti, phát triển lấy tự thân đối hạt bụi thế giới đắc chí. Trăm vạn năm đến, mới sẽ hình thành hiện tại sự hung hăng này, tự mãn thị tộc ý chí. Mở ra tầm mắt, mới có thể đi được càng xa. Lý Thiên Mệnh duỗi ra hai tay, chạm đến lấy trước mắt một khỏa ngôi sao màu tím. Đây là một cái tên là Cố Vân Thiên, tiền bối thiên hồn, hắn tu luyện chính là Thiên Vân Thần Ý, cùng Lý Thiên Mệnh tu luyện chi đạo, không liên quan nhau. Thế mà, tầm mắt của hắn, mang cho Lý Thiên Mệnh trống trải vô cùng mặc sức tưởng tượng. Lý Thiên Mệnh phát hiện một kiện, rất đáng sợ, sự tình. Cái kia chính là, làm hắn xem hết Cố Vân Thiên tu luyện kiếp sống sau. Hắn phát hiện, thời gian giống như mới đi qua. Một cái hô hấp thời gian. Nhanh đến cực hạn. Trên cơ bản quét mắt một vòng, hết thảy thu hết vào mắt. Hắn cúi đầu xem xét, phát hiện chân tướng. Nguyên lai, làm hai tay của hắn, tiếp xúc đến cái kia tiền bối thiên hồn về sau, trên người hắn, kiếp vòng văn tự, cấp tốc theo cái này tiền bối thiên hồn dâng lên đi qua. Làm kiếp vòng văn tự trở về thời điểm, Lý Thiên Mệnh liền đã biết, hắn muốn biết hết thảy. Một hơi thời gian. Hiệu suất, so đạp thiên chi cảnh trước, đề cao hơn 100 lần. Có lẽ. Cũng so cái này Tử Diệu Tinh thần tháp bên trong, còn lại đạp thiên chi cảnh đệ tử, nhanh gấp 10 lần, thậm chí mấy chục lần. Cho nên nói, vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp phá kiếp sau, tam hồn thái nhất, trong đó, địa hồn thái nhất là thập phương kỷ nguyên thần kiếm, mệnh hồn thái nhất, là đúng công pháp, chiến quyết lĩnh ngộ, là cảm quan tăng cường, mà thiên hồn thái nhất, là loại cảnh giới này tu luyện thiên phú A. Đạp thiên chi cảnh tiền bối tu hành kinh nghiệm. So chạm tinh cổ lộ sinh tử kiếp cảnh tiền bối, muốn phức tạp rất nhiều. Cơ hồ tương đương liếc một chút thu hoạch, nghe, xác thực không thể tưởng tượng. Mặc dù nói, tiền bối thiên hồn, cũng không phải là nhìn đến càng nhiều càng tốt, mỗi người vẫn là phải tìm con đường của mình. Thế nhưng là, làm hiệu suất cao, lấy Lý Thiên Mệnh dạng này tư bản, hắn tại Tử Diệu Tinh thần tháp một ngày, tối thiểu nhất tương đương người khác tại này 10 ngày, hoặc là hơn 10 ngày. Ta phá kiếp. Không là một loại bạo phát hình thủ đoạn, mà chính là tam hồn biến đổi lớn. Thái cổ hỗn độn cự thú không có cho linh hồn của ta cùng tu luyện thiên phú, tiểu mệnh kiếp, toàn bộ bổ sung. Tiền cảnh, trống trải vô cùng. Có thể cái thế giới này, nó cũng không phải là thuộc về thiên tài thế giới, mà chính là thuộc về cường giả thế giới. Phần trăm cũng là thiên tài, chết bởi, tung bay. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, hạ thấp tư thái, bắt đầu hướng tiền bối, học tập, con đường. Hắn biết, muốn cải biến bọn hắn một nhà vận mệnh, muốn cho phụ mẫu thoát ly truy sát, muốn bảo vệ tốt huỳnh hỏa bọn họ, làm viêm hoàng đại lục cường giả, vậy còn không đầy đủ. Đạp thiên chi cảnh tu hành, tiếp tục đi đế hoàng thần ý, vẫn là đổi một con đường. Lý Thiên Mệnh mấy ngày nay, vẫn luôn đang tự hỏi vấn đề này. Đó là bởi vì, tất cả tu luyện giả tại thành tựu đạp thiên chi cảnh về sau, đều muốn tại hai đầu tu luyện chi lộ bên trong, hai chọn một. Điều thứ nhất. Tiếp tục tu luyện đế hoàng thần ý, nhưng là, một loại thành hình thần ý, còn muốn tiếp tục đi xuống dưới, độ khó khăn sẽ càng ngày càng cao, cảnh giới đột phá, sẽ càng ngày càng khó.
Đầu thứ hai, tu luyện hoàn toàn mới thiên ý, điệp gia tải, thiên tinh luân, phía trên, phụ trợ đế hoàng thần ý, trấn thủ tinh luân nguyên lực. Đem một đầu mới thiên ý tu luyện thành thần ý, độ khó khăn thấp rất nhiều, cũng sẽ mang đến đạp thiên chi cảnh cảnh giới đột phá, làm một cái khác điều thiên ý, đồng dạng lột xác thành thần ý thời điểm, thiên tinh luân phía trên, liền sẽ có hai đại thần ý. Hai đại thần ý, đủ để trấn thủ đạp thiên chi cảnh đỉnh phong tinh luân nguyên lực, thậm chí, đột phá đạp thiên chi cảnh. Cả hai so sánh, 99% tu luyện giả, đều là lựa chọn đầu thứ hai, bởi vì là thứ nhất điều, là một con đường không có lối về, vô cùng khó khăn, cho dù có người lựa chọn, tại không có hiệu quả về sau, nửa đường đều sẽ đổi thành đầu thứ hai, tương đương với lãng phí rất nhiều thời gian tu hành. Nhưng là điều thứ nhất, có một chỗ tốt. Cái kia chính là, một đầu thần ý đi đến cuối cùng, càng có khả năng sinh ra mới thuế biến, thoát ly, thượng thần, thành tựu trật tự tinh không, lớn nhất đỉnh phong cường giả. Có lẽ cha ta đời thứ nhất, cũng là loại cảnh giới này. Đầu thứ hai, có thể nhanh chóng trưởng thành, nhưng lại rất không có khả năng, vượt qua một bước cuối cùng. Nói ngắn gọn, một con đường chậm chạp, lại có thể đột phá đỉnh phong. Một con đường học cấp tốc, nhưng lại sẽ có cuối cùng bình cảnh. Mỗi người đều hướng tới điều thứ nhất, nhưng sau cùng, đều lựa chọn đầu thứ hai. Bằng vào ta tư bản, dựa theo thói quen, cần phải lựa chọn điều thứ nhất, tiếp tục tu luyện đế hoàng thần ý, đi đến cuối cùng đỉnh phong, đạt tới hỗn độn thần đế loại trình độ kia. Nhưng là, ai nói hai con đường, không thể cùng đi đâu. Tầm mắt khoáng đạt về sau, Lý Thiên Mệnh tâm, cũng có thuế biến. Hắn không phải lựa chọn đi đầu thứ hai, mà chính là lựa chọn, hai con đường cùng đi. Đế hoàng thần ý rất khó. Nhưng, hắn hoàn toàn không dùng tạm thời từ bỏ. Thần ý tiếp tục tiến bộ, đồng thời đem mới thiên ý, lột xác thành thần ý. Cả hai, kỳ thật cũng không xung đột. Chỉ là, cơ hồ tất cả mọi người, đều cho rằng đây là lãng phí thời gian vô ý nghĩa cử động. Lý Thiên Mệnh muốn khiêu chiến một chút cực hạn. Bởi vì cứ như vậy, hắn ngược lại có thứ hai con đường nhanh chóng cảnh giới đột phá, lại có thể không buông bỏ, cuối cùng siêu việt đỉnh phong cơ hội. Vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, cho hắn lòng tin như vậy. Cơ hồ đối tất cả mọi người tới nói, hai con đường cùng đi, chẳng những so chuyên tu điều thứ nhất còn chậm hơn, mà lại tinh lực phân tán, sẽ chỉ càng ngày càng lạc hậu. Mà Lý Thiên Mệnh lại cho rằng, hắn lại có thể nhanh, còn có thể vững vàng. Có dạng này tư bản, ta cũng không cần bảo thủ. Đến mức, hắn hiện đang quyết định lấy ra nhanh chóng đột phá cảnh giới, đầu thứ hai thiên ý, là cái gì, kỳ thật trong lòng của hắn, sớm đã có đáp án. Hắn đã ấp ủ thật lâu. Thậm chí, tại Đông Hoàng Kiếm, thần ý phía trên, đã sớm có nó tồn tại. Nó, cùng vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp tương quan. Cùng Lý Vô Địch các loại Lý Thị Thánh Tộc, nghịch thiên cải mệnh ý chí tương quan. Càng cùng Thái Nhất Tháp tương quan. Lý Thiên Mệnh xưng nó là mệnh kiếp thiên ý. Mệnh kiếp thiên ý, cùng đế hoàng chi đạo khác biệt. Nó không phải chúng sinh cùng công đức hội tụ, không phải thống ngự chi đạo, mà chính là một cái hạt bụi nhỏ nghịch thiên cải mệnh con đường. Là một loại đến chết không thua khí khái, là cùng thiên địa, vận mệnh chống lại tinh thần. Nếu như nói đế hoàng thiên ý, cũng là Đông Hoàng Kiếm. Như vậy, mệnh kiếp thiên ý, cũng là Thái Nhất Tháp. Là vạn cổ thập phương thiên mệnh kiếp, tam hồn thái nhất, nghịch thiên cải mệnh con đường, là khiêu chiến quy tắc dũng khí. Cái này một loại thiên ý, theo Đông Hoàng cảnh nội, theo Lý Vô Địch cùng một chỗ, vì Lý Thị Thánh Tộc một lần nữa thắng được thiên hạ cùng tôn nghiêm thời khắc, liền đã tại Lý Thiên Mệnh trong lòng nảy sinh. Khi đó, tại Vũ Văn Thần Đô sinh tử chém giết bên trong, sống tiếp được, lại tại cảnh vực chi chiến, tại Nguyệt Linh Lang trong tay, đoạt được Đông Hoàng Kiếm. Tại thần đều cùng chín đại thần vực, Lý Thiên Mệnh đi lên đế hoàng con đường, nhất thống thiên hạ. Thế mà trong lòng hắn, một con đường khác, chưa bao giờ biến mất. Nhất là tại phá kiếp về sau, ngóc đầu trở lại. Hai con đường. Một người, vạn đạo đế hoàng, thống ngự thiên địa. Một người, bản thân siêu việt, đánh vỡ vận mệnh. Làm, mệnh kiếp thiên ý, tại Lý Thiên Mệnh thiên tinh luân phía trên, như ẩn như hiện thời điểm. Hắn lựa chọn đi con đường thứ hai này, chỉ là mệnh chung chú định nước chảy thành sông. Chỉ là, cùng người khác khác biệt chính là, hắn cũng không hề từ bỏ đế hoàng thiên ý. Giờ khắc này, hắn tại Tử Diệu tinh thần tháp tu hành, toàn bộ đều là vì hoàn toàn mới mệnh kiếp thiên ý mà đến. Trên thực tế, mỗi một người tu luyện người con đường tu hành,
chiến đấu con đường, cũng là vì trèo lên trên, cũng là vì cùng quy tắc, cùng cường địch đấu tranh, cũng là vì cải biến yếu ớt vận mệnh, nắm giữ tôn nghiêm cùng quyền nói chuyện. Cho nên, đế hoàng thiên ý, thống ngự tất cả thiên ý, mà mệnh kiếp thiên ý, lại có thể tại tất cả thiên ý, thần ý bên trong, tìm tới thuộc về chống lại, một bộ phận. Thí dụ như cái này Tử Diệu tinh thần tháp, mỗi một vị tiền bối, chuyện xưa của bọn hắn bên trong, người nào chưa từng chống lại quá mệnh vận. Thống ngự cùng chống lại, nhưng thật ra là một cái hai cực. Hai cực hợp nhất, mới thật sự là thần. Theo mặt chữ phía trên nhìn, kỳ thật rất khó đoán được, cái này kỳ thật, là hai loại thế như thủy hỏa ý chí. Một cái trưởng khống, một cái phản kháng. Nhưng cũng chính là như thế, mệnh kiếp, mới là duy nhất có thể đối kháng đế hoàng ý chí. Tựa như là Đông Hoàng kiếm cùng Thái Nhất Tháp, một mực nương theo Lý Thiên Mệnh một dạng. Mệnh kiếp thiên ý, một mực tồn tại ở đế hoàng thiên ý bên trong. Hôm nay, chính thức tách rời. Làm Lý Thiên Mệnh đi đến con đường này thời điểm. Toàn thân của hắn giới tử thiên tinh luân bên trong, một cái Thái Nhất Tháp hư ảnh, thoát ly, Đông Hoàng kiếm, thần ý, xuất hiện ở thiên tinh luân phía trên. So sánh Đông Hoàng kiếm hình dáng đế hoàng thần ý, hiện tại, Thái Nhất Tháp, hình dáng, mệnh kiếp thiên ý, suy yếu, nhỏ bé. Hoàn toàn không cách nào hình thành đối lập. Tương lai, mệnh kiếp thiên ý càng ngày càng mạnh, sẽ cùng đế hoàng thần ý cùng một chỗ, trưởng khống thiên tinh luân lực lượng. Cũng có thể dẫn phát Lý Thiên Mệnh cảnh giới đột phá. Để mệnh kiếp thiên ý trưởng thành, lại so với chỉ tu đế hoàng thần ý, phải nhanh rất nhiều. Lý Thiên Mệnh có rất lớn lòng tin, đi tốt con đường này. Bởi vì, thí dụ như cái này Tử Diệu tinh thần tháp, ức ức vạn tinh hồn, đều là chống lại quá mệnh vận tiền bối. Mỗi người bọn họ thiên hồn, đều ghi lại tu hành cố sự. Lý Thiên Mệnh có thể tại những thứ này cố sự bên trong, tìm tới đáp án. Đối với ta mà nói, cái này là trọng yếu nhất thời khắc, hai con đường cùng đi. Như vậy, bắt đầu đi. Vì đối kháng vận mệnh, nghịch thiên cải mệnh, thậm chí làm chăn chu diệt trộm thiên nhất tộc, giữ lại sau cùng hỏa chủng, Lý Thiên Mệnh dứt khoát tiến lên. Huyễn thiên thần tộc, thay thế trộm thiên nhất tộc. Trộm thiên nhất tộc, bởi vì ta phụ thân trộm thái cổ hỗn độn cự thú mà bị chu diệt. Như vậy, cái này mới quật khởi huyễn thiên thần tộc, cùng kẻ đuổi giết, có quan hệ hay không? Chuyện này, không khó liên tưởng. Lý Thiên Mệnh cảm giác, mình đã có thể chậm rãi, đuổi kịp phụ thân tốc độ, đi xem thấu chuyện này chân tướng. Có lẽ hắn hiện tại, không có cách nào làm ra cái gì. Nhưng, hắn đã bước lên bước đầu tiên. Ôm ấp tinh không, tắm rửa tại ngàn vạn tinh hải hào quang bên trong, dựa vào thiên hồn thái nhất, đi đến, chống lại, con đường. Một ngày thời gian, ước chừng có thể hô hấp 30.000 lần, tính toán 30.000 hơi thở thời gian. Lý Thiên Mệnh ngựa không dừng vó, lấy thiên hồn thái nhất, kiếp vòng văn tự, đảo qua 30.000 cái tiền bối thiên hồn. 30.000 cái gặp gỡ khác biệt tiền bối, theo bọn họ tu luyện kiếp sống bên trong, đi tìm thuộc về chống lại cố sự. Mỗi người bọn họ thần ý, đều có quan hệ với loại này chuyện xưa cảm ngộ. Nói cho cùng, tu hành bản thân, cũng là chống lại thiên địa. Tại dạng này cảm ngộ hành trình bên trong, dung nhập chuyện xưa của bọn hắn, so với đế hoàng thiên ý thống ngự chuyện xưa của bọn hắn, ngược lại muốn càng chuẩn xác một số. Càng chuẩn xác, kia liền càng dễ dàng, dẫn phát tinh thần cộng minh. Cùng 30.000 cái xa xôi Tử Diệu tinh tiền bối, thiên hồn cộng minh. Vô số hàm ý, dung nhập Lý Thiên Mệnh thiên hồn bên trong. Lại thông qua thiên vị kết giới, để thiên hồn cùng mệnh hồn chung, từ đó dẫn phát Lý Thiên Mệnh bản thể bên trong, mệnh kiếp thiên ý trưởng thành. Một cây nhỏ, một ngày nào đó, sẽ trưởng thành vì đại thụ che trời. Một ngày 30.000. Hai ngày 60.000. Nếu có thể ở cái này Tử Diệu tinh thần tháp, chờ đủ 10 ngày, cái kia chính là 300.000. Huy Nguyệt thành Nguyệt thần điện thiên hồn, tổng số mới 1 triệu đây. Tử Diệu tinh nắm giữ rộng lớn hơn hệ thống. Đến mức cái này 300.000 thiên hồn phẩm chất, viễn siêu, ếch ngồi đáy giếng, Nguyệt thần tộc. Lý Thiên Mệnh mỗi ngày tu luyện viên mãn, đều phải đi đánh bại một cái đối thủ. Tử Diệu tinh đệ nhất trọng đối thủ, thực lực giai cấp cơ bản tại thất diệu thiên trở xuống. Chỉ cần không phải vận khí không tốt, gặp phải đạp thiên chi cảnh cấp 6, lục hợp thiên, đối thủ, Lý Thiên Mệnh cơ bản có thể đối phó. Sau đó, hắn ngay ở chỗ này, một mực lưu lại. Bao quát Long Thanh Vân ở bên trong, hắn đã đánh bại 9 cái đối thủ. Tại Tử Diệu tinh thần tháp, tu luyện 9 ngày.
27 vạn tiền bối truyền thừa thiên hồn, toàn bộ qua một lần. Ngày cuối cùng, cái thứ 10 đối thủ xuất hiện. Hình tròn trong kết giới. Lý Thiên Mệnh là sau vào chàng người. Làm hắn lúc đến nơi này, đối thủ đã chọn tốt khung cảnh chiến đấu. Trước mắt là từng tòa cỡ nhỏ dãy núi. Dãy núi phía trên, thảo mộc tràn đầy. Rất nhiều cao đến vài trăm mét đại thụ che trời, bốn phía san sát. Hình cầu này kết giới có 10 vạn mét đường kính, tuyệt đối đủ lớn, cho nên xem ra, thì cùng là một cái thế giới chân thật không sai biệt lắm. Đối thủ của hắn, giấu ở bên trong vùng rừng rậm này. Lâm Phong, đối thủ của ngươi, Liễu Hoàn Hoàn, đã vào tràng. Chiến đấu bắt đầu. Nghe tới cái tên này thời điểm, Lý Thiên Mệnh sửng sốt một chút. Nhiều người dễ dàng trùng tên, nhưng Liễu Hoàn Hoàn cái tên này rất đặc thù, trọng hợp cũng không nhiều. Lâm Phong. Thanh âm của một nữ tử tại phía trước trong rừng rậm vang lên. Vù vù. Nháy mắt, kim viên thịt đầu mắt xanh lục thiếu nữ Liễu Hoàn Hoàn, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Quả nhiên là nàng. Lâm Phong cái tên này, để Lý Thiên Mệnh nghe được có chút xấu hổ. Hắn lúc ấy liền tùy tiện lừa gạt một chút, liền sợ về sau tại huyễn thiên chi cảnh làm xảy ra chuyện gì, để cho mình tại thế giới chân thật gặp nạn, cho nên mới dùng tên giả. Cái tên này lý do, là Lý Vô Địch trêu chọc, lúc ấy hắn nói cái gì Lâm Phong Diệp Thần cái gì, Đông Hoàng Tông một nắm lớn. Mà bây giờ, mỗi ngày nghe người khác dạng này gọi mình, lại có một loại trời sinh nhân vật chính như bức ầm ầm cảm giác. Xấu hổ. Không nghĩ tới có duyên như vậy phân, tại cái này gặp ngươi. Liễu Hoàn Hoàn nói. Ngươi cũng là 9 ngày trước tiến đến. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng a, ta tại cổ thần tượng khiêu chiến thất bại. A, điều này nói rõ ngươi tại Tử Diệu Tinh Thần Tháp, đã ngây người 9 ngày rồi. Đúng thế, Lý Thiên Mệnh gật đầu nói. U, cũng không tệ lắm a, vậy liền để vốn huyền tiên các đệ tử, tự mình đến chung kết ngươi đi, ha ha, chịu chết đi. Tại huyễn thiên chi cảnh chiến đấu, lớn nhất thoải mái sự tình, cũng là sẽ không chết. Cho nên, ở chỗ này một bên sinh tử chém giết, một bên trò chuyện việc thường ngày, cái kia là phi thường bình thường sự tình. Liễu Hoàn Hoàn vì 6 hợp thiên chi cảnh giới, nàng đồng dạng là ngự thú sư. Tựa hồ bản nguyên thú tộc chính là Tử Diệu Tinh chủ lưu. Điều này nói rõ Nguyệt Thần tộc quá đem chính mình phóng đại, bản nguyên thú tộc trong tinh không, tuyệt đối không kém. Thường thường đều có thể vượt cấp khiêu chiến. Liễu Hoàn Hoàn chính là thực vật hệ ngự thú sư. Loại này tại Viêm Hoàng Đại Lục vô cùng hy hữu ngự thú sư, Tử Diệu Tinh khắp nơi có thể thấy được. Nàng cộng sinh thú có 4 đầu, đều là Thanh Vân Ma Thiên Đằng, trọn vẹn đều có 1.500 điểm sao, so huỳnh hỏa bọn họ cao hơn nhiều. Cái kia Thanh Vân Ma Thiên Đằng, đã cắm rễ tại rừng rậm này thế giới. Đây là một loại dây leo thực vật, cái kia ngàn vạn dây leo, đều cùng là xúc tu giống như, đã nắm trong tay toàn bộ thế giới, dài nhất có ngàn mét trở lên. Đừng nhìn Liễu Hoàn Hoàn đáng yêu dí dỏm, khi nàng tại Thanh Vân Ma Thiên Đằng Trung ương, bên người vạn dây leo vung vẩy thời điểm, quả thực cũng là cái nữ ma đầu. Này, thối Lâm Phong, nhìn ta Liễu Hoàn Hoàn, đem ngươi rút gân lột ra. Ai nhà ta đi, ngươi không phải bản nguyên thú tộc sao? Làm sao còn có thức thần? Đối mặt đối thủ như vậy, Lý Thiên Mệnh không thể không toàn lực thi triển. Hắn tại huyễn thiên chi cảnh, lần thứ nhất gặp phải có tính khiêu chiến đối thủ. Cần hắn toàn lực ứng phó. Một trận chiến này, để Lý Thiên Mệnh rốt cục cảm nhận được, huyễn thiên chi cảnh chiến đấu, có một loại đặc thù cảm giác. Cái kia chính là khoái lạc. Dù sao sẽ không chết, cho nên đều lãng bay, thủ đoạn gì đều hướng phía trên nện. Ai nha, người cái này con gà con, cũng dám mổ ta, nhìn ta không lột da của ngươi ra. Một trận khoái lạc chiến đấu xuống tới, Lý Thiên Mệnh liền mới học thiên tinh nhất khí quyền đều thi triển. Nhưng sau cùng, vẫn thua. Nói thật, cái này Liễu Hoàn Hoàn so cùng cảnh giới Huy Nguyệt Hải Cường. Tứ đại Thanh Vân Ma Thiên Đằng hộ thể. Tại cái này thuộc về nàng chiến trường, nàng đem Lý Thiên Mệnh cho đánh nổ. Chiến bại đến 10 phần triệt để. Có phục hay không, Liễu Hoàn Hoàn cười nói. Phục, trực tiếp bạo cho ta đầu, Lý Thiên Mệnh cười nói. Đầu đều nổ, hắn bị phán định chiến bại, bất quá, sau khi chiến đấu kết thúc, thì mọc ra. Thua rất bình thường. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lý Thiên Mệnh, chiến đấu lực ghi chép không hoàn chỉnh có quan hệ. Còn có cũng là huỳnh hỏa bọn chúng bộ phận thủ đoạn, đều không có ghi chép. Lần này chiến bại, mang ý nghĩa Lý Thiên Mệnh muốn rời khỏi Tử Tiêu Tinh Thần Tháp. Bất quá không quan hệ,
dù sao liền chống một ngày, ngày kia vẫn có thể tiến đến. Lâm Phong, ta cảm thấy ngươi rất vui, lần sau có rảnh, ta ước các ngươi đi một cái thú vị địa phương, tốt ha. Liễu Hoàn Hoàn cười tủm tỉm nói. Thành, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Gặp lại á. Gặp lại. Nói xong, mỗi người bọn họ biến mất. Thật không hổ là Tử Diệu Tinh Tông môn đệ tử, 30 tuổi, đại khái trung gian tầng, mức độ rất cao. Có điều, ta lần này trở về, đoán chừng có thể đột phá đến đạp thiên cấp thứ hai. Đến lúc đó trọng tân ký lục, lại thêm 3 thanh kiếm, đạt tới 7 cái thức thần, đoán chừng thì có thể đánh bại nàng. Dựa theo cái này hiệu suất, ta rất nhanh liền có thể đứng ở đạp thiên chi cảnh đỉnh phong. Dù sao, ta là tu luyện đầu thứ hai thiên ý, có thể cấp tốc đột phá, muốn tiếp tục tu đế hoàng thần ý, tối thiểu chậm gấp 10 lần. Lý Thiên Mệnh mang theo loại này cảm khái, rời đi Tử Diệu Tinh Thần Tháp. Làm hắn sau khi ra ngoài, phát hiện Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu, sớm liền đi ra ngoài. Các nàng đợi mấy ngày rồi? Lý Thiên Mệnh hỏi Huyễn Thiên Tinh Linh. Tiểu Linh 2 ngày, Lâm Tiêu 1 ngày. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Không tệ, tối thiểu đều thể nghiệm qua. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn vốn là muốn trực tiếp về thế giới chân thật, nhưng tính toán một cái, giống như đã kỳ tròn 10 trời, có thể tiếp tục đi huyền chi hữu huyền đảo. Mang ta đi khiêu chiến cổ thần tượng. Phía trước vài tòa cổ thần tượng chiến quyết, đại khái cùng lục đạo sinh tử kiếm cường độ không sai biệt lắm, đối Lý Thiên Mệnh hiệu dụng không lớn. Nhưng, vì đạt được đến tiếp sau chiến quyết, hắn trả đến từng bước một đánh tới. Được rồi. Huyễn Thiên Tinh Linh hóa thành vòng sáng, đem Lý Thiên Mệnh dẫn tới, huyền chi hữu huyền đảo. Bên này đồng dạng người đông tấp nập. Xếp hàng đều đẩy một canh giờ, rốt cục đến phiên Lý Thiên Mệnh. Hôm nay, hắn khiêu chiến tòa thứ hai tượng thần. Lý Thiên Mệnh tuyển một môn thần cấp chiến quyết, tên là Thiên Lôi Vạn Quân Thần Tiễn. Ta thì truyền cho Lâm Tiêu Tiêu, chỉ cần nàng đừng ở huyễn thiên chi cảnh sử dụng là được rồi, ta cũng không tin, Tử Diệu Tinh có thể biết. Tiến vào chiến trường, đối thủ là một tòa nắm giữ 8 cái cánh tay tượng thần. Nó cầm lấy 8 thanh cung tiễn, đối với Lý Thiên Mệnh một trận bắn loạn. Thiên Lôi Vạn Quân Thần Tiễn bạo phát, chiến trường tất cả đều là bôn tẩu lôi đình. Bất quá, tòa thứ hai tượng thần, không làm khó được Lý Thiên Mệnh. Hắn rất nhanh liền đánh tan tượng thần, lấy được Thiên Lôi Vạn Quân Thần Tiễn. Có biện pháp nào, có thể rút ngắn khiêu chiến tượng thần thời gian khoảng cách? Lý Thiên Mệnh hỏi. Có, đề cao quyền hạn, người bây giờ là nhất cấp quyền hạn, cấp 3 quyền hạn, thì không thời gian hạn chế. Huyễn Thiên Tinh Linh nói. Hiểu rõ. Dù sao ý tứ chính là, càng ngày càng mạnh, càng ngày càng thuận tiện. Hắn về tới huyền chi hữu huyền đảo, đứng tại nơi hẻo lánh chỗ, mặc niệm một chút Thiên Lôi Vạn Quân Thần Tiễn pháp quyết. Từng lần một trí nhớ. Tuy nhiên hắn không sử dụng, nhưng rất nhanh liền nhớ rõ. Cái này huyền chi hữu huyền đảo, ngược lại là thật có ý tứ. Bất quá, liên tục ngủ 9 ngày, cái kia tỉnh. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại, chuẩn bị thức tỉnh. Ngay tại hắn nhắm mắt lại nháy mắt. Phía trước lít nha lít nhít trong đám người, đột nhiên lướt qua một cái thân ảnh màu đen. Mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng vẫn là để Lý Thiên Mệnh tâm, hung hăng rung động run một cái. Làm sao có thể, có tương tự như vậy người? Hắn vội vàng trừng to mắt. Tiểu Phong. Hắn hít thở sâu một hơi, dần dần đem tâm tình bình phục xuống tới. Ta thật sự là ma chướng, tâm lý lo lắng hắn, liền ảo giác đều sinh ra. Nơi này là huyễn thiên chi cảnh A, hắn làm sao có thể, sẽ xuất hiện ở đây. Đây hết thảy, đều là nội tâm vội vàng biểu hiện. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ lắc đầu, đang nghĩ ngợi tiếp tục rời đi, nhưng hắn lại phát hiện mình tâm thần bất an, lại đem ánh mắt mở ra. Không đúng, quá giống, mặc kệ đến cỡ nào ma huyễn, ta đều muốn xác nhận một chút. Nghĩ tới đây, Lý Thiên Mệnh trực tiếp hướng vừa mới cái hướng kia phóng đi. Này này! Người này chuyện gì xảy ra? Đụng phải ta biết không? Có loại về thế giới chân thật đánh nhau. Ai, có hay không tố chất A? Vội vàng đi đầu thai A. Xếp hàng huynh đệ. Lý Thiên Mệnh đụng phải không ít người. Nhưng hắn ba con mắt, còn trong đám người bay lượn. Thế nhưng là, hoàn toàn không có thu hoạch. Đây hết thảy đều đang nói rõ, vừa mới chỉ là ảo giác. Hắn không nguyện ý từ bỏ, mà chính là cấp nhãn. Cho tới giờ khắc này, hắn mới phát hiện, chính mình sớm đã bởi vì Dạ Lăng Phong sự tình, vội vàng sao động, phẫn nộ, tâm lý tràn đầy lửa giận. Dạ Lăng Phong.
hắn bỗng nhiên há miệng hô to. Bệnh thần kinh a ngươi. Khác la to. Bên cạnh rất có người mắng. Dạ Lăng Phong, ta là Lý Thiên Mệnh. Hắn duỗi cổ, trong đám người đi lòng vòng, ai cũng không để ý, đi hô hoán cái tên đó. Dạ Lăng. Sau cùng một tiếng, còn không có hô ra miệng. Ngay tại cái kia lúc ngẩng đầu khắc, trong đám người, một cái thiếu niên mặc áo đen mờ mịt quay đầu. Hắn một đôi tròng mắt, cứ như vậy, cùng Lý Thiên Mệnh hừng hực hai mắt, đụng đụng vào nhau. Một khắc này, đối Lý Thiên Mệnh tới nói, toàn bộ thế giới đều tĩnh mịch. Ồn ào đám người, biến mất không thấy gì nữa. Cái này mê loạn thế giới bên trong, chỉ có đối diện cái kia mờ mịt, mê hoặc thiếu niên, hắn cùng mình đối mặt. Hắn từ trên xuống dưới, đem Lý Thiên Mệnh nhìn một lần. Hắn liên tục xác nhận, chính mình có phải hay không hoa mắt. Thiên Mệnh ca. Hắn chật vật mở to miệng, hoàn toàn không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn biết, chính mình là như thế nào đánh bậy đánh bạ, tại dị độ ký ức không gian lang thang, đi tới cái này một cái thần kỳ thiên hồn thế giới. Chỉ là, Lý Thiên Mệnh tại sao lại ở chỗ này? Hắn không phải là đi chín đại thần vực. Huynh đệ, dù là có lại nhiều không có khả năng, Lý Thiên Mệnh tin tưởng con mắt của mình. Tối thiểu nhất, trộm thiên chi nhãn, nhìn đến chính là chân thật. Hắn ba chân bốn cẳng, cấp tốc tiến lên. Tại biển người trong bể người, cùng Dạ Lăng Phong trùng điệp đang ôm nhau. Thiên hồn, mô phỏng ra nhiệt độ. Lý Thiên Mệnh cảm nhận được hắn nhiệt độ. Hắn chính là chân thật Dạ Lăng Phong. Thật lâu, buông ra trước ngực, hai người cách xa nhau nửa mét, trong đôi mắt lửa, đụng vào nhau. Xin hỏi hai vị, bước kế tiếp là cởi áo nới dây lưng, củi khô lửa bốc sao? Huỳnh Hỏa đầy hiếu kỳ hỏi. Tới, Lý Thiên Mệnh hô Dạ Lăng Phong một tiếng. Hai người cùng một chỗ, từ trong đám người, đi đến nơi hẻo lánh chỗ. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Sau một khắc, hai người đồng thời hỏi ra một câu nói kia. Vậy ta trước tiên nói đi. Tiếp đó, bọn họ lại đồng thời nói lời giống vậy. Tốt a, ngươi trước tiên nói. Câu thứ ba, lại giống nhau. Lý Thiên Mệnh phát điên, nói thẳng. Ngươi im miệng. Sau đó lập tức nói cho ngươi, ngươi còn sống hay là chết, tại sao lại xuất hiện tại cái này địa phương? Dạ Lăng Phong ngẩn ngơ, sau đó gật đầu. Ta còn sống. Dạ Lăng Phong nói. Hô! Lý Thiên Mệnh thở dài một hơi. Hắn muốn, cũng là bốn chữ này. Còn sống, thì có hy vọng. Tất cả mọi người cho rằng, Dạ Lăng Phong đã là kẻ chắc chắn phải chết. Làm Lý Thiên Mệnh nghe Huyễn Thiên Tinh Linh, nói, dị ma, tin tức tương quan thời điểm. Tâm tình đã lâm vào rất lớn đáy cốc. Bây giờ tận mắt nhìn thấy, Dạ Lăng Phong thì đứng ở trước mặt mình. Loại kia kinh hỉ, có thể nghĩ. Tính toán ra, đã có thời gian rất lâu, không có nhìn thấy hắn. Dù là chỉ là thiên hồn, tại huyễn thiên chi cảnh bên trong, lại cũng không hề khác gì nhau. Dạ Lăng Phong vẫn là như trước kia. Đơn giản, thuần túy. Chỉ là hắn hiểu một ít nhân tình sành đời. Trong ánh mắt. So với trước kia ăn, con run, thời điểm, nhiều một chút chiều sâu cùng nội dung. Cụ thể nói một chút, hiện tại là tình huống như thế nào? Lý Thiên Mệnh bình phục tâm tình, tận lực để cho mình biến đến tỉnh táo, thanh tỉnh. Ta được đưa vào cái kia dị độ ký ức không gian, thì một đường lang thang, bỗng nhiên ngay tại cái kia thế giới, thấy được một cái hồ điệp thế giới, hồn ma đem của ta thiên hồn đưa vào. Dạ Lăng Phong nói, ngươi cứ như vậy, đến Tử Diệu Tinh huyễn thiên chi cảnh. Lý Thiên Mệnh trợn mắt hốc mồm. Đây cũng quá đúng dịp. Hắn tại Ly Hỏa Thành bên cạnh Hỏa Lăng Sơn, đạt được linh hạch, huyễn thiên chi môn, thông qua thiên vị kết giới tiến đến. Cái này Tử Diệu Tinh, huyễn thiên chi cảnh, nơi truyền thừa đều có 3.000 cái. Theo lý thuyết, thì coi như bọn họ đều tại cái này, trên trăm năm ngộ không thấy đều bình thường. Lại nói nơi này, đến cùng là địa phương nào? Ngươi làm sao lại tới này đâu? Dạ Lăng Phong đồng dạng ngạc nhiên hỏi. Lý Thiên Mệnh đơn giản nói một lần chính mình gặp gỡ. Bao quát Lý Vô Địch rời đi, còn có hắn đối với mình bàn giao, bao quát huyễn thiên chi cảnh bản chất, đều cáo chi Dạ Lăng Phong. Vậy mà như thế thần kỳ, Dạ Lăng Phong mờ mịt, cho nên nói, chúng ta có thể ở chỗ này đụng tới, vận khí này. Ngươi hiểu cái gì, cái này gọi 10 năm tu được cùng thuyền độ, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói. Ngươi thì một cái hình xăm, có thể đừng nói chuyện sao? Lý Thiên Mệnh nói. Gà đại ca là hình chim hình xăm.
Miêu Miêu cười ha ha. Im miệng, các ngươi hai cái rắm phía trên đồ vật, có tư cách gì chế giễu ta? Huỳnh Hỏa cả giận nói. Cái này bốn người luôn ngắt lời, Lý Thiên Mệnh không thèm để ý bọn họ, ngươi nhìn chăm chú Dạ Lăng Phong, vỗ một cái bờ vai của hắn, nói. Ta hỏi ngươi mấy vấn đề. Được rồi. Dạ Lăng Phong gật đầu. Người nào đem ngươi cùng khẽ nói, đưa đến Nguyệt Chi thần cảnh? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không biết, tựa như là một trận gió, chỉ đem lấy nàng, ta vừa tốt tại bên người nàng, lôi kéo nàng, bị cùng một chỗ kéo lên, hồn ma cũng là một dạng. Dạ Lăng Phong nói. Một trận gió, đến Nguyệt Chi thần cảnh sau đâu, đều không đụng phải, đem các ngươi mang đi người. Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có, hai người chúng ta khắp nơi lang thang, bởi vì chưa quen thuộc nơi này, tăng thêm cảnh giới quá thấp, rất khó sinh tồn. Ngay từ đầu dựa vào Nguyệt Tinh Nguyên chậm chạp tiến bộ, mới miễn cưỡng có sức tự vệ. Chuyện sau đó, ngươi đều biết. Trách ta không đủ thông minh, không hiểu được ẩn tàng, cho nên. Dạ Lăng Phong lắc đầu tự trách nói. Sự tình đã phát sinh, không dùng tự trách, muốn phương pháp giải quyết quan trọng. Lý Thiên Mệnh an ủi một chút, sau đó chân thành nói, ngươi cho rằng khẽ nói đi trật tự thiên tộc, là phúc là họa. Thiên Mệnh ca, cái này ta không rõ ràng lắm. Chúng ta hai cái, từ đầu tới đuôi đều là không hiểu ra sao. Nghe nói bọn họ đem nàng gọi là cửu nguyệt thần nữ, bởi vì nàng có 9 cái kiếp vòng, có 9 cái thức thần, hẳn không phải là họa A. Dù sao, nàng đều có thể ngăn cản trật tự thiên tộc giết ta. Dạ Lăng Phong nói. Nói xong hắn nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, nói, ta nhớ được ngươi có 10 cái kiếp vòng, đây chẳng phải là, có thể tạo thành so khẽ nói càng lớn oanh động. Ta ẩn giấu đi. Ta không thể đi trật tự chi địa, ta muốn đem ngươi cứu ra ngoài. Lý Thiên Mệnh cho hắn phô bày 4 cái kiếp vòng. Vẫn là ngươi có kinh nghiệm, muốn là ta cùng khẽ nói, cũng sẽ ẩn tàng, không đến mức hiện tại sinh tử tương cách. Dạ Lăng Phong cười khổ nói. Nói mò gì đâu, đều tại cái này đụng phải, làm sao có thể sẽ còn để ngươi chết. Ta hỏi ngươi, ngươi tiến dị độ ký ức không gian trước đó, lưu lại huyết dịch sao? Lý Thiên Mệnh nghiêm túc hỏi. Lưu lại, hữu dụng không? Dạ Lăng Phong rõ ràng không rõ ràng. Hữu dụng, Hy Hoàng trên thân, có một cái dị độ chi thằng, ta có thể thông qua dị độ không gian chi môn, dựa vào máu của ngươi tìm tới ngươi, sau đó để dị độ chi thằng đem chúng ta kéo ra ngoài. Lý Thiên Mệnh nói. Thật sao? Dạ Lăng Phong ánh mắt hơi hơi sáng lên, nhưng là hắn rất nhanh lắc đầu nói. Hy Hoàng, chính là nàng muốn giết ta. Muốn không phải khẽ nói cầu khẩn. Ta không sống tới hiện tại. Mà lại, trật tự thiên tộc cho nàng ra lệnh, nàng sao dám thả ta? Trừ phi có thể triệt để khống chế nàng, nếu không, nàng sẽ không đồng ý. Xem ra, hắn không có hy vọng quá lớn. Khống chế, chưa hẳn không được, ta hiện tại mệnh kiếp phá kiếp, trưởng thành mãnh liệt, lại thêm ta đi tới cái này có thể so với trật tự chi địa tử diệu tinh, ở chỗ này tu hành. Bằng vào ta tư bản, một ngày nào đó có thể vượt qua nàng. Chỉ cần, người tại dị độ ký ức không gian sống sót, thì có hy vọng. Lý Thiên Mệnh nói. Dạng này thế tất sẽ đắc tội trật tự chi địa, đắc tội trật tự thiên tộc. Đem Dạ Lăng Phong mang ra, sau này đường, tuyệt đối càng thêm khó chịu. Nhưng là, nếu như tử vong là Dạ Lăng Phong vận mệnh, Lý Thiên Mệnh bây giờ đi, chính là một đầu cải mệnh con đường. Nếu có người đối thân nhân mình, huynh đệ động thủ, hắn tuyệt đối sẽ tử chiến đến cùng. Làm Dạ Lăng Phong nhìn đến Lý Thiên Mệnh như thế dứt khoát, mà lại lời nói phá lệ có niềm tin thời điểm, hắn sa sút tinh thần tâm, cũng dấy lên một số hy vọng. Chỉ là, vấn đề thực tế, để hắn muốn nói lại thôi. Có khó khăn gì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Thiên Mệnh ca, ta bị dị ma phát hiện, bây giờ bị một cái dị ma ký sinh. Dạ Lăng Phong cúi đầu nói. Sau đó thì sao, sẽ như thế nào? Lý Thiên Mệnh thần sắc siết chặt. Không rõ lắm, tình huống bây giờ so sánh hỏng bét, nó tại trong thân thể ta tùy tiện phá hư. Hồn ma nói nó sẽ còn sinh sôi, nếu như ta thể nội dị ma số lượng, đạt tới 5-6 cái, ta khả năng liền sẽ mất mạng. Dạ Lăng Phong nói. Hiện tại là mấy cái? Lý Thiên Mệnh hỏi. Tạm thời một cái, Dạ Lăng Phong nói. Ta hiểu được. Cái này mang ý nghĩa, Lý Thiên Mệnh đã không có khả năng, nhẹ nhàng như thường rông dài. Nếu như không có dị ma uy hiếp, thời gian mấy năm, Dạ Lăng Phong cũng có thể chờ đợi. Nhưng bây giờ, cái kia là sinh tử vận tốc. Nhất định phải làm ra một số cải biến.
Cái này dị độ thế giới, chân nhân hẳn phải chết không nghi ngờ, muốn rời khỏi nơi này quá khó khăn. Nếu như quá mạo hiểm, người vẫn là khác cứu ta đi, ta không muốn bởi vì ta, đem ngươi dựng tiến đến. Ngươi có tốt hơn tiền đồ, không cần vì ta, đắc tội Nguyệt thần tộc cùng trật tự thiên tộc. Dạ Lăng Phong chân thành nói. Nói cái gì đó ngươi? Lý Thiên Mệnh đập nhất trưởng ót của hắn, nói. Thanh tỉnh điểm huynh đệ, chúng ta quan hệ thế nào? Ta thấy chết không cứu, ta còn là người sao? Ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nếu như chúng ta tình cảnh trao đổi, ngươi sẽ trơ mắt nhìn lấy huynh đệ đi chết, thờ ơ sao? Dạ Lăng Phong suy nghĩ một chút, hắn xác thực sẽ không. Bởi vì theo nhiên hồn kết giới đi ra ngày nào đó, hắn thì làm xong có một ngày như vậy, đem tánh mạng đều giao cho Lý Thiên Mệnh chuẩn bị. Ta chẳng qua là cảm thấy, ta có thể rời đi nhiên hồn địa ngục, là bởi vì ngươi, lần này lại muốn ngươi cứu ta, mà ta nhưng không giúp gì được ngươi, ta quá vô dụng. Dạ Lăng Phong khó chịu nói. Gấp cái gì đâu, còn nhiều thời gian, nhân sinh gặp gỡ việc này nói đến chính xác sao? Không chừng ngày nào, ngươi liền có thể thăng chức rất nhanh, bảo bọc ta đúng không? Lý Thiên Mệnh cười nói. Kỳ thật, thượng cổ thần táng một lần kia, Khương Phi Linh có thể còn sống sót, không cũng là bởi vì Dạ Lăng Phong sao? Còn có thập phương đạo cung chi chiến. Hắn đã làm qua rất nhiều. Nhất định. Dạ Lăng Phong trong hai mắt, có một loại quang mang, gọi là lời thề. Mặt khác ngươi nghe rõ ràng. Lý Thiên Mệnh nhấn mạnh. Lý Thiên Mệnh bắt lấy bờ vai của hắn, hai tay vô cùng dùng lực, tương đương nghiêm túc nói. Lần này ta sẽ ta tận hết khả năng đi cứu ngươi, nhưng là, ngươi là có hay không có thể còn sống đi ra, không chỉ quyết định bởi tại ta, còn quyết định bởi tại chính ngươi. Ta muốn ngươi tự cứu. Ta mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì, ngươi đều phải đối kháng dị ma, cũng phải làm cho chính mình sống sót. Chúng ta làm người, không thể để cho quan tâm mình người thất vọng, biết không? Ta cùng khẽ nói, đều chờ đợi cùng ngươi trùng phùng đây. Nói cho cùng, chỉ có ngươi tự cứu, chỉ có ngươi chính mình khác từ bỏ, chúng ta làm hết thảy, mới có ý nghĩa. Tuyệt đối đừng ta ở bên ngoài xuất lực, chính ngươi uất ức chết ở bên trong, như thế ta nhưng là xem thường ngươi, biết hay không? Hắn không thể không đem lời nói được rất nặng. Bởi vì, hắn thật sợ Dạ Lăng Phong chống đỡ không nổi. Hắn không hiểu rõ dị ma, nhưng hắn biết, đó nhất định là đáng sợ đồ vật. Hắn không cảm thấy đối kháng dị ma đơn giản. Hắn chỉ hy vọng, chính mình nói nặng như vậy, làm cho Dạ Lăng Phong cũng giống như mình, đi vì sinh tồn nghịch thiên cải mệnh. Đừng quên, ngươi là 80.000 tộc nhân hy vọng, ngươi có 80.000 cái thân người cùng ngươi đứng chung một chỗ, nếu như ngươi chết, giấc mộng của bọn hắn cũng tàn. Ngươi trách nhiệm trọng đại, phàm là trách nhiệm trọng người, đều khác xem thường từ bỏ. Ngươi theo một cái địa ngục đi ra, không phải là vì tiến phía dưới một cái địa ngục, mà là vì đi hướng ánh sáng, đi thể nghiệm nhân sinh, đi hưởng thụ hồng trần, minh bạch. Tuyệt đối đừng chết, tuyệt đối đừng thua, liền nguyên thủy ma tôn đều chọn chúng ngươi. Ngươi nói ngươi muốn là sống không qua cái này một đợt, cái kia không thành chê cười a. Chúng ta tư bản đều rất hùng hậu a, chúng ta chỉ là khuyết thiếu bối cảnh, khuyết thiếu thị tộc trèo trống, đúng không? Có dám hay không giống như ta, tự cho mình siêu phàm, tử chiến đến cùng. Thanh âm hắn càng nói càng lớn. Dạ Lăng Phong ánh mắt, cũng từ lúc mới bắt đầu mờ mịt, chuyển hóa làm run rẩy, nóng rực, thậm chí thiêu đốt. Ta đã hiểu, không thể để cho quan tâm mình người, đối với mình thất vọng. Nói nhiều như vậy, lớn nhất xúc động Dạ Lăng Phong, lại là câu nói này. Hắn hiểu được, Lý Thiên Mệnh quan tâm hắn. Còn có tộc khác hồn bên trong người thân, đều quan tâm hắn. Không có thể để các ngươi thất vọng, không thể. Ta không phải không ràng buộc mệnh, ta có quan tâm mình người, ta có thân nhân, có huynh đệ. Hắn quá độc cô. Cho nên, gặp phải Lý Thiên Mệnh dạng này hừng hực, dũng cảm, kích tình vạn trượng người, sẽ có một loại linh hồn va chạm, đi kích phát hắn nội tâm bên trong một mặt khác. Tại cái này huyền chi hữu huyền đảo phía trên, Dạ Lăng Phong nắm chặt song quyền, trong mắt tràn đầy tơ máu. Tiểu Phong. Lý Thiên Mệnh vươn tay. Dạ Lăng Phong xòe bàn tay ra, cùng hắn nắm ở cùng nhau. Cùng thần đều khi đó một dạng, cùng một chỗ chiến đấu đi. Hiện tại chỉ là thiên hồn trùng phùng, chờ chúng ta chân nhân trùng phùng ngày nào đó, chúng ta cùng một chỗ chinh chiến tinh không, ngao du vũ trụ, mặc kệ cùng bao nhiêu người là địch, đều muốn đi xuống. Hèn mọn chết tại một cái không người nơi hẻo lánh, đó là kẻ hèn nhát hành động, không thuộc về ngươi Dạ Lăng Phong.
theo nhiên hồn luyện ngục đi ra, theo thần táng ma thành đạt được truyền thừa, ngươi thì đã định trước, muốn làm một cái nhân vật phi phàm. Lý Thiên Mệnh ánh mắt nóng rực nói. Ta không muốn làm nhân vật phi phàm, ta chỉ muốn đi cùng ngươi, làm binh khí của ngươi, ngươi để cho ta giết ai, ta giết kẻ ấy. Quản hắn là người, là thần, là ma, ta cũng sẽ không do dự. Dạ Lăng Phong cắn răng nói. Hắn giống như trưởng thành, có ý nghĩ của mình. Ma chướng a, ta cũng không phải sát nhân ma vương, như thế nào để ngươi giết lung tung đâu. Ha ha, chân chính có ý nghĩa chiến đấu, bất quá là, để hết thảy biến đến càng tốt hơn, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Dạ Lăng Phong trọng trọng gật đầu. Thoát ly khổ hải ngày nào đó, chúng ta cùng một chỗ ngắm trăng. Lý Thiên Mệnh nói. Nguyệt chi thần cảnh, cũng là ánh trăng. Dạ Lăng Phong nói. Vậy liền cùng một chỗ thưởng ngày. Lý Thiên Mệnh nói. Người nào ngày người nào, người nào công người nào thụ, người nào mâu người nào thuẫn, người nào thở dốc người nào kêu khóc. Huỳnh Hỏa không chịu cô đơn, lại tới một câu. Lý Thiên Mệnh chỉ muốn bóp chết nó. Như thế nhiệt huyết quan hệ, để nó dăm ba câu, làm sợ nổi da gà. Tiếp đó, Lý Thiên Mệnh cùng Dạ Lăng Phong nói một chút kế hoạch. Hắn lần này rời đi Huyễn Thiên Chi Cảnh, lập tức liền sẽ đi Nguyệt Chi Thần Cảnh. Dạ Lăng Phong cũng không có huyễn thiên tinh linh, hắn chỉ có thể thông qua tại cái kia, hồ điệp mộng cảnh, mặt ngoài, chuyển di vị trí, đến còn lại chỗ tu luyện. Ngươi có thấy qua một tòa tháp sao? Tử sắc, Lý Thiên Mệnh nói. Có. Ngươi chuyển rời đến bên kia đi, gọi là Tử Diệu Tinh Thần Tháp, ta ở bên kia thời gian tương đối nhiều. Mộng tỉnh về sau, thiên hồn sẽ trở về. Lý Thiên Mệnh sẽ trở lại Viêm Hoàng Đại Lục, Dạ Lăng Phong nhục thân mệnh hồn. Thì còn tại dị độ ký ức không gian. Cho nên coi như hiện tại gặp gỡ, tránh thức làm cho hắn sống sót phương pháp, vẫn là để hắn rời đi thế giới kia. Được. Hắn không có huyễn thiên tinh linh, liền không có cách nào liên hệ với. Ngươi lúc không có chuyện gì làm, liền đi Tử Diệu Tinh Thần Tháp, bên kia còn có thể tu luyện cảnh giới. Ta mỗi lần đều đi Tử Diệu Tinh Thần Tháp cửa tìm ngươi. Lý Thiên Mệnh nói. Tốt. Một đoạn trò chuyện. Dạ Lăng Phong trạng thái, rõ ràng khác biệt. Vừa lúc gặp mặt, hắn giống như có chút thất hồn lạc phách, hoàn toàn không nhìn thấy đường ra ở phương nào. Lúc này, trong thế giới của hắn, xuất hiện một tòa hải đăng. Chờ xem Tiểu Phong, một ngày nào đó, người tóc trắng vương tử, sẽ cưỡi một cái hai đầu rùa đen, đạp trên thất thải tường vân tới tìm ngươi. Nếu như nhất định muốn cho phần này thích tăng thêm thời gian, ta tình nguyện là một vạn năm. Lý Thiên Mệnh dự định mộng lúc tỉnh. Huỳnh Hỏa sau cùng cảm khái một câu. Mà nó, một hồi trở về, ta chắc chắn ngươi cùng Miêu Miêu đè vào nhau, để cho các ngươi hôn môi. Lý Thiên Mệnh cả giận nói. Thôi đi, ta chướng mắt cái kia sinh trưởng ở ngươi cái rắm phía trên đồ chơi. Huỳnh Hỏa ngạo kiều nói. Hắn mèo, gà đại ca, ngươi nói như vậy bản mèo nhưng là không cao hứng a. Trên người ngươi dính đầy Lý Thiên Mệnh vị đạo, bản mèo còn có thể hiếm có ngươi. Được rồi. Chúng ta vẫn là khác lẫn nhau thương tổn. Huỳnh Hỏa run rẩy nói. Lý Thiên Mệnh trên thân, đại bộ phận vẫn là tiên tiên hình xăm. Nàng xem thấy bọn này kỳ quái giống được động vật, tâm linh nhỏ yếu, trong gió lộn xộn. Viêm Hoàng Đại Lục. Lý Thiên Mệnh theo huyễn thiên chi cảnh trở về, lập tức liền cùng Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu nói Dạ Lăng Phong sự tình. Cái này, đây cũng quá đúng dịp a, ma huyễn a. Khương Phi Linh kinh ngạc nói. Cũng là trùng hợp như vậy, bất quá, nan đề cũng bày ở trước mặt. Dị ma rất khó đối phó, ta không xác định hắn có thể chống đỡ bao nhiêu thời gian, cho nên, vẫn là đến về Nguyệt Chi Thần Cảnh, đi tìm hiểu Hy Hoàng, nhìn nàng một cái đến cùng là như thế nào người. Mặt khác, ta đoán chừng có thể tới, nhị cực thiên, cảnh giới, cũng nên đến Nguyệt Chi Thần Cảnh hấp thu Nguyệt Tinh Nguyên. Lý Thiên Mệnh nói, hắn làm việc đều rất nhanh chóng quyết đoán. Có một số việc. Xác thực đợi không được. Chờ lâu, mất đi cũng là Dạ Lăng Phong mệnh. Tốt. Khương Phi Linh gật đầu. Tiêu Tiêu, để thái cổ tà ma đem trạm tinh cổ lộ nguyệt thần tộc thiên hồn nuốt trở lại tới. Lý Thiên Mệnh phân phó nói. Được rồi. Ba người bọn hắn muốn rời khỏi cái này, lý do an toàn, nguyệt thần tộc thiên hồn không thể ở lại đây, miễn đến ra chuyện. Lần này rời đi, cái gì thời điểm có thể trở về? Thiên Viên Đạo hỏi. Không quá chắc chắn, không có việc gì, hiện tại chúng ta tới lui tự nhiên. Nếu như quỷ thần làm loạn,
lập tức bên trên sử dụng truyền tin thạch thông báo Nguyệt thần tộc. Trầm Uyên chiến trường bên kia quỷ thần, cơ bản không có cường giả, không đủ gây sợ, nhưng Bồ Đề tuyệt đối là đỉnh cấp cường giả, chỉ là hắn loại này cấp bậc, chướng mắt Viêm Hoàng nhân tộc. Làm cựu nhân của hắn, ta cũng tại Nguyệt chi thần cảnh phía trên, tạm thời tới nói bên này an toàn, nhưng về sau có thể hay không bị tác động đến khó mà nói. Hết thảy cẩn thận là hơn, tận lực tránh cho nhân viên tụ tập. Lý Thiên Mệnh nói, minh bạch, cũng là lão hình thức, cầu một đường sinh cơ. Hiên Viên Đạo gật đầu. Bọn họ bình thường đều rất điệu thấp. Cái gì thời điểm, cuộc phong ba này mới có thể đi qua? Lý Thải Vi nói. Bồ Đề, chết, Lý Thiên Mệnh nói. Minh bạch, đây không phải một chuyện dễ dàng. Cùng bọn họ cáo từ về sau, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu, lại đến Nguyệt Chi Thần Cảnh. Dị độ ký ức không gian. Một cái chói lọi màu sắc rực rỡ hồ điệp, ở trong hư không, chấn động cánh, vô số ánh sáng hướng về bốn phía tiêu tán. Ong ong ong, mơ hồ có thanh âm truyền đến. Hô, Dạ Lăng Phong hít một hơi thật sâu. Thiên hồn quý vị, hắn giữ vững thức tỉnh. Trước mắt là ba đầu sáu tay hồn ma. Nó lấy, phẫn nộ biểu lộ, cái kia cái đầu, nhìn lấy Dạ Lăng Phong mặt. Tại hắn cương nghị bên mặt phía trên, có một cái con mắt màu tím, nó rất lạnh lùng, cùng hồn ma đối mặt. Hai cái rồi hả? Quả nhiên, sinh sôi. Dạ Lăng Phong thay đổi trước đây so sánh mê mang trạng thái, thầm con mắt màu đỏ bên trong, có niềm tin lực lượng. Hắn đứng lên, bên mặt phía trên thêm một cái con mắt màu tím, đây là mới nhất. Bụng của hắn vị trí, còn có một con mắt. Cái này một cái càng lớn, có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Bọn họ đều rất lạnh lùng, mà lại không nháy mắt, cứ như vậy thẳng tắp sinh trưởng ở Dạ Lăng Phong huyết nhục bên trong. Mỗi thời mỗi khắc, đều là tê dại thống khổ. Hắn cắn răng, nhìn chòng chọc vào cái này một lớn một nhỏ hai cái tròng mắt màu tím. Đinh! Hắn lấy ra một thanh huyết sắc chủy thủ. Cây chủy thủ này, để cái kia hai cái con mắt màu tím lóe lên một cái. Nhưng ánh mắt của bọn nó, vẫn rất khinh miệt. Dạ Lăng Phong mỗi một lần đâm chúng nó, bọn họ đều có thể chui vào máu thịt, để hắn chỉ có thể vô hạn lần, chỉ có thể thương tổn tới mình. Ô ô! Hồn ma lắc đầu, để Dạ Lăng Phong không muốn lại phí công. Dạng này chỉ sẽ đem mình, đâm vào thủng trăm ngàn lỗ, căn bản không đả thương được bọn họ. Thân thể lỗ chân lông, thụ chi phụ mẫu. Thế mà, nếu là liền mệnh đều không có, còn đáng giá quan tâm sao? Dạ Lăng Phong trong mắt tơ máu hiện lên. Hắn để hồn ma an tĩnh. Theo huyễn thiên chi cảnh đi ra, hắn liền đã làm một cái quyết định. Trước kia không nhìn thấy hy vọng, cái gì cũng không dám làm. Hiện tại, hắn muốn đối với mình hung ác một chút. Không thể, để quan tâm người thất vọng. Liền hồn ma đều quan tâm ta, không phải không quan trọng gì người. Ta chết đi, bọn họ đều sẽ thương tâm. Những lời này, đối với hắn như thế trọng yếu. Hắn nhớ tới một màn kia. Cái kia cùng mình cùng tuổi cô nương, nàng vì để cho chính mình mạng sống, cho những người kia quỳ xuống khẩn cầu, khóc ròng ròng, thậm chí lấy tự sát uy hiếp. Nếu như mình từ bỏ, làm sao xứng đáng nàng đâu? Hắn đem cái kia huyết sắc chủy thủ, nhắm ngay gò má của chính mình. Siêu! Hắn ra sức đâm một cái. Tại đao kiếm tiếp xúc đến gương mặt trong nháy mắt, cái kia tròng mắt màu tím biến mất. Cái này một chủy thủ, đồng dạng đâm vào trên gương mặt, quấn tới xương cốt, xé rách ra một đạo vết thương, máu tươi cuồn cuộn chảy xuống. Sau đó không lâu, cái kia tròng mắt màu tím, xuất hiện ở Dạ Lăng Phong ở ngực. Ánh mắt nó trêu tức, rõ ràng là đang cười nhạo Dạ Lăng Phong. Dạ Lăng Phong mặt chảy xuôi lấy máu tươi, nhưng là hắn nở nụ cười. Bởi vì cái này trò chơi, có điểm giống là đánh chuột đất. Ta và các ngươi chậm rãi chơi. Siêu. Lại là một đao, đâm về ở ngực. Bất quá lần này, tại mũi đao tiếp xúc đến ở ngực trong nháy mắt, ngừng lại. Đương nhiên, cái kia trong mắt màu tím tốc độ rất nhanh, chỉ ít so Dạ Lăng Phong nhanh lên một bước. Lại đến. Một lần, Dạ Lăng Phong đâm về phía bụng, nhắm ngay cái kia một con mắt to. Lần này, hắn tới là thật, một chủy thủ đâm vào trong bụng. Thế mà cái kia mắt to càng linh hoạt. Nó trực tiếp biến mất. Lần tiếp theo xuất hiện, tại Dạ Lăng Phong tay trái trên MU bàn tay. Nó xé mở huyết nhục xuất hiện thời điểm, đương nhiên rất đau. Cho nên, cái trò chơi này, căn bản không có khả năng làm bị thương dị ma, sẽ chỉ giết hại chính mình. Nhưng,
Dạ Lăng Phong lại như là như bị điên, không có gì vui bằng. Siêu. Hắn đâm về phía xuất hiện trên bờ vai tử sắc mắt nhỏ. Chủy thủ treo lơ lửng giữa trời, không có thật đâm vào đi. Hắn có lúc đâm, có lúc không đâm. Sau đó mỗi một lần, đều là nhằm vào cái kia mắt nhỏ. Cái này mắt nhỏ tinh lực 10 phần, cùng Dạ Lăng Phong chơi đến thập phần hưng phấn. Nó vui lòng nhìn đến, Dạ Lăng Phong dạng này tra tấn chính mình. Cho nên, làm Dạ Lăng Phong giả đâm thời điểm, nó thậm chí không biến mất, 10 phần phách lối. Ô ô, hồn ma còn tại lắc đầu. Ý của ngươi là, ta như vậy vô dụng, coi như thì thật lúc giả, đều lừa gạt không được nó. Dạ Lăng Phong nói. Hồn ma gật đầu. Ta không tin, Dạ Lăng Phong nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp tục đâm xuyên. Thì thật lúc giả, dù cho là giả thời điểm, nhưng dạng này chơi tiếp tục, trên người hắn, nhiều hơn rất nhiều vết thương. Nhìn đến hắn thảm trạng như vậy, cái kia tử sắc mắt nhỏ hưng phấn hơn. Cái này, đánh chuột đất, trò chơi, nó chơi đến không có gì vui bằng. Mới nhất một lần, nó xuất hiện tại cái kia mắt to bên cạnh. Hai con mắt nằm Dạ Lăng Phong trên bàn tay, còn có một số chen chúc. Hai con mắt, cùng một chỗ đắc ý nhìn lấy Dạ Lăng Phong. Muốn thông qua, thì thật lúc giả, đến gây nên bọn họ hỗn loạn. Bọn họ trong mắt tràn đầy ý cười, trêu đùa ký chủ, cũng là một loại khoái lạc. Không có gì bất ngờ xảy ra. Dạ Lăng Phong sẽ còn tiếp tục. Hoặc là thật đâm, hoặc là giả đâm. Hồn ma đánh lấy ở ngực, nhìn đến Dạ Lăng Phong mất lý trí, nó cái gì đều không làm được. Siêu. Dạ Lăng Phong quả nhiên, hướng về tay trái trên mu bàn tay hai con mắt đâm đi lên. Lần này, hắn là thật đâm, hay là giả đâm? Cái kia hai con mắt, thường thường tại một khắc cuối cùng mới biến mất. Nhưng là lần này, Dạ Lăng Phong đột nhiên cải biến chủy thủ xu thế. Hắn rõ ràng hướng xuống đâm chủy thủ, bỗng nhiên chém vào tay trái mình trên cánh tay. Răng rắc, sắc bén một đao, trực tiếp đem một bàn tay liền mang nửa cánh tay, tại chỗ bổ xuống. A, à, đây là tay gãy thống khổ. Dạ Lăng Phong sắc mặt trắng bệch, chết cắn chặt răng răng, đau kêu một tiếng, đồng thời đem cái kia bị chính mình chặt đứt cánh tay, đánh bay ra ngoài. Hắn lần này, thuộc về giả đâm là lừa gạt không đến cái kia hai con mắt. Cho nên, bọn họ, còn tại Dạ Lăng Phong tay gãy phía trên. Giả đâm là giả đâm, nhưng, lại là thật bổ. Từ vừa mới bắt đầu, hắn dùng thật đâm giả đâm, cũng là vì để dị ma tiến vào cái trò chơi này. Đồng thời, chờ chúng nó cùng một chỗ, đến một vị trí. Những vị trí khác, muốn chém đứt không dễ dàng như vậy, hắn chỉ có thể lựa chọn chém đứt một cái tay. Tình cảnh này, quá khốc liệt. Nhưng, cũng để cho Dạ Lăng Phong. Tại thống khổ nhất thời điểm, tìm được một đường sinh cơ. Ta, sẽ không để cho ngươi thất vọng, sẽ không. Hắn chết cắn hàm răng, trong đầu xuất hiện Lý Thiên Mệnh bóng người. Hắn đứng lên, phải chủy thủ trên tay, đổi thành thập phương trấn ma trụ. Hắn đơn tay nắm chặt cái này màu đen gậy gộc, toàn thân sát khí bao phủ. Tại bên cạnh hắn, hồn ma ngay từ đầu ở vào trạng thái đờ đẫn, nhưng rất nhanh liền biết, Dạ Lăng Phong đến cùng làm cái gì. Thằn lằn gãy đuôi, chỉ vì sống sót. Trong mắt bọn hắn, cái kia bay ra ngoài trên tay, hai cái tròng mắt màu tím sửng sốt một chút, về sau giận tím mặt. Bọn họ vặn vẹo, giãy giụa, theo cái kia cái tay gãy phía trên chui ra. Hai con mắt cấp tốc mở rộng, lớn lên ra tay cánh tay, thân thể, tạo thành một cái cự đại hình người vật lớn. Này hình người vật lớn, duy chỉ có không có đầu, nhưng ở ngực lại có một cái to lớn con mắt màu tím. Hai cái dị ma. Một lớn một nhỏ, đây là bọn chúng vốn là bộ dáng. Dạ Lăng Phong cũng không biết, bọn họ là bực nào quái vật. Nhưng nó lại biết, hai cái này hiện tại là muốn một lần nữa chiếm cứ thân thể của mình. Bọn họ bị chơi xỏ, đương nhiên nổi giận. Giết! Ánh mắt của hắn huyết hồng, sinh tồn dũng khí cùng khát vọng, để hắn cùng hồn ma tại thời khắc này, đều thành chém giết điên cuồng. Đây là thực thể chiến đấu, không phải thiên hồn. Nhưng là... lại phát sinh ở huyễn thiên chi cảnh bên ngoài. Ong ong ong. Một cái cự đại màu đen kết giới căng ra, đó là thập phương trấn ma kết giới. Tại cái này hắc sắc phong bạo trong kết giới, Dạ Lăng Phong cùng hồn ma, cùng hai đầu dị ma giết đến cùng một chỗ. Lần trước, Dạ Lăng Phong là không quá chú ý, mới khiến cho dị ma nhập thể. Lần này, hắn không muốn thất bại trong gang tấc. Ầm ầm. Cái kia thập phương trấn ma trụ,
đập vào dị ma thân phía trên, tuôn ra vô số huyết nhục. Xì 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 xì. Dị ma phát ra phẫn nộ thanh âm, để cho người nghe tê cả da đầu. Một cuộc chiến sinh tử, máu me đầm đìa. Thế mà, phía dưới huyễn thiên chi cảnh bên trong đệ tử thiên hồn, còn tại nhàn hạ tu hành, căn bản không nhìn thấy tình cảnh này. Nguyệt chi thần cảnh. Lý Thiên Mệnh tới về sau, trước bổ sung một chút nguyệt tinh nguyên. Hắn thiên tinh luân phía trên, còn có một cái thần ý, một cái thiên ý. Trong đó, Đông Hoàng kiếm hình dáng, đế hoàng thần ý, rất lớn, thái nhất tháp hình dáng, mệnh kiếp thiên ý, chỉ có mười mấy phần một trong. Nhưng tối thiểu nhất, đã thành hình. Dựa vào cái này thành hình mệnh kiếp thiên ý, Lý Thiên Mệnh hấp thu đại lượng nguyệt tinh nguyên lực lượng, hội tụ đến thiên tinh luân bên trong. Bọn họ một người bốn thú cảnh giới, bởi vì này đột phá đến đạp thiên chi cảnh cấp thứ hai, nhị cực thiên. Đồng thời, còn muốn tiếp tục hấp thu nguyệt tinh nguyên lực lượng, bổ sung thức thần chi lực. Để thập phương kỷ nguyên thần kiếm, đều đến nhị cực thiên cảnh giới. Không biết ta hiện tại, là có thể bay đến nhị cực thiên vị trí, vẫn có thể bay lên ngũ huyền thiên trở lên. Nghe nói tinh luân nguyên lực, thoát ly thiên nhất giới diện trói buộc, xông lên trật tự tinh không quá trình này. Khảo nghiệm không phải cảnh giới, mà chính là thiên tinh luân lực lượng hùng hậu trình độ. Nếu như dựa theo điểm này, Lý Thiên Mệnh hiện tại, hẳn là có thể bay đến ngũ huyền thiên vị trí. Nói cách khác, ta chỉ cần tại đạp thiên chi cảnh 9, cấp 12 bên, liền có thể leo lên trật tự thiên. Đây là thái cổ hỗn độn cự thú, mang tới cao phẩm chất tinh luân nguyên lực. Tại đạp thiên chi cảnh trước, Lý Thiên Mệnh mặc kệ sinh tử kiếp lực nhiều hung mãnh, không có thiên tinh luân. Tuyệt đối không có cách nào lên mặt trăng. Hắn đi vào nguyệt chi thần cảnh, vẫn còn không có hướng nhiều người địa phương đi. Đang chuẩn bị đi tìm Hy Hoàng trước, Lý Thiên Mệnh lại vào một lần huyễn thiên chi cảnh. Lần này, hắn trọng tân ký lục một chút mới thực lực, đem rất nhiều thủ đoạn đều thi triển một lần, để thiên vị kết giới ghi chép cường độ. Huỳnh hỏa thủ đoạn của bọn nó, trên cơ bản mở ra đến lớn nhất. Trừ cái đó ra, Lý Thiên Mệnh lại ghi chép ba thanh thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Hắn để cho mình tại tử diệu tinh huyễn thiên chi cảnh biết thần số lượng, đạt tới thất. Thất, tính toán mệnh kiếp nhất tộc tầng cao nhất. Nhưng tối thiểu nhất, không có 8 cùng 9, như vậy làm người khác chú ý. Cái này ba thanh kiếm, đều đến tự tay phải kiếp vòng. Theo thứ tự là, sinh, thiên, thời. Sinh, vì chúng sinh nhân quả kiếm. Thiên, vì trật tự hoàng kiếm. Thời, vì thái hư trụ vương kiếm. Tăng thêm tứ phương thần kiếm. Lý Thiên Mệnh tại huyễn thiên chi cảnh chiến đấu lực tăng vọt. Hắn lần này tiến huyễn thiên chi cảnh, cũng là lại xác nhận một chút Dạ Lăng Phong tình huống. Cho nên, hắn đi tới tử diệu tinh thần tháp. Hắn vốn cho rằng muốn chờ một đoạn thời gian, kết quả không nghĩ tới, Dạ Lăng Phong ngay ở chỗ này. Thiên Mệnh ca, một tin tức tốt, một cái tin tức xấu. Dạ Lăng Phong thần sắc có chút mỏi mệt, có thể ánh mắt là thiêu đốt. Đầu tiên nói trước a. Lý Thiên Mệnh nói, ta tự đoạn một đầu tay, đem dị ma bước đi ra, sau đó giết. Dạ Lăng Phong nói, tay có thể khôi phục sao? Lý Thiên Mệnh hỏi, có thể, bọn họ nói ta là quỷ thần tộc ma thần huyết mạch, nắm giữ rất mạnh nhục thân sinh mệnh lực, về sau hội trưởng đi ra, khả năng cần mấy tháng. Dạ Lăng Phong nói, cái kia nói tin tức xấu đi. Lý Thiên Mệnh nói, dị ma trước khi chết, triệu hoán đồng loại, hiện tại tử diệu tinh huyễn thiên chi cảnh phụ cận. Có mấy trăm con dị ma, đang tìm kiếm vị trí của ta. Dạ Lăng Phong cười khổ nói. Ngưu bức. Đây coi là an toàn, vẫn là nguy hiểm hơn rồi. Lý Thiên Mệnh hỏi. Nghe, nguyên bản dị ma muốn nuốt một mình Dạ Lăng Phong. Nhưng, Dạ Lăng Phong vậy mà giết nó. Trước khi chết, nó đương nhiên sẽ triệu hoán đồng bạn. Nếu như không bị phát hiện, thân thể tạm thời không có chuyện làm, nhưng vạn nhất nếu là bị phát hiện, thì mất mạng. Ta giết dị ma, bọn họ sẽ không khách khí với ta. Dạ Lăng Phong nói. Tương đương nguy hiểm phương thức sửa lại. Không còn là mãn tính tử vong, nhưng mạo hiểm càng lớn, thời gian gấp hơn bách. Ta tiếp đó, có thể sẽ rất ít tiến đến, nếu mà bắt buộc, ta có thể sẽ rời đi cái này huyễn thiên chi cảnh. Cũng không biết, nếu là rời đi, ta có hay không còn có thể tìm tới trở về đường. Dạ Lăng Phong tiếc nuối nói. Bất kể nói thế nào, ta muốn người còn sống. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Nhất định, Dạ Lăng Phong tràn ngập niềm tin mà nói. Có lẽ tình huống càng hỏng bét, nhưng tối thiểu nhất, Dạ Lăng Phong có mãnh liệt dục vọng cầu sinh. Liền tay gãy hắn đều làm ra được,
Như thế, Lý Thiên Mệnh tâm lý ngược lại yên ổn một số. Thiên Mệnh ca, ta đi trước. Hắn hé miệng, khẽ cười cười, nói. Lần tiếp theo, thì không dễ dàng như vậy đụng tới hắn. Đi thôi, thiếu niên, Lý Thiên Mệnh nói. Sau khi nói xong, Dạ Lăng Phong thiên hồn theo trước mắt biến mất, về tới hắn nhục thân mệnh hồn bên kia. Tiếp đó, hắn ẩn tàng, đào mệnh, sinh tử một đường, ngẫu nhiên có thể sẽ trở về. Cũng có khả năng, đây là đời này một lần cuối cùng gặp mặt. Hắn sau khi đi, Lý Thiên Mệnh ở một trận. Kỳ thật Dạ Lăng Phong, Lý Khinh Ngữ cùng Lý Vô Địch trên thân mọi chuyện cần thiết, đều cùng một việc tương quan. Cái kia chính là thí nghiệm phẩm. Theo Tiểu Phong trên thân bắt đầu, đi tìm đáp án. Ưu thế của hắn là, thiên phú cường đại, tiền đồ vô lượng. Hắn thế yếu là, không có có chỗ dựa, toàn dựa vào chính mình chèo chống. Tiến lên con đường, phong vân phiêu diêu. Nhưng, ta còn có Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang cùng Tiên Tiên. Có Linh Nhi, có Tiêu Tiêu giúp đỡ, tương lai nếu là có thể để Tiểu Phong cùng khẽ nói, đều tụ tập ở bên cạnh ta. Chúng ta năm cái, cùng một chỗ cường đại, cùng một chỗ đối kháng vận mệnh. Lý Thiên Mệnh minh bạch, bọn họ năm cái, mỗi cá nhân trên người, đều có khác biệt thiên phú và ràng buộc, mỗi người đều cần, độ kiếp. Làm đại ca, ta muốn chống lên tới. Trở lại Nguyệt Chi Thần Cảnh về sau, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh, Lâm Tiêu Tiêu cùng một chỗ, tiến về phụ cận thành trì. Hắn chủ yếu muốn trước hỏi thăm một chút, gần nhất Nguyệt Chi Thần Cảnh động tĩnh. Bởi vì bồ đề quan hệ, dù là không phải bắt Nguyệt Thiên Thành, vầng trăng này phía trên cư dân, đều rất ít ra khỏi thành, trên đường cái đều so sánh quạnh quẽ. Ba người bọn hắn, tiến vào một cái khách sạn. Trong khách sạn người nhiều một ít, Lý Thiên Mệnh bọn họ vừa mới tiến đến, liền nghe đến Nguyệt Chi Thần Cảnh gần nhất náo nhiệt nhất sự tình. Bọn họ đang nói chuyện Huy Dạ Thi. Lý Thiên Mệnh xác nhận chính mình không nghe lầm. Tựa như nha, tiểu Mỹ Nam. Có người sau lưng nói chuyện, Lý Thiên Mệnh nhìn lại, là một người dáng dấp yêu nhiều nữ tử áo đỏ. Nàng cho Lý Thiên Mệnh bọn họ bưng lên tốt nhất Nguyệt Thần Trà, kiều mị cười một tiếng, nói, ta là nơi này trưởng quỹ, gọi ta anh tỷ là được rồi. Huy Dạ Thi có chuyện gì không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vậy nhưng nói rất dài dòng đây. Anh tỷ nói. Còn mời anh tỷ cáo chi? Lý Thiên Mệnh nói. Anh tỷ cười mỉm ngắm hắn liếc một chút, nói, ta nghe người ta nói qua ngươi bề ngoài, ngươi chính là cái kia Lý Thiên Mệnh, đúng hay không? Nàng ngược lại là thật thông minh, nhận ra Lý Thiên Mệnh thân phận. Cái này cũng là nàng, chủ động cùng Lý Thiên Mệnh nói chuyện nguyên nhân. Bất quá, cảnh giới của nàng đại khái vừa tới đạp thiên chi cảnh, nơi này cũng chỉ là một cái tiểu thành, không có cao thủ gì. Lại thêm nàng cũng không có lộ ra, Lý Thiên Mệnh liền không sợ nàng. Hắn vốn muốn hỏi hỏi gần nhất sát thủ động tác, nhưng đã nhắc lên Huy Dạ Thi, tăng thêm chính mình vậy mà danh tiếng đại chấn, tâm lý liền có rất nhiều nghi hoặc. Không sai, ta là Lý Thiên Mệnh, kỳ quái, ta một giới vô danh tiểu tốt, nhiều người như vậy nhận biết. Lý Thiên Mệnh hỏi, ngươi cũng không phải vô danh tiểu tốt, tên của ngươi, mấy ngày nay có thể vang dội. Anh tỷ cười tủm tỉm đánh giá hắn, nhịn không được phát ra một tiếng thốt lên kinh ngạc, nói. Ngươi thật mới 17 tuổi sao? Trời ạ, con của ta cũng liền 17-18 tuổi, theo ngươi so ra, tựa như là cái kẻ ngu. Tại sao vang dội? Lý Thiên Mệnh nói. Thì phế đi Huy Nguyệt Kiếp một kiếp vòng, thiên hạ đều biết. Hắn biết Huy Nguyệt Kiếp chết rồi. Nhưng, rõ ràng không ai, sẽ đoán được trên đầu mình. Xem ra ngươi thật sự là ẩn giấu tốt một đoạn thời gian, hôm nay vừa mới ngoi đầu lên a. Ngươi đoán đúng, phế đi Huy Nguyệt Kiếp một kiếp vòng, xác thực không đủ để Nguyệt Chi Thần Cảnh nhận biết ngươi, có thể hy hoàng vì tìm tới ngươi, không tiếc thông báo toàn bộ Nguyệt Chi Thần Cảnh, nói nếu như ngươi nửa tháng không xuất hiện, nàng liền giết Huy Dạ Thi. Hiện tại, có thể chỉ còn lại mấy ngày đây, anh tỷ nói. Lý Thiên Mệnh ba người mặt mũi tràn đầy mê hoặc. Hy hoàng tìm ta làm cái gì, ta lại không đào nàng tổ phần, mà lại, cầm Huy Dạ Thi uy hiếp ta, đây không phải đùa giỡn hay sao? Lý Thiên Mệnh nói. Việc này, 10 phần ngoài dự liệu. Quả thực không có đạo lý a. Thông báo toàn bộ Nguyệt Chi Thần Cảnh. Hưng sư động chúng như vậy, thì bởi vì chính mình phế đi Huy Nguyệt Kiếp một kiếp vòng. Cùng kiếp vòng không quan hệ, chủ nếu là bởi vì ngươi, 17 tuổi, bản nguyên thú tộc, có thể đánh bại Huy Nguyệt Kiếp, thiên phú kinh thiên. Tiền đồ vô lượng, anh tỷ tán thán nói. Làm sao, nàng muốn làm sư tôn ta? Lý Thiên Mệnh nói.
Ngươi đang suy nghĩ cái gì đấy? Ngốc hài tử, người ta muốn làm nữ nhân của ngươi. Anh tỷ giận trách. Phốc. Lý Thiên Mệnh chính đang thưởng thức một miệng cái kia nguyệt thần trà, kết quả nhịn không được, trực tiếp một miệng phun tới. Nàng không phải hơn 500 tuổi. Đây là ta mấy đời tổ tông số tuổi A. Nghe nói như thế, Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu đều có chút mộng. Dù sao, các nàng không có chút nào hiểu rõ cái này Hy Hoàng. Nói mò gì đâu, ngươi, Hy Hoàng tuổi tác mặc dù lớn một số, nhưng nàng thế nhưng là nguyệt chi thần cảnh đệ nhất mỹ nhân, diễm quan quần phương, tuyệt thế khuynh thành, coi như số tuổi không nhỏ, có thể coi là hiện tại, gặp qua nam nhân của hắn, đều si mê say mê, năm tháng cũng không có tại trên người của nàng, lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Ngươi bây giờ chuyện phiếm, chờ ngươi gặp được, liền biết cái gì gọi là nữ nhân. Tối thiểu so bên cạnh ngươi hai cái này tiểu nha đầu cường. Anh tỷ nói lên Hy Hoàng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sùng bái. Nàng 3000 trong hậu cung, gần nhất một nhóm, đều là 50 tuổi trở xuống hài tử, bất quá xác thực, 17 tuổi, vẫn còn chưa qua đây. Khương Phi Linh dùng một chút huyễn ma huyền công, không nghĩ tới để anh tỷ rất khinh bỉ. Cái này có thể đem nàng tức giận đến chừng anh tỷ liếc một chút. Người tiểu hài này, là cái may mắn, tuổi còn nhỏ, liền có thể để nguyệt chi thần cảnh nữ nhân đẹp nhất ân sủng ngươi. Ta dám đánh cược, thì ngươi cái này tư sắc, tiến vào Hy Hoàng cung, tuyệt đối là số một sủng phi, phong quang vô hạn. Anh tỷ càng là nhìn Lý Thiên Mệnh, thì càng hâm mộ. Một câu nói kia, càng làm cho Lý Thiên Mệnh có chút lộn xộn. Hắn nhịn không được hỏi một câu, nguyệt thần tộc, có bệnh. Trước kia liền nghe Huy Dạ Thi nói qua, Hy Hoàng hậu cung một bọn đàn ông. Không nghĩ tới, việc này còn có thể chạy trên đầu mình đến. Cũng không thể nói như vậy a. Nam nhân ưu tú, phối nữ nhân ưu tú, rất bình thường. Qua nhiều năm như vậy, nguyệt chi thần cảnh thiên tài thiếu niên nhóm, trên cơ bản để bệ hạ thu toàn bộ. Vốn là Huy Nguyệt Kiếp sẽ vào cung, kết quả ngươi đánh bại hắn, chứng minh ngươi ưu tú hơn, ngươi vào cung, đó là chuyện thuận lý thành chương. Huy Nguyệt Kiếp, Lý Thiên Mệnh trao mày một cái. Hắn trước đây nghi hoặc, đang nghe tin tức này về sau, triệt để giải khai. Huy Nguyệt Kiếp vì cái gì vô duyên vô cớ khiêu khích chính mình? Rất có thể là, hắn muốn để cho mình thay thế hắn. Huy Dạ Thi việc này, người nhìn thoáng chút, rất nhiều người cho rằng, bệ hạ cũng là nhờ vào đó náo ra một số động tĩnh, nói cho ngươi, chớ núp lấy, nhanh đến trong ngực nàng đi thôi. Thì ngươi cái này tướng mạo, tư bản, thiên phú, chờ lấy nghênh đón vinh hoa phú quý đi. Nguyệt chi thần cảnh đệ nhất mỹ nhân, âu yếm, không tươi đẹp sao? Anh tỷ cười nói, Mỹ cái rằm a. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ có chút loạn. Hắn lần này trở về mục đích, vốn chính là tiếp cận Hy Hoàng, nhìn có thể hay không trà trộn vào Nguyệt Thần Thiên Thành, tìm cứu Dạ Lăng Phong phương pháp. Kết quả lúc này mới vừa trở về, nghe nói Hy Hoàng khắp thiên hạ tìm chính mình. Thanh niên, người bây giờ do dự, mê hoặc, chờ ngươi đến bệ hạ trong ngực, phẩm nhất phẩm tuyệt sắc mùi vị của nữ nhân, ngươi liền biết, chính mình có may mắn dường nào. Đừng chờ, nhanh hướng Nguyệt Thần Thiên Thành chạy đi, bệ hạ đều chờ mong ngươi đã lâu. Anh tỷ cười tủm tỉm nói. Cáo từ. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, mang theo Khương Phi Linh cùng Lâm Tiêu Tiêu, vội vàng rời đi. Cũng nên đi, thật khỉ gấp. Lại nói, ta là cái thứ nhất tìm tới Lý Thiên Mệnh người, cũng coi như một cái công lớn. Anh tỷ híp mắt cười, trang điểm lộng lẫy. Ngoài thành, Lý Thiên Mệnh cùng Khương Phi Linh đứng chung một chỗ. Lâm Tiêu Tiêu thì tại cách đó không xa. Nghe, nữ hoàng này, cũng là chuyên môn trà đạp thiên tài thiếu niên nhóm nữ ma đầu. Khương Phi Linh nói, dù sao không phải người tốt lành gì, phiền phức chính là, cứu Tiểu Phong hy vọng, đều ở trên người nàng. Lý Thiên Mệnh nói, ca ca, theo Huy Nguyệt Kiếp sự tình nhìn, hắn giống như cũng không nguyện ý đi Hy Hoàng Cung, mới trăm phương ngàn kế, muốn đem người đưa qua thay thế hắn. Khương Phi Linh nói, cho nên, việc này không có đơn giản như vậy, Lý Thiên Mệnh cau mày nói. Nhưng, bởi vì Tiểu Phong bị dị ma vây quanh, liền xem như núi đao biển lửa, cũng phải đi dò xét một chút, đến cùng là tình huống như thế nào. Khương Phi Linh ôn nhu nói. Ta minh bạch, bất quá, hậu cung, Nam Phi, những thứ này từ thật là buồn nôn, Lý Thiên Mệnh nói. Làm bị thương ngươi nam tử Hán đại trượng phu tự tôn à nha. Khương Phi Linh nói. Đó cũng không phải, nếu như có thể. Ta càng tình nguyện lấy thân phận khác đi Nguyệt Thần Thiên Thành, nói thật, nếu như không phải Tiểu Phong sự tình khẩn cấp,
cho ta 1-2 năm, ta đoán chừng đều không cần đi tìm cái này Hy Hoàng. Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng, Thi Thi khả năng thật sẽ chết đây. Khương Phi Linh nói. Huy Dạ Thi bên kia, xác thực khá là phiền toái. Tuy nói quan hệ không thật tốt, nhưng nếu bởi vì chính mình, dẫn đến nàng mất mạng, có chút không còn gì để nói. Vậy ngươi liền đi đi, tối thiểu nhất, coi như đối phương không có khả năng nguyện ý cứu Tiểu Phong, tại ở gần vị trí của nàng, luôn có thể biết người biết ta. Khương Phi Linh nói. Đi vào tìm cơ hội, xác thực so ở bên ngoài đợi không muốn tốt. Dù sao, không tìm, làm sao lại biết, không có cơ hội đâu. Vậy nhưng phải nghĩ biện pháp, bảo trụ phẩm đức, Huỳnh Hỏa nói. Đây không phải nói đùa, là rất hiện thực sự tình. Một cái 500 tuổi lão gia hỏa, từng có vô số nam phi Hy Hoàng. Đừng nói Khương Phi Linh không nguyện ý. Lý Thiên Mệnh nghe, đều cảm thấy buồn nôn. Chỉ là Huy Dạ Thi cùng Dạ Lăng Phong sự tình kẹt ở chỗ này, tựa hồ không có lựa chọn. Nhất định phải đi một con đường nguy hiểm. Mà lại, theo Huy Nguyệt Kiếp sự tình đến xem. Việc này chỉ sợ không phải, phẩm đức đơn giản như vậy. Ta mình, nếu là có cái gì nguy hiểm tính mạng, ta liền trực tiếp trốn vào Thái Nhất Tháp đi. Thái Nhất Tháp dù sao cũng là đến từ vĩnh sinh thế giới thành thần vật, Hy Hoàng cần phải không phá được. Trước kia Thái Nhất Tháp bên trong không có cách nào tu hành, mà bây giờ ta có thể tại Thái Nhất Tháp bên trong, mở ra huyễn thiên chi môn, đi tử diệu tinh tu hành. Thái Nhất Tháp cũng có thể hấp thu, nguyệt tinh nguyên lực lượng cung cấp cho ta. Cứ như vậy, một khi sự tình không thích hợp, ta thì không ra ngoài. Lý Thiên Mệnh suy nghĩ một chút, sau cùng làm quyết định. Đây là bảo đảm nhất cách làm. Linh Nhi yên tâm, tiểu lý tử nếu là dám làm chuyện có lỗi với ngươi tình, ta phát động 3 người ca ca đánh hắn. Tiên Tiên treo ở Lý Thiên Mệnh trên đỉnh đầu, ngây thơ chân thành mà nói. Việc này đơn giản, muốn là lão yêu bà muốn làm bẩn hắn, Thái Nhất Tháp vừa ra, chúng ta cùng một chỗ làm con rùa đen rút đầu. Thì còn lại một cái tháp, cái này lão yêu bà muốn là thực sự đói khát, vậy liền thích hợp dùng đi. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói. Quá hư hỏng. Có Huỳnh Hỏa bọn họ tại, Khương Phi Linh vẫn là thẳng yên tâm. Dù sao trên tình cảm sự tình, đều rất đơn giản thuần túy. Nàng chỉ là lo lắng còn lại nguy hiểm, hoặc là nói Hy Hoàng có một ít cưỡng bách thủ đoạn. Chỉ cần Lý Thiên Mệnh chuyến đi này, nàng thì cái gì đều không thấy được. Không nhìn thấy, thì mang ý nghĩa lo lắng. Nhưng nàng lại không muốn để cho chính mình lo lắng, liên lụy Lý Thiên Mệnh đi trợ giúp Dạ Lăng Phong quyết tâm cùng tốc độ. Chỉ có tín nhiệm. Cho nên, bọn họ thương lượng một chút, làm ra quyết định. Linh Nhi, tin tưởng ta. Lý Thiên Mệnh cầm tay thon của nàng, giữ tại lòng bàn tay. Đó là dĩ nhiên, nhưng là, con đường phía trước hung hiểm, vẫn là muốn cẩn thận, thêm nhiều phòng bị. Khương Phi Linh nói. Được. Con đường này, chỉ có thể chính mình đi. Ta đi Nguyệt Thần Thiên Thành về sau, người đem Huy Dạ Thi mang về Viêm Hoàng Đại Lục đi, tạm thời khác trở về, tránh khỏi nàng lại gặp nạn. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Thiên Mệnh không muốn cho địch nhân, lưu phía dưới bất luận cái gì tay cầm. Đi trước Huy Nguyệt Thành. Bọn họ cùng một chỗ hướng Huy Nguyệt Thành mà đi. Sau đó không lâu, đạt tới Huy Nguyệt ngoài thành. Lập tức liền là ly biệt thời khắc. Lý Thiên Mệnh cái này đi vào, cũng không biết cái gì thời điểm, mới có thể đi ra ngoài. Hắn đi về phía trước một bước, vẫn là quay đầu. Lần trước ở rể Huy Nguyệt gia tộc, đây chẳng qua là treo cái tên tuổi tu luyện, mà lại Khương Phi Linh thì ở bên người. Nhưng lúc này đây, nói trắng ra là, không biết cái kia Hy Hoàng là mặt hàng gì, thậm chí sinh tử chưa biết. Nàng lại không thể đi theo bên người. Giống như Lý Thiên Mệnh đi thiên tinh cảnh một dạng, hết thảy, chỉ có thể chờ đợi. Lý Thiên Mệnh tin tưởng, nàng hiện tại lại buông lỏng, tâm lý đều là tra tấn. Ca ca, thế nào? Nàng ra vẻ nhẹ nhõm hỏi. Ôm một chút đi. Lý Thiên Mệnh mở rộng vòng tay. Khương Phi Linh vung ra bàn chân, hướng hắn bên này chạy tới, sau đó trùng điệp đâm vào trong ngực của hắn. Trong lúc nhất thời hương ngọc tràn đầy. Nhất định muốn bình an, nàng tại Lý Thiên Mệnh bên tai nói. Đương nhiên, mệnh ta lớn. Lý Thiên Mệnh nói. Không cho phép luân hãm, không cho phép để cho nàng đụng ngươi. Khương Phi Linh nói. Nói nhảm, 500 tuổi tiểu cô nương, đều muốn cầm xuống lão tử. Người cái này số tuổi vô cùng lớn lão thái bà, cũng còn không có tay đây. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hỗn đản, người mới vô cùng lớn.
Khương Phi Linh cười ra nước mắt. Lý Thiên Mệnh sờ lên mái tóc của nàng, nắm một chút gương mặt của nàng, nói, ngươi thật là đồ ngốc, ta rất kén chọn ăn biết không? Trên thế giới này chỉ có một món ăn, miễn cưỡng hợp ta khẩu vị, món ăn này tên, gọi là Khương Phi Linh. Đúng rồi, mấy trăm năm lão dưa muối, còn dám cùng ta giành ăn khách, có cơ hội, ta nhất định đánh như tử nàng. Khương Phi Linh thở phì phò, nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng phát tiết bên trong tâm lý phiền muộn, Lý Thiên Mệnh trong lòng dễ dàng rất nhiều. Ái tình phương diện, tất cả mọi người là tự tư, cho nên tôn trọng lẫn nhau rất trọng yếu. Yêu nhiều nhục thân lại nhiều, lại sao hơn được, một cái cùng mình đồng cam cùng khổ, sống chết có nhau thú vị linh hồn. Gặp lại, 17 tuổi tiểu hài tử. Nàng đứng tại đầu gió, tóc dài phấn khởi, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh bóng lưng rời đi phất tay. Gặp lại, vô cùng lớn lão thái bà. Nơi xa truyền đến Lý Thiên Mệnh phóng khoáng thanh âm. Thẳng đến, ánh trăng bao phủ bên trong, hắn triệt để biến mất ở trước mắt. Không nhìn thấy hắn về sau, Khương Phi Linh có chút thất lạc, mờ mịt đứng rất lâu. Linh Nhi, các loại huy giả thi đi ra, chúng ta liền trở về sao? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Không quá muốn trở về, người giúp ta mang huy giả thi đi xuống đi. Khương Phi Linh cắn cắn môi đỏ nói. Vậy còn ngươi? Ta muốn đi Nguyệt Thần Thiên Thành. Cho dù là đứng ở ngoài thành, ta cũng muốn dựa vào hắn gần một chút, tại hắn cần ta thời điểm, ta có thể nhanh nhất xuất hiện. Nàng nhẹ nhàng nắm chặt song quyền, vô cùng kiên định nói ra câu nói này. Linh Nhi, ta ủng hộ ngươi. Lâm Tiêu Tiêu kích tình mênh mông nói. Trèo chống cái gì nha? Khương Phi Linh mê hoặc nói. Đánh chết những cái kia đoạt người khác nam nhân thối nữ nhân. Lâm Tiêu Tiêu lòng đầy căm phẫn nói. Dưới ánh trăng. Lý Thiên Mệnh đứng tại Huy Nguyệt ngoài thành phất tay, trực tiếp để Huy Nguyệt thành chấn động. Nhanh, nhanh, để hắn tiến đến. Nhanh đi thông báo bà, nhanh đi thông báo Phong Nguyệt Thân Vương. Lý Thiên Mệnh bị một đám Nguyệt thần tộc, trực tiếp dẫn đi vào. Đã từng không thế nào để ý mình Nguyệt thần tộc, hiện tại nguyên một đám đối với mình cúi đầu khom lưng. Sinh sợ đắc tội Lý Thiên Mệnh, coi hắn là làm chủ tử một dạng hầu hạ. Đây hết thảy đều là bởi vì... Lý Thiên Mệnh bị Hy Hoàng coi trọng. Thông báo toàn bộ Nguyệt Chi thần cảnh, tìm kiếm Lý Thiên Mệnh, cái này cần đối ra hỏa này, ưa thích tới trình độ nào. Tuy nhiên nghe nói, Hy Hoàng sủng phi, bình thường tại vào cung mấy năm sau, đều rất ít lại lộ diện. Nhưng tối thiểu nhất, 50 tuổi trước, vẫn là sẽ cùng theo Hy Hoàng, ra vào các loại trường hợp. Hy Hoàng càng sủng, quyền thế càng lớn. Đến Huy Nguyệt gia tộc về sau, trước hết nghênh đón đi ra chính là Nguyệt Hà bà. Huy Dạ Thi ra sao? Lý Thiên Mệnh bình thản hỏi. Không có việc gì, nàng tốt đây. Nguyệt Hà bà nói. Theo Nguyệt Hà bà thái độ đối với chính mình, liền biết Huy Nguyệt kiếp cái chết, cùng mình, không quan hệ. Nói thật, mệnh của nàng cùng ta không có quan hệ gì, bất quá, ta đã hại nàng một lần, hiện tại ta nghe được tin tức trở về, vội vàng đem nàng thả đi, đầy đủ đáng thương. Lý Thiên Mệnh mặt không chút thay đổi nói. Lão hủ lập tức khiến người ta đi an bài, để cho nàng khôi phục tự do. Nguyệt Hà bà nói. Được. Mời tới bên này. Nguyệt Hà bà mang Lý Thiên Mệnh đi tìm Phong Nguyệt Thân Vương. Còn chưa tới, Phong Nguyệt Thân Vương đã tự mình đến nghênh đón. Ngươi chính là Lý Thiên Mệnh. Phong Nguyệt Thân Vương trên dưới dò xét. Đúng, Lý Thiên Mệnh gật đầu. Lục hợp thiên cảnh giới Huy Nguyệt Hải, bị ngươi giết a? Phong Nguyệt Thân Vương nói. Hắn muốn giết ta, ta phản sát, có vấn đề sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không có vấn đề, tuyệt đối không có vấn đề, 17 tuổi có thể giết lục hợp thiên nguyệt thần tộc, đó là nguyệt chi thần cảnh 2 triệu năm đến bây giờ đều chưa từng có kỳ tích. Luận thiên phú, ngoại trừ cửu nguyệt thần nữ bởi vì tu luyện quá muộn, khó mà nói bên ngoài, ngươi là nguyệt chi thần cảnh lịch sử đệ nhất nhân. Phong Nguyệt Thân Vương tán thán nói. Hắn cùng anh tỉ một dạng, càng xem Lý Thiên Mệnh. Càng là ưa thích. Tạm được, cũng không khó. Lý Thiên Mệnh nói. Có cá tính. Phong Nguyệt Thân Vương cho hắn giơ ngón tay cái lên. Bởi vì hắn biết, Hy Hoàng thích nhất, có cá tính người trẻ tuổi. Phong Nguyệt Thân Vương tại Nguyệt Hà bà bên tai nói một câu. Cái này Lý Thiên Mệnh, phẩm chất tốt đến nằm ngoài dự đoán của ta. Tính ngươi Huy Nguyệt gia tộc khai quật có công. Huy Nguyệt Thành, sau này sẽ trả cho các ngươi, thật tốt bồi dưỡng con cháu đi. Đa tạ Thân Vương. Nguyệt Hà bà như chút được gánh nặng, quỳ xuống dập đầu. Thân Vương,
nghe nói bệ hạ tìm ta, cái gì thời điểm xuất phát đi Nguyệt Thần Thiên Thành? Lý Thiên Mệnh thẳng vào chủ đề. Đã quyết định đi Nguyệt Thần Thiên Thành, đi tìm biện pháp, hắn thì không nhăn nhó. Đến đón lấy sẽ ẩn tàng, sẽ ngụy trang, cũng sẽ đấu trí đấu dũng, muốn nữ nhân kia vì chính mình cứu người, Lý Thiên Mệnh sẽ chủ động xuất kích. Vội vã như vậy đâu, ngày mai thì xuất phát, Phong Nguyệt Thân Vương nói. Không phải ta gấp, là bệ hạ gấp, Lý Thiên Mệnh mỉm cười nói. Ha ha, Phong Nguyệt Thân Vương cười. 17 tuổi, phi phàm a. Phong Nguyệt Thân Vương nhìn mà than thở. 17 tuổi, loại lời này đều dám nói ra. Đứa nhỏ này rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, theo các ngươi thái độ đối với hắn, phán đoán địa vị của hắn, hắn hiện tại xoay người, về sau hầu hạ. Phong Nguyệt Thân Vương đối Nguyệt Bờ Sông bà nói. Là. Phong Nguyệt Thân Vương để Nguyệt Hà bà, chiếu cố tốt Lý Thiên Mệnh, thì đi thu thập chuẩn bị. Rời đi thời điểm, hắn quay đầu nhìn bị bầy người chen chúc Lý Thiên Mệnh liếc một chút, bỗng nhiên nở nụ cười. Là phúc là họa. Những người tuổi trẻ này, tại vào cung trước đó, đối mặt giống nhau vận mệnh, luôn luôn không làm rõ ràng được. Tự cho là đi lên nhân sinh đỉnh phong. Huy Nguyệt Kiếp ngược lại là nhìn thấu, đáng tiếc, mạng nhỏ cũng bị mất. Cho nên a, cái này vòng xoáy, chỉ cần bị để mắt tới người, ai có thể thoát đi được đâu. May mắn, ta là đệ đệ của nàng. Độ Nguyệt Phủ, hiện tại không ai quản ngươi, buổi tối hôm nay, ngươi đã chạy ra Huy Nguyệt Thành, cùng Linh Nhi đi Viêm Hoàng Đại Lục, không có ta đồng ý, tạm thời khác trở về, tránh khỏi ảnh hưởng ta. Lý Thiên Mệnh nghiêm túc nói. Thối kẻ đồi bại. Huy Dạ Thi khinh bỉ nhìn hắn một cái. Cái gì a? Khác nói mò, người biết ta vì cái gì phải đi Nguyệt Thần Thiên Thành. Mà lại, nếu không phải vì cái mạng nhỏ của ngươi, ta đều tội gì đến như vậy nhanh. Lý Thiên Mệnh nói. Dạ Lăng Phong sự tình, nàng là biết đến. Ồ, ta rất cảm động a, muốn không muốn lấy thân báo đáp đâu. Huy Dạ Thi trợn mắt nói. Cút xa một chút, Lý Thiên Mệnh nói. Tốt a, đi. Ta chờ một lúc liền đi. Huy Dạ Thi nói. Không tiễn. Đi đến nửa đường, nàng quay đầu nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, nói, ta hoài nghi ngươi lấy cứu người vì lấy cớ, đạp rơi mất Linh Nhi, trèo lên cành cây cao. Buồn nôn. Ngươi não động ngược lại là rất lớn. Lý Thiên Mệnh phục, cái này cũng nghĩ ra được. Nhắc nhở ngươi một câu, cái kia lão yêu bà cũng không phải cái gì người tốt. Huy Dạ Thi líu lo không ngừng nói. Nàng không phải ngươi ngẫu nhiên giống chứ? Không, hiện tại, nghe tên của nàng, ta đều muốn nôn mửa, không biết xấu hổ nữ nhân. Gia hỏa này não tử một mực rất kỳ hoa, Lý Thiên Mệnh mặc kệ nàng. Trả nàng một cái mạng, tính toán hết lòng quan tâm giúp đỡ. Sáng sớm ngày thứ hai, Phong Nguyệt Thân Vương tự mình mang theo Lý Thiên Mệnh, tiến về Nguyệt Chi Thần Cảnh Trung ương Nguyệt Thần Thiên Thành. Bởi vì, Bồ Đề, vẫn tại Nguyệt Chi Thần Cảnh tàn phá bừa bãi, cho nên Phong Nguyệt Thân Vương không có lộ ra. Chỉ có hắn cùng Lý Thiên Mệnh hai người hành động. Đem Lý Thiên Mệnh đưa đến về sau, hắn trả về được Huy Nguyệt Thành, chủ trì đại cục. Lý Thiên Mệnh còn chưa tới, hắn xuất hiện tin tức, đã sớm thông qua truyền tin thạch, truyền trả lại. Trên thực tế, tại hắn đi Huy Nguyệt trước thành, anh tỷ liền đã báo lên hành tung của hắn. Cho nên... làm Lý Thiên Mệnh cùng Phong Nguyệt Thân Vương, xuất hiện tại Nguyệt Thần Thiên Thành trước thời điểm. Hắn liền nhìn đến, phía trước cái kia một tòa đại thành bên ngoài, có rất nhiều nghênh đón mình người. Thanh thế to lớn. Cái này chiến trận, đủ để chứng minh Hy Hoàng đối với hắn coi trọng. Càng đủ để chứng minh, hắn tương lai tại Nguyệt Chi Thần Cảnh địa vị. Hắn không coi trọng những thứ này, nhưng hắn lại cần sử dụng những thứ này. Liền bệ hạ đều đi ra, tự mình nghênh đón ngươi. Nàng tại vị nhiều năm như vậy, thu qua rất nhiều phi tần, loại đãi ngộ này, ngươi là người thứ nhất. Phong Nguyệt Thân Vương cảm khái nói. Hắn lúc nói chuyện, Lý Thiên Mệnh liền thấy. Tại phía trước đám người trung ương, có một tòa xa hoa hoàng kiệu, cái kia hoàng kiệu từ hơn trăm người dơ lên, phô trương rất lớn. Cái kia nghe đồn đã lâu Hy Hoàng, cần phải thì ở trong đó. Phong Nguyệt Thân Vương đem Lý Thiên Mệnh, đưa đến hoàng kiệu trước đó. Trong lúc nhất thời. Chỉ sợ toàn bộ Nguyệt Thần Thiên Thành hoàng thân quốc thích, đều đem ánh mắt nhìn chăm chú tại Lý Thiên Mệnh trên thân. Liên quan tới hắn nghị luận, bốn phía nhớ tới. Lý Thiên Mệnh nhìn lướt qua, những cái kia ánh mắt, trên cơ bản đều là hâm mộ, tán thưởng, chỉ có một số nhỏ hoài nghi. Kỳ thật chỉ nhìn khí độ, đều có thể nhìn ra Lý Thiên Mệnh bất phàm.
Tại cái này vạn chúng chú mục bên trong, theo cái kia hoàng trong kiệu, có người khẽ hừ một tiếng, trong lúc nhất thời mọi âm thanh yên tĩnh, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Một tiếng lười biếng, tràn ngập dụ hoặc giọng nữ, theo hoàng trong kiệu truyền đến. Tiến đến, trước cho chấm, vò xoa bả vai. Chỉ là nghe cái này mềm mại đáng yêu thanh âm, cũng có thể làm cho rất nhiều nam nhân say mê. Cái này khiến những cái kia ánh mắt, lộ ra càng thêm hâm mộ. Đi thôi. Phong Nguyệt Thân Vương nhẹ khẽ đẩy một chút Lý Thiên Mệnh, trên mặt ý cười nói. Lý Thiên Mệnh đương nhiên không sợ. Quản ngươi là người, là quỷ, vẫn là cọp cái, không phải liền là, gặp chiêu phá chiêu. Hắn nhảy lên một cái, bay vào hoàng trong kiệu, ngược lại là tiêu sái tự nhiên. Lên đường, hồi cung. Tại nữ hoàng ra lệnh một tiếng, hơn trăm người nhấc kiệu, ca múa thanh bình. Cái kia một tòa di động khuê phòng, rơi mất một cái đầu, vừa lòng thỏa ý, trở về Nguyệt Thần Thiên Thành. Nguyệt Thần Thiên Thành bên ngoài. Xa xôi mỗi thân cây cối phía trên, ba thiếu nữ sớm đến nơi này, nhìn thấy màn này. Xong, xong, dê vào miệng cọp, hắn tuyệt đối luân hãm, bây giờ nói không chừng, ngay tại hầu hạ cái kia lão yêu bà. Huy Dạ Thi một mặt buồn bực nói. Người khác nói càn, Lý Thiên Mệnh không có dễ đối phó như vậy. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ai ai, ngươi là không biết cái kia lão yêu bà mị lực, truyền nói không có nam nhân, có thể chịu nổi sự cám dỗ của nàng, nàng thủ đoạn có thể nhiều, hậu cung phi tần, cái nào không là đối với nàng phu ngoan ngoãn. Đều tiến vào nàng trong thâm cung nam nhân, sao có thể không quỳ liếm đâu. Huy Dạ Thi đau lòng nhìn lấy Khương Phi Linh nói. Khác nói mò tốt a. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ngươi không tin cũng được, ta thật không có lừa ngươi. Huy Dạ Thi nói. Linh Nhi, đừng nghe nàng nói mò, hắn tự vệ, không có vấn đề. Lâm Tiêu Tiêu vội vàng nói. Tại hai người bọn họ tranh luận thời điểm, Khương Phi Linh đứng tại phía trước, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh tiến vào cái kia hoàng kiệu, vẫn luôn không nói gì. Chúng ta sẽ chờ ở đây sao? Huy Dạ Thi hỏi. Ta trước tiên có thể mang ngươi đi xuống, ta lại tới. Lâm Tiêu Tiêu nói. Được rồi, ta làm bạn Linh Nhi đi, ai, thật đáng thương, đụng tới hoành đao đoạt ái, lần trước là ta không có bản lãnh này, cái kia lão yêu bà thì không nhất định. Huy Dạ Thi líu lo không ngừng nói. Ngươi im miệng tốt ha, Lâm Tiêu Tiêu buồn bực nói. Không nói, bực mình, Huy Dạ Thi nói. Đúng vào lúc này, Khương Phi Linh bỗng nhiên quay người trở lại. Cặp mắt của nàng lóng lánh quang mang chói mắt, biểu lộ biến đến lạnh lùng mà nghiêm túc, thậm chí nhiều lần biến hóa. Một cỗ tĩnh mịch mà lạnh lùng khí tức, theo hắn thân phía trên phát ra. Linh Nhi, Huy Dạ Thi ngẩn ngơ. Nàng biết, Khương Phi Linh lại bắt đầu, xuất hiện lần trước trạng thái. Nguyệt hồn huyết long giải trừ về sau, nàng giống như khôi phục. Nhưng bây giờ, cái kia kinh khủng bộ dáng lại lần nữa xuất hiện. Mà lại lần này, cũng không có hỏa hoãn dấu hiệu. Tại Huy Dạ Thi cùng Lâm Tiêu Tiêu trong mắt, Khương Phi Linh loại kia thiên thần giống như cảm giác, càng lúc càng nồng nặc. Thân thể của nàng, hiện ra vĩnh sinh thế giới thành đường vân. Nàng một cái tay nguyên bản vịn thân cây, thế nhưng là vào thời khắc này, cái kia nguyên một cái cây, đột nhiên chôn vùi. Mặc kệ là cành lá vẫn là thân cây, trực tiếp hóa thành bột phấn, theo gió phiêu tán. Thế nào? Lâm Tiêu Tiêu cùng Huy Dạ Thi, đều bị dọa đến về sau chạy. Trong thân thể của nàng, ở một cái đỉnh phong chi thần. Lại hoặc là nói, nàng chính mình là cái kia thần. Sớm nói, tuyệt đối không nên chọc giận nàng. Thái cổ tà ma nói. Lâm Tiêu Tiêu nói không ra lời. Nàng hoàn toàn không có cách nào tới gần, chỉ thấy cái kia, Khương Phi Linh, xoay thân thể lại, tiếp tục xem Nguyệt Thần Thiên Thành phương hướng. Huyết! Huy Dạ Thi hét lên một tiếng. Các nàng xem đến, Khương Phi Linh phần lưng, giống như đang chảy máu. Cái kia máu đỏ tươi, thấm vào quần áo, để phần lưng của nàng, xem ra huyết hồng một mảnh. Tựa hồ có đồ vật gì, sắp theo trong thân thể của nàng phá vỡ tới. Linh Nhi, Linh Nhi, ngươi hoàn toàn thanh tỉnh sao? Lâm Tiêu Tiêu trong lòng gấp, vội vàng chạy đến trước mắt nàng, vô cùng khẩn trương hỏi. Ta, thanh tỉnh, có chút đau đầu. Khương Phi Linh vẫn là trước kia cái kia trạng thái, nói chuyện rất lạnh lùng, nhưng từ lời nói nghe được. Nàng không có mất đi thần trí. Làm sao bây giờ? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Không dùng. Nàng mười cái ngón tay, rời khỏi trước mắt, cái kia hoa mỹ móng tay, đồng dạng lóng lánh quang mang. Lần thứ nhất, vĩnh sinh niết bàn, bắt đầu. Cho nên, Hiên Viên Si,
cũng là chết bởi vĩnh sinh niết bàn, hết thảy ba lần, nàng liền lần thứ nhất, đều không kiên trì vượt qua. Hiện tại, đến phiên ta. Vô hạn niết bàn, khởi tử hồi sinh, mới có thể. Vĩnh sinh bất tử. Ong ong ong. Nàng nghe được, toàn thân trên dưới, mỗi một cái giới tử chấn động. Oanh. Trong nháy mắt đó, nàng nguyên toàn bộ tay, nổ thành trắng như tuyết như tinh thể giống như bột phấn. Cái này dọa đến Lâm Tiêu Tiêu cùng Huy Dạ Thi, đều là rít lên một tiếng. Ây! Khương Phi Linh cau mày, loại kia cảm giác, rất đau rất đau. Tay của nàng, không có sao. Tiếp theo trong nháy mắt, cái kia ức vạn trắng như tuyết bột phấn, đột nhiên gây dựng lại, lại lần nữa hội tụ, ngưng kết thành cánh tay của nàng. Mới hình thành cánh tay, giống như càng có sáng bóng, cường hãn hơn. Không ngừng hủy diệt, gây dựng lại. Quá trình này, Nguyệt Chi thần cảnh Nguyệt Tinh Nguyên lực lượng, vậy mà như bị nuốt hút, hướng về cánh tay của nàng hội tụ. Đây là một cái, kinh khủng quá trình. Đáng sợ nhất là, tiếp theo trong nháy mắt, Khương Phi Linh đầu, trực tiếp nổ thành màu trắng tinh thể. May mắn, rất nhanh vừa trọng tổ. Gây dựng lại về sau, nàng ngẩng đầu, nhìn Lâm Tiêu Tiêu liếc một chút. Đôi mắt kia bên trong, vô số tinh vân hội tụ. Một đôi tròng mắt, như là hai cái vũ trụ. Dạng này một màn, có thể đem Huy Dạ Thi làm cho sợ hãi. Đầu đều nổ, còn có thể một lần nữa ngưng tụ, trở về hình dáng ban đầu. Cái này còn là người sao? Nàng nghẹn họng nhìn chân chối, tiếng nói, đều còn tại run rẩy. Ở trong mắt nàng, Khương Phi Linh ngọc cơ ra tuyết, tản ra màu lam nhạt huỳnh quang, một đôi mắt lóng lánh, giống như là ngọc trai hoa mỹ ánh sáng. Nhất là thon dài 10 ngón phía trên móng tay, hình dáng cơ hồ hoàn mỹ, mỗi một mảnh phía trên, đều lộ ra bảo thạch một dạng lộng lẫy. Thân thể của nàng, tựa như là một cái vòng xoáy, làm đến dưới lòng bàn chân Nguyệt Tinh Nguyên lực lượng, hướng về nàng không ngừng vọt tới, hội tụ ở tại trong thân thể. Ở sau đó một phút bên trong, thân thể nàng mỗi một bộ phận, đều theo thứ tự nổ nát vụn thành tinh thể. Mỗi một lần, nét mặt của nàng đều rất thống khổ, khó chịu. Chỉ là cuối cùng cái kia phá nát bộ phận, sau cùng đều khôi phục nguyên hình, thậm chí biến đến càng thêm ngưng thực, mạnh mẽ, tràn đầy sinh mệnh lực. Không hề nghi ngờ, đây là một trận thuế biến. Nhưng, tuyệt đối nương theo lấy, khó có thể tưởng tượng không phải người thống khổ. Thậm chí, ai biết có thể hay không cái nào một lần nổ nát vụn về sau, liền sẽ không lại ngưng tụ đâu. Toàn bộ quá trình bên trong, Lâm Tiêu Tiêu cùng Huy Dạ Thi, chỉ có thể lần lượt kêu sợ hãi, hoa dung thất sắc. Có thể các nàng hoàn toàn giúp không được gì. Linh Nhi, khá hơn chút nào không? Lâm Tiêu Tiêu gặp trên người nàng quang mang, giống như ảm đạm một chút, vội vàng đi ra phía trước. Đừng tới đây. Khương Phi Linh giơ tay lên, vội vàng ngăn lại Lâm Tiêu Tiêu. Trong mắt nàng quang mang, cũng chỉ là vừa mới ảm đạm, lại tại thời khắc này, bao quát thân thể bất kỳ một cái nào giới tử ở bên trong, hiện ra vô cùng chướng mắt cường quang. Một khắc này, Khương Phi Linh biểu lộ có chút vặn vẹo, ánh mắt bên trong nhấc lên một tia hoảng sợ. Nàng đại khái ý thức được, sẽ phát sinh cái gì? Có lẽ, sinh tử thì trong nháy mắt. Khó chịu nhất chính là, trùng hợp nàng muốn dựa vào người kia, lúc này thời điểm lại không tại bên cạnh mình. Linh Nhi! Lâm Tiêu Tiêu hoảng nhiên hô một tiếng. Đúng vào lúc này, Khương Phi Linh bị cường quang chìm ngập, nàng hơi hơi cười khổ một cái, về sau toàn bộ thân thể. Bao quát bay múa đầy trời sợi tóc bên trong, tại trong nháy mắt, toàn bộ nổ tung vì ức vạn điểm trắng bột phấn, đột nhiên tản ra, tràn ngập hơn ngàn mét phạm vi. Hóa thành hạt bụi. Cả một cái người, trực tiếp không có. Chỉ còn lại có nàng quần áo, tu di giới chỉ, còn có một tòa hắc ám ma thành, tại cái này ánh trăng bên trong, tản ra tối tăm ma quang. Tại cái kia lập lòe bột phấn bên trong, còn có một sợi dây chuyền. Nó tựa hồ bị trân châu phấn giống như mảnh vỡ thoa khắp, những cái kia huỳnh quang bột phấn, đều là nàng giới tử. Đây là tại Đông Hoàng cảnh thời điểm, Lý Thiên Mệnh đưa cho nàng, thiên linh chi luyến, một mực bảo tồn đến bây giờ. Lâm Tiêu Tiêu chỉ chú ý tới chính là, cái kia đầy trời huỳnh quang. Nàng trực tiếp mất tiếng, qua nửa ngày, mới phát ra rít lên một tiếng. Cái này, đây là, Huy Dạ Thi tâm lý trầm trọng, chết, đã chết rồi sao? Các nàng chỉ có thể nhìn, những cái kia huỳnh quang càng phiêu tán càng xa. Lần này, Khương Phi Linh giống như sẽ không trở lại nữa. Linh Nhi, Lâm Tiêu Tiêu phí sức gào thét. Nàng đang nghĩ, nàng có thể nghe được à? Lý Thiên Mệnh cái gì đều còn không biết,
ngươi không thể chết. Tối thiểu nhất, muốn chính miệng tạm biệt, không phải sao? Nếu như ngươi cứ như vậy tản, chính ngươi rõ ràng, hắn sẽ có nhiều khó khăn qua. Lâm Tiêu Tiêu kêu nước mắt đều rơi xuống. Tại Diễm Đô thời điểm, bọn họ cũng không có quan hệ gì. Thế nhưng là, Khương Phi Linh là loại kia, bất luận cái gì nữ hài cũng sẽ không người đáng ghét. Nàng đối xử mọi người rất chân thành, rất chiếu chú ý người ta. Nhất là, nàng dùng sắc phi huyết chú, trợ giúp Lâm Tiêu Tiêu thoát ly thái cổ tà ma khống chế, có thể nói, là cải biến nàng cả đời người. Nàng thật không hy vọng, Khương Phi Linh cứ như vậy, vô thành vô tức tiêu tán, hóa thành huỳnh quang. Đúng a, ngươi muốn là không có, nam nhân của ngươi liền tiện nghi cái kia lão yêu bà a, nói không chừng ta đều có thể kiếm một chén canh. Huy Dạ Thi vội vàng hét lớn. Trở về đi, Linh Nhi. Từng tiếng hô hoán. Các nàng cũng không có chú ý đến, cái kia ký thác bọn họ tình yêu, thiên linh chi luyến, phía trên, chồng chất bột phấn càng ngày càng nhiều. Mà không phải ma thành. Có lẽ, đây là Khương Phi Linh cùng Hiên Viên Si, có căn bản khu địa phương khác. Ma thành không nhất định sẽ làm cho Hiên Viên Si trở về, có thể nghĩ đọc, quyến luyến, không cam lòng, loại này tâm lực lượng, lại có thể khiến người ta khát vọng sinh tồn, khiến người ta có khó có thể tin sinh mệnh lực. Hô hô hô! Tại Lâm Tiêu Tiêu trong tiếng khóc, cái kia tiêu tán ngàn mét huỳnh quang bột phấn, dường như bị sinh mệnh hô hoán. Tại một cỗ nhìn không thấy ý chí bên trong, tại thiếu nữ kiên cường cùng cố tìm đường sống trong chỗ chết dũng khí dưới, vậy mà thật phiêu tán trở về. Tiêu Tiêu, người mau nhìn. Huy Dạ Thi ngạc nhiên nhảy dựng lên. Ngẩng đầu nhìn lại, một đầu màu tím nhạt dây chuyền, lơ lửng giữa không trung, trở thành huỳnh quang trung ương. Tiêu tán huỳnh quang, tựa như là đom đóm một dạng, theo bốn phương tám hướng tụ đến. Một cái trắng như tuyết cái cổ trắng ngọc, xuất hiện ở cái kia thiên linh chi yêu trung gian. Màn này cũng không khủng bố, bởi vì quang mang kia quá lóng lánh. Theo cái này cái cổ trắng ngọc bắt đầu, đầu của nàng, thân thể, tứ chi, toàn bộ hội tụ. Cuối cùng, một cái mang theo dây chuyền, nhắm mắt lại khuynh thành thiếu nữ, lại xuất hiện tại vùng thế giới này bên trong. Liền cái kia ma thành, đều lần nữa hội tụ tiến vào thân thể của nàng. Tình cảnh này, để Lâm Tiêu Tiêu che miệng nức nở, lệ nóng doanh tròng. Nàng không biết, quá trình này đến cỡ nào thống khổ, nhưng nàng biết, Khương Phi Linh nhất định đã trải qua người thường không thể tưởng tượng tai nạn. Một nhất định có thật không thể tin dũng khí, mới có thể một lần nữa sống tới. Oa, không nghĩ tới nàng dáng người tốt như vậy, quá phấn nộn. Huy Dạ Thi nhìn không được ước ao ghen tị. Vốn là lấy, vì mình còn có dáng người ưu thế, hiện tại giống như, không có tốt bao nhiêu mà. Người thật không nói chuyện. Lâm Tiêu Tiêu liền vội vàng đem Khương Phi Linh quần áo, cho nàng đưa qua. Quá trình này, Khương Phi Linh vẫn chưa có tỉnh lại, Lâm Tiêu Tiêu liền trợ giúp nàng cho mặc vào. Khi tất cả quang mang hội tụ hoàn thành thời điểm, nàng dường như phát sinh một trận sinh mệnh thuế biến. Về sau, trên người nàng quang mang thất lạc, mềm mại dựa vào Lâm Tiêu Tiêu trong ngực. Lâm Tiêu Tiêu cầm giữ ôm nàng thân thể, nàng cảm nhận được hô hấp, nhiệt độ cùng nhịp tim đập, điều này nói rõ nàng hiện tại là một cái người sống sờ sờ. Quang mang tan hết, hết thảy khôi phục bình thường. Giống như nàng phía sau lưng biến hóa, lúc này thời điểm cũng đã biến mất. Không sao, không sao. Lâm Tiêu Tiêu ngồi trên mặt đất, để cho nàng gối lên trên đùi của mình, chờ đợi lấy nàng tỉnh lại. Chính là, đột nhiên, Khương Phi Linh mở to mắt. Nàng duỗi ra ngón tay, gắt gao kéo lại Lâm Tiêu Tiêu thân thể. Linh Nhi, không sao. Lâm Tiêu Tiêu vội vàng nói. Thì một hồi này, Khương Phi Linh ngay tại phần eo của nàng, kéo ra khỏi mấy đạo vết máu. Khương Phi Linh đầu đầy mồ hôi lạnh, sắc mặt trắng bệch, to khỏe hô hấp lấy. Ta vừa mới, thấy được bầu trời biến thành vòng xoáy, cái kia chính là luân hồi à. Nàng vội vàng nhìn lấy chung quanh, che ngực. Hết thảy chung quanh đều đang nói rõ, nàng còn sống. Nàng lấy xuống thiên linh chi luyến, nắm ở trong tay, nhìn chăm chú cái này một sợi dây chuyền, hốc mắt chậm chạp biến đến đỏ bừng, trong nháy mắt đã lệ nóng doanh tròng. Tiêu Tiêu, ta nghe được lời của ngươi nói, cảm ơn ngươi, ta không muốn đi không tử giã, bằng không hắn nhất định sẽ sống ở trong thống khổ, là ngươi cho ta, đối kháng, dũng khí. Khương Phi Linh nói, vậy ta đâu, ta cũng phải tạ a. Nghe được người khác đem Lý Thiên Mệnh chiếm, ngươi cần phải càng cuống cuồng, càng không phục a. Huy Dạ Thi bĩu môi nói. Đúng, cũng cảm ơn ngươi, Thi Thi.
Khương Phi Linh để cho nàng chọc cười. Tình huống như thế nào? Người đừng cười a, làm đến ta giống như biến thành trong đoàn đội khôi hài đảm đương giống như, người ta là cao lãnh công chúa được không? Huy Dạ Thi trợn mắt nói. Người lấy mái tóc mọc ra, lại làm công chúa đi. Lâm Tiêu Tiêu nói. Huy Dạ Thi vô ý thức duỗi tay lần mò, phát điên. Như thế nháo trò, bầu không khí ngược lại là tốt hơn nhiều. Dường như có thể khiến người ta quên, vừa mới cái kia một trận tử vong hành trình, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cũng sẽ không có người biết, nàng đến cùng đã trải qua cái gì. Linh Nhi, đến cùng là tình huống như thế nào đâu? Lâm Tiêu Tiêu hỏi. Ta chính mình thân thể một số biến hóa, cùng loại ca ca tiểu mệnh kiếp đi, nhưng kỳ thật là không giống nhau, ta cũng nói không rõ ràng. Dù sao chính là, không phá, thì chết. Mạng của bọn hắn kiếp là vì thiên phú giải phong, ta đây là vì sống sót. Khương Phi Linh nói. Vừa mới loại tình huống đó, còn sẽ xuất hiện sao? Lâm Tiêu Tiêu khẩn trương hỏi. Sẽ, còn có 99 lần. Khương Phi Linh cười khổ nói. Thật. Lâm Tiêu Tiêu hít một hơi lãnh khí. Một lần, đều cơ hồ chết rồi. Còn có 99 lần. Kỳ thật Khương Phi Linh không có nói cho nàng. Chỉ là cái này 99 lần, cũng chỉ là, lần thứ nhất vĩnh sinh niết bàn. Đằng sau hai lần, lại là cái gì, hết thảy không biết. Vĩnh sinh là vũ trụ lớn nhất phạm tội, nhất định phải nỗ lực lớn nhất đại giới. Khương Phi Linh bỗng nhiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói, trong ánh mắt, cất giấu vĩnh hằng tang thương. Ngươi nói cái gì? Lâm Tiêu Tiêu nghe được rất mơ hồ. Cái gì, ta vừa mới nói chuyện sao? Khương Phi Linh lung lay một chút đầu. Ngơ ngác nói. Người nói, vĩnh sinh, phạm tội, đại giới. Ta không có nghe quá rõ ràng. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ừm. Khương Phi Linh nhẹ gật đầu. Không cảm thấy kinh ngạc. Linh Nhi, chúng ta trở về Viêm Hoàng đi, có được hay không? Tình huống của ngươi, thật là làm cho người ta lo lắng. Lâm Tiêu Tiêu nói. Ta không quay về. Khương Phi Linh nhìn lấy Nguyệt Thần Thiên Thành nói. Nàng nói qua. Muốn lưu tại khoảng cách gần hắn nhất địa phương, tại hắn cần chính mình thời điểm, nhanh nhất đến bên cạnh hắn. Nàng đại khái hiểu. Từ khi chính mình thay thế Hiên Viên Si về sau, con đường phía trước cửu tử nhất sinh. Mỗi một lần chết mà hậu sinh, tuyệt đối sẽ có thuế biến, tỉ như lần này. Rất nhiều trong sương mù tu luyện trí nhớ, dần dần xông lên đầu. Sống lại, nàng muốn nỗ lực, đi cải biến hết thảy. Nàng cũng nghĩ, đi thủ hộ người thương. Tu hành đi, Tiêu Tiêu, Khương Phi Linh thấp giọng nói. Ngay tại cái này sao? Đúng, ta muốn cùng hắn so tài một chút nhìn, ai nhanh hơn? Khương Phi Linh nói. Các người tiểu phu thê có bị bệnh không? Bên cạnh Huy Dạ Thi quyết miệng nói. Có ý tứ gì? Khương Phi Linh hỏi. So tài một chút nhìn ai nhanh hơn? Chẳng lẽ không cần phải so một lần, ai có thể bền bỉ sao? Huy Dạ Thi mập mờ cười nói. Nguyệt Thần Thiên Thành, Hy Hoàng Cung. Hy Hoàng Cung, ở vào trong hoàng thành phía sau, chính là Hy Hoàng Hậu Cung. Nơi này là Nguyệt Chi Thần cảnh cấm địa, bình thường nơi này liền nha hoàn, thị vệ đều không có. Chỉ có Hy Hoàng cùng nàng phi tần nhóm, ở lại nơi đây. Nghe nói Hy Hoàng Cung bên trong, hàng đêm ca hát, tử trì nhục lâm, ca múa thanh bình, chính là nhân gian trí nhạc chỗ, cho nên có vô số thi từ ca phú, đi miêu tả nữ hoàng cùng quần phi xa hoa lãng phí sinh hoạt. Đây là Nguyệt Chi Thần cảnh tất cả ước mơ chi địa. Nghe nói, nữ hoàng đẹp nhất dáng vẻ, cũng chỉ có tại Hy Hoàng Cung bên trong, mới có thể nhìn đến. Rất nhiều hoàng tộc con cháu, tại Hy Hoàng Cung phụ cận, đều sẽ tràn ngập chờ mong hướng bên trong nhìn ra xa, mơ ước có một ngày, có thể tự mình đến cái này trong hồng trần đẹp nhất ôn nhu chi địa, có thể làm cho nữ hoàng sủng hạnh. Tuy nói những cái kia phi tần nhóm, đều sẽ từ từ mai danh ẩn tích, có thể đại đa số người. Vốn là đụng không lên bọn họ. Nguyệt Chi Thần cảnh cho dù có không tốt truyền thuyết, nhưng thường thường mới vừa ở manh mối thời điểm, liền sẽ bị bóp tắt. Hồ ngôn loạn ngữ, vọng tự suy đoán người, đó là sẽ bị mất đầu, thậm chí liên lụy cửu tộc. Tại Nguyệt Chi Thần cảnh, Hy Hoàng, chính là chí cao vô thượng quyền uy, là mọi người mộng tưởng và trụ cột. Đây là một cái trung tầng tiểu thế giới, ngăn cách, không ai có thể lên trật tự tinh không, cũng không người dám phá hư hạt bụi thế giới trật tự. Thế giới cứ như vậy lớn, Hy Hoàng, cũng là chí tôn. Liên quan tới Hy Hoàng Cung, có rất nhiều mỹ diệu truyền thuyết. Nhưng là, làm Lý Thiên Mệnh bước vào nơi đây thời điểm, hắn phát hiện,
nơi này hết thảy, cùng trong truyền thuyết, cũng không giống nhau. Quả thật, nơi này phồn hoa như gấm, ánh trăng tràn ngập, sương trắng lượn lờ, tinh mỹ mộng huyễn cung đình lầu các san sát nối tiếp nhau, hành lang, hoa anh đào, hồ nước, hòn non bộ chờ một chút, đẹp không sao tả xiết. Nhất là ban đêm buông xuống, nguyệt tinh nguyên quang mang vô cùng rõ ràng, để núi đá cùng cung điện đều nhiễm lên màu xanh nhạt huỳnh quang, thậm chí tạo thành huỳnh quang vũ khí, làm đến cái này toàn bộ thế giới đều như là tiên cảnh một dạng. Phóng tầm mắt nhìn tới, phấn sắc, màu trắng, đem cái này lớn như vậy thiên địa, trang sức đến bầu không khí kiểu diễm. Ở khắp mọi nơi nồng đậm hương hoa, khiến người ta say mê bên trong, chỉ cảm thấy đây là thoải mái nhất địa phương. Nếu như nói trên thế giới tồn tại cực nhạc, như vậy cái này Hy Hoàng Cung, cũng là thế giới cực lạc. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh đều cảm thấy, chỗ này hóa trang, tô điểm, đều tốn không ít tâm tư, đủ để cho người ta lưu luyến quên về. Thế mà, cùng truyền thuyết có ra vào chính là, cái này nắm giữ 3.000 hậu cung, phồn hoa, xa hoa lãng phí, náo nhiệt Hy Hoàng Cung, lại như thế an tĩnh, thậm chí là tĩnh mịch. Theo bước vào nơi này bắt đầu, Lý Thiên Mệnh cùng cái kia bị tôn xưng là Nguyệt Chi Nữ Hoàng người, lấy tản bộ hình thức, đại khái đi 2 phút đồng hồ. Lý Thiên Mệnh một người cũng không thấy, thậm chí ngay cả một chút nhân khí, đều không nghe thấy được. Dạng này Hy Hoàng Cung, an tĩnh có chút đáng sợ. Chỉ có phía trước cái kia khuynh thành nữ tử, cước bộ dẫm ở đá cuội con đường thanh âm, duy trì vốn có tiết tấu, tại Lý Thiên Mệnh bên tai tiếng vọng. Tại Hoàng Kiệu thấy nàng thời điểm, Lý Thiên Mệnh xác thực kinh diễm một thanh. Coi như trên mặt nàng, mang theo bạch miêu mặt nạ, không nhìn thấy nàng hình dáng, có thể khí chất kia, tư thái, đều là tuyệt thế mỹ nhân phù hợp. Trên thế giới này xác thực lưu giữ tại mỹ nhân như vậy, nàng đem mặt ngăn trở, ngược lại cho người khác vô cùng sức tưởng tượng. Người sức tưởng tượng là rất đáng sợ, mỗi người đều có thể đem nữ hoàng tưởng tượng thành, trong lòng mình cái kia hoàn mỹ bộ dáng. Dưới bầu trời đêm, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, tại cái kia phía trước không đến 5 mét địa phương, một người mặc mát lạnh yêu nhiều nữ tử, chập chờn dáng người, tựa như là một đầu rắn nước, ở trước mắt nhộn nhạo. Mái tóc dài màu trắng bạc của nàng, khoác ở trên lưng, cái kia eo nhỏ lúc lắc, ở trước mắt không ngừng loạn lắc. Ánh mắt xuống chút nữa một chút, như thế sung mãn đường cong, tự nhiên sẽ hấp dẫn lấy tất cả mọi người nhãn cầu. Huống chi, Lý Thiên Mệnh còn đi tại nàng đằng sau. Theo tiến tới bắt đầu, Lý Thiên Mệnh ngay tại tính toán, nàng lung lay bao nhiêu lần. Làm tính toán đến 5.000 lần thời điểm, nói rõ nàng đã đi 5.000 bước. Lúc này thời điểm, bọn họ đã xâm nhập Hy Hoàng Cung, phương viên mấy ngàn mét bên trong, một bóng người đều không có. Dọc theo con đường này, nàng đi được cũng không nhanh. Nàng cũng không có cùng Lý Thiên Mệnh nói chuyện. Trên thực tế, tiến vào nàng Hoàng Kiệu về sau, nàng liền để Lý Thiên Mệnh đứng đấy. Sau đó, nàng thì ngăn cách mặt nạ, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh nhìn. Lý Thiên Mệnh cũng chỉ có thể nhìn nàng chằm chằm. Hắn nghĩ muốn hiểu rõ nữ nhân này, biết người biết ta, mới có thể thắng lợi. Cho tới bây giờ, bọn họ cũng không có gì đối thoại. Cảm giác thật giống như, nàng tại treo khẩu vị của mình. Cho đến lúc này, bọn họ đi tới một tòa cự đại cung điện trước đó, phía trước đến truyền đến Hy Hoàng thanh âm sâu kín. Nàng hỏi, nhìn đủ chưa? Lý Thiên Mệnh dừng lại bước chân, không có trả lời. Ở trước mặt hắn, Hy Hoàng xoay người lại, nàng dưới mặt nạ ánh mắt, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh nhìn, nói. Ngươi không có ý nghĩ xấu, làm gì ép buộc chính mình nhìn đâu. Bệ hạ dạng này đi, không phải liền là muốn cho ta như vậy nhìn sao? Ta nếu không nhìn, chính là thất lễ, Lý Thiên Mệnh nói. Thế nhưng là ngươi miễn cưỡng chính mình, sẽ chỉ càng thất lễ. Hy Hoàng nói. Nàng cũng không có sinh khí, mà chính là cười híp mắt nhìn lấy Lý Thiên Mệnh. Cái kia ta sai rồi, mời bệ hạ đem ta trục xuất Hy Hoàng Cung. Lý Thiên Mệnh nói. Cái này không thể được, đến ban cho cái chết tội. Hy Hoàng nói. Cái kia, ta liền phải nhận mệnh. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn không buồn không vui, Hy Hoàng nhìn hắn chằm chằm nửa ngày, bỗng nhiên che miệng cười, nói. Vì cái gì các ngươi những đứa bé này, lần thứ nhất tiến đến, đều ưa thích cùng chấm chơi cao thâm đâu. Ngươi muốn là treo ở chấm trên thân. Gọi ta một tiếng mẫu thân, chậm nói không chừng đều sẽ càng vui mừng hơn đâu. Vậy coi như ta thất sách, lần sau chú ý, Lý Thiên Mệnh nói. Thật ngoan, nhưng mà, người coi như đặc thù, Hy Hoàng dịu dàng nói. Nói như thế nào đây? Đều đếm tới 5.000 lần,
tiểu huynh đệ của ngươi còn không có động tĩnh, nói rõ ngươi đối chấm, thật không hứng thú. Hy Hoàng nói, ta tuổi tác quá nhỏ, còn không có phát dục tốt, thứ lỗi. Lý Thiên Mệnh nói, phốc phốc, Hy Hoàng cười ra tiếng âm. Nàng vui vẻ một lúc lâu, nói, được, vậy liền để ngươi phát dục đi. Tuổi tác quá nhỏ thì túng dục, tránh khỏi sau khi lớn lên thận hư. Kỳ thật những thứ này đối thoại, đều là Lý Thiên Mệnh đang thử thăm dò, hiểu rõ nàng quá trình. Nàng đến cùng là một cái người thế nào, ngoại trừ vũ lực trấn áp, nàng có khả năng hay không trợ giúp chính mình, đều là Lý Thiên Mệnh phải hiểu rõ sự tình. Cho nên, hắn không thể quá đắc tội nàng. Nhưng hắn cũng không muốn quá thân cận. Hiện tại xem ra, nàng tựa hồ cũng không có như vậy đói khát, dù sao không có trực tiếp đem Lý Thiên Mệnh, kéo lên giường. Muốn là như thế, Lý Thiên Mệnh bắt đầu đều chỉ có thể trốn ở Thái Nhất Tháp. Dưới ánh trăng, Hy Hoàng còn đang quan sát hắn. Lý Thiên Mệnh liền 10 phần hào phóng, để cho nàng nhìn cái đầy đủ. Chấm trước kia tiểu sủng vật, tiến cung thời điểm, nhỏ nhất đều là 30 tuổi, người tuổi tác quá nhỏ, để chấm có chút muốn chơi một loại gọi là tạo thành, trò chơi. Hy Hoàng nói, tiểu sủng vật, là chó ý tứ sao? Lý Thiên Mệnh chứng trạc đàng hoàng hỏi. Dĩ nhiên không phải, đừng quá mẫn cảm, là sủng ái ý tứ. Hy Hoàng nói, đã hiểu. Được, vậy cứ như vậy đi, hoan nghênh ngươi đến chấm bí mật hoa viên. Hy Hoàng mở ra hai tay, ra hiệu Lý Thiên Mệnh đi qua, cùng nàng ôm ấp. Lý Thiên Mệnh không nhúc nhích. Chơi rụt rè. Hắn gật đầu nói. Hai tử trò xiếc, ta hiểu. Hy Hoàng tựa hồ thật vô cùng ưa thích hắn, cho nên cái gì đều không ép buộc. Nàng trầm ngâm trong chốc lát, nói. Chấm là cái khẳng khái người, hôm nay là ngươi tiến cung ngày đầu tiên, muốn cái gì ban thưởng, nói thẳng đi. Ban thưởng. Lý Thiên Mệnh trực tiếp mở miệng, nói, ta muốn thần nguyên, càng cao phẩm cấp càng tốt, có bao nhiêu cho ta đến bao nhiêu. Hy Hoàng ngây dại. Ngươi lần này, làm sao không căng thẳng? Nàng cười hỏi. Trước mặt bệ hạ, ta đương nhiên không thể rụt rè hai lần. Lý Thiên Mệnh nói. Ha ha. Hy Hoàng lại cười. Thành, chấm chuẩn, quay đầu liền cho ngươi đưa tới. Đa tạ bệ hạ, Lý Thiên Mệnh nói. Không dùng cùng chấm khách khí, chính mình tiểu sủng vật, đương nhiên muốn sủng ái. Hy Hoàng nói. Thật sao, vậy ta vẫn còn có mấy cái yêu cầu, không biết có nên nói hay không? Lý Thiên Mệnh dứt khoát nói. Nói đi, nơi này là cái tự do địa phương, chấm là cái hiền lành, hiền hòa người, cái gì đều có thể giảng. Hy Hoàng nói. Ta muốn tại Nguyệt Tinh Nguyên chỗ tốt nhất tu luyện. Lý Thiên Mệnh nói. Cái kia chính là cái này. Hy Hoàng chỉ phía sau cung điện, nói. Đây chính là Uyên Ương Nghịch Nước Cung, là Nguyệt Chi Thần cảnh Nguyệt Tinh Nguyên nồng nặc nhất địa phương, cũng là chấm, sủng ái phi tần địa phương, người dám ở tại nơi này sao? Thì cái này, không có vấn đề. Lý Thiên Mệnh hướng phía sau nàng xem xét. Cung điện kia 10 phần to lớn, nhiều chỗ phải là, hắn đã đi tới nơi này, khẳng định cũng không cần sợ cái này Hy Hoàng. Yêu cầu khác đâu? Đầu thứ hai, ta muốn theo lúc có thể rời đi Hy Hoàng cung, tại toàn bộ Nguyệt Chi Thần cảnh tự do hoạt động. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy cũng không được, chấm cục cưng bé nhỏ, cũng không thể chạy, như vậy đi, chấm cho phép ngươi tại Nguyệt Thần Thiên Thành hoạt động, không thể đi ra ngoài. Hy Hoàng nói. Cũng thành. Nếu như vậy, sẽ rất khó cùng Khương Phi Linh gặp mặt. Bất quá, nàng đáp ứng để Lý Thiên Mệnh tại toàn bộ Nguyệt Thần Thiên Thành hoạt động, đã rất nhượng bộ, nói rõ nàng đối Lý Thiên Mệnh yêu thích. Dù sao, còn lại vào cung nam tử, phạm vi lớn nhất đều là trong hoàng thành. Tựa hồ theo thời gian trôi qua, bọn họ thì đi ra càng ít. Ngươi chẳng những có thể tại Nguyệt Thần Thiên Thành hoạt động, ngươi còn có thể đi Nguyệt Dạ Tiểu Trúc tu hành, ngươi muốn cái gì đều có thể cùng đế sư mở miệng. Hy Hoàng nói. Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Lý Thiên Mệnh biết, cái kia tựa như là Nguyệt Chi Thần cảnh tu luyện thánh địa, cùng loại Chu Tước Quốc Viêm Hoàng học cung. Bất quá, đây là cho Nguyệt Thần tộc thiên tài đệ tử mở học cung, Huy Nguyệt kiếp trước kia ngay tại cái này tu luyện qua. Đến mức đế sư, đó là Nguyệt Chi Thần cảnh nhân vật số 2, Nguyệt Dạ Tiểu Trúc người trưởng quản. Hắn chức trách cùng loại với Chu Tước Quốc thừa tướng, địa vị nhất nhân chi hạ, trên vạn người. Có thể tự do hoạt động, có thể tu hành, có thể thuận miệng muốn tốt nhất tư nguyên, nghe Hy Hoàng là đem Lý Thiên Mệnh xem như một thiên tài đệ tử đến bồi dưỡng. Nàng mở miệng, cái kia chính là Nguyệt Chi Thần cảnh tối cao quy cách. Cần cảm kích sao? Lý Thiên Mệnh cảm thấy,
sự kiện này, đến lại sau này nhìn xem. Hắn xử sự nguyên tắc, vĩnh viễn là người kính ta một thước, ta kính người một trượng. Nếu như Hy Hoàng thật đối với hắn tốt, cho hắn trợ giúp cực lớn, hắn bình tĩnh sẽ cố gắng báo đáp. Cái này cùng hắn mục đích tới nơi này, cũng không xung đột. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh hiện tại có huyễn thiên chi cảnh. Nguyệt chi thần cảnh tài nguyên tu luyện, hắn chưa hẳn để ý. Bất quá, huyễn thiên chi cảnh chỗ có thể thu hoạch đồ vật, giới hạn tại chiến quyết, công pháp, thiên hồn truyền thừa chờ. Thí dụ như thần nguyên, binh khí, linh túy, linh tai, linh quặng các loại chân thực bảo vật, cũng không thể thu hoạch. Nhất là nguyệt tinh nguyên. Một người muốn tiến bộ, quang chỉ có huyễn thiên chi cảnh, cái kia là không được. Nhất định phải chỗ dựa tại đất hiện thực. Hiện thực, mới là căn cơ. Yêu cầu sách hết à? Hy Hoàng ôn nhu hỏi. Nàng cho Lý Thiên Mệnh cảm giác, cũng không có nhiều uy phong. Mà chính là rất ôn nhu, rất quan tâm, cũng rất thú vị vị. Sách xong, thấy tốt thì lấy, mới có phong độ, đúng hay không? Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi còn hiểu phong độ đâu? Hy Hoàng càng là nhìn hắn, tựa hồ thì càng hoan hỉ. Theo chấm đi vào đi, về sau, cái này Uyên Ương Hí Thủy Cung, chính là nhà của ngươi. Nàng nói xong câu này, chập chờn thân thể mềm mại, chui vào cái này một tòa trong thâm cung. Lý Thiên Mệnh đi vào theo, bước vào cái này mùi thơm tràn ngập, ánh đèn kiều diễm thiên đường. Đi vào về sau, Hy Hoàng thì biến mất. Nhưng là, cả tòa cung điện, đều đang vang vọng lấy thanh âm của nàng. Tiểu hài tử, thật tốt phát dục đi, chấm chờ ngươi, khiêu động lòng chấm phòng. Thanh âm kia tựa như là bên tai nói mớ, lại như là một trận gió nóng, thổi vào lỗ tai, khiến người ta có chút lòng ngứa ngáy khó nhịn. A, à, Lý Thiên Mệnh tâm lý nở nụ cười. Chính hắn chọn lựa, ở tại cung điện phía đông, Quy Nguyên Điện. Quy Nguyên Điện bên trong, vũ khí lượn lờ. Cái này kỳ thật chính là nồng nặc nhất nguyệt tinh nguyên lực lượng, toát lên bốn phía. Nơi này tu luyện hiệu quả, chỉ sẽ tốt hơn. Dù sao, đây là nguyệt chi thần cảnh chỗ tốt nhất. Hy Hoàng không có tới quấy rầy hắn, hắn rất hài lòng. Hôm nay là đến nguyệt thần thiên thành ngày đầu tiên, trước mắt đến xem, cũng không có nguy hiểm gì. Thậm chí, hết thảy xem ra, quá tốt đẹp. Hy Hoàng cũng khách khí, ôn nhu đến không tưởng nổi. Kỳ thật cũng thế, nàng loại này trưởng khống ức vạn sinh mệnh người, sao có thể sẽ không có tư tưởng tận tình người. Lý Thiên Mệnh tâm lý, lão yêu bà, hình tượng, tạm thời có chút đổi mới. Duy nhất điểm đáng ngờ là 3.000 hậu cung. Cái này toàn bộ Hy Hoàng cung, một bóng người đều không có. Liền cái này hạch tâm nhất, Uyên Ương Hí Thủy Cung, đều chỉ có ta cùng nàng, hai người. Đây là để Lý Thiên Mệnh, lớn nhất trăm mối vẫn không có cách giải vấn đề. Hắn không hỏi, Hy Hoàng không có trả lời. Hắn biết chỉ cần mình hỏi thăm, nàng khẳng định sẽ trả lời. Nhưng, đáp án của nàng chi thật giả, vậy liền khó phân biệt. Nơi này nước, rất sâu đây. Đêm này, Lý Thiên Mệnh không có tiến huyễn thiên chi cảnh tu luyện. Bởi vì hắn biết, sau đó không lâu, Hy Hoàng khẳng định sẽ mang đến cho mình thần nguyên. Hắn ngồi tại trong đình viện, tự hỏi hôm nay chi tiết, nghĩ đến nàng nói mỗi một câu. Dưới mặt nạ, không nhìn thấy nàng nói chuyện biểu lộ. Cho nên, rất khó phán đoán, nàng tại ôn nhu lúc nói chuyện. Tâm lý nghĩ cái gì? Lý Thiên Mệnh suy nghĩ rất lâu. Mới đến, ta cần phải đi khắp nơi đi. Nghĩ tới đây, hắn liền đứng dậy, nghênh ngang, ngay tại cái này, Uyên Ương Hí Thủy Cung tán loạn. Nơi này có mấy trăm tòa cung điện, lại hoàn toàn tĩnh mịch. Nếu như không phải có nguyệt quang huy sáng, nơi này tựa như là một tòa thành chết. Màu bạc trắng vũ khí, tại hành lang, đình nghỉ mát, trong thâm cung vần quanh, trong gió mơ hồ truyền đến một số thê thảm thanh âm. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Không dùng ánh mắt nhìn thời điểm, hắn cảm giác mình, chỗ thân ở không có tận cùng trong bóng tối. Phát hiện không có, Lý Thiên Mệnh hỏi. Phát hiện cái gì, Huỳnh Hỏa nói. Nơi này là nguyệt tinh nguyên lực lượng nồng nặc nhất địa phương, theo lý thuyết cần phải rất nóng, nhưng trùng hợp, nơi này rất âm lãnh, lạnh lẽo thấu xương. Lý Thiên Mệnh nói. Ta lại không ở bên ngoài, ta biết cái đếch gì. Huỳnh Hỏa nói. Vậy ngươi cút ra đây cho ta a, à? Lý Thiên Mệnh nói. Không thành, ta sợ ngươi lão yêu bà coi trọng ta. Huỳnh Hỏa nhìn có chút hả hê nói. Cút. Lý Thiên Mệnh mắng một tiếng, tiếp tục mù lắc. Sau đó không lâu, hắn từ phía sau đi ra cung điện quần thể.
phía trước xuất hiện một mặt bạc hồ nước màu trắng. Thật xinh đẹp a. À. Cái này một mặt hồ nước, tựa như là một vầng trăng sáng. Có lẽ là nguyệt tinh nguyên lực lượng, đang từ đáy hồ xuất hiện, cho nên cả tòa hồ nước, đều tràn đầy huỳnh quang. Tựa như là trên mặt hồ, bầy khắp ngọc trai. Lý Thiên Mệnh đi đến bên hồ, tắm rửa tại nồng đậm nguyệt tinh nguyên lực lượng bên trong, giang hai cánh tay, lực lượng chen chúc. Nơi này, mới là tốt nhất chỗ tu luyện. Hắn cảm khái nói. Ánh mắt của hắn, rơi tại đây hồ nước phía trên. Chỉ thấy cái này có huỳnh quang hồ nước, lại có vẻ 10 phần thanh tịnh. Đây là một cái tinh khiết hồ nước, một chút tạp chất đều không có. Nó là cái này thâm cung duy nhất có nhiệt độ địa phương, hẳn là một mặt suối nước nóng. Lúc này trên mặt hồ, còn đang liều lĩnh nóng hổi vũ khí. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên toát ra một cái ý niệm trong đầu. Có quá nhiều ít người, cùng nữ nhân kia, ở chỗ này truy đuổi đùa giỡn, uyên ương nghịch nước. Rất hiển nhiên, nơi này là tràn ngập tình cảm nơi tuyệt hảo. Được rồi, khác nghĩ lung tung, không có quan hệ gì với ta. Hắn ngồi xổm xuống, vươn tay, muốn chạm đến cái này ấm áp hồ nước. Phần ngoài âm lãnh, đã để Lý Thiên Mệnh cảm thấy khó chịu. Thế mà, làm ngón tay của hắn, tiếp cận mặt hồ thời điểm, bỗng nhiên bị chặn. Kết giới. Một tầng vô hình kết giới, ngăn ở trên mặt hồ. Tựa hồ chỉ có nóng hổi vũ khí, có thể xuyên qua đi. Nếu như Lý Thiên Mệnh nhảy lên mặt này hồ nước, hắn có thể sẽ tương đương với tại pha lê phía trên trượt, căn bản vào không được. Một mặt hồ nước mà thôi, có cái gì tốt ngăn trở. Lý Thiên Mệnh cười lạnh một tiếng, đem tay phải, đổi thành tay trái. Tay trái hắc ám tí, nhẹ nhõm đem tầng này kết giới, xé rách ra một cái lỗ hổng nhỏ, dò xét đi vào. Mấu chốt là, Lý Thiên Mệnh cái này một cánh tay, thì tự mang một cái ánh mắt, trộm thiên chi nhãn. Làm hắn trộm thiên chi nhãn, luồn vào trong kết giới, hắn nhìn đến là hoàn toàn khác biệt hình ảnh. Một khắc này, con người của hắn đột nhiên phóng đại, mi đầu thật sâu nhíu lại. Đây không phải thanh tịnh thấy đáy hồ nước. Đây là huyết trì. Tránh thức máu tươi hội tụ huyết trì. Rất có thể, một giọt nước đều không trộn lẫn đi vào. Cho nên, cái hồ này, kỳ thật cũng không tính lớn. Có lẽ thời gian đã thật lâu, cho nên huyết trì cơ hồ ngưng kết. Nơi này cũng không ấm áp, mà chính là lạnh lẽo thấu xương, nó mới là lạnh lẽo căn nguyên. Hết thảy, đều là chướng nhãn pháp. Nhưng, càng làm cho Lý Thiên Mệnh tâm hoàn toàn lạnh xuống chính là huyết trì này trung ương, có 3.000 cái cây cột. Mỗi một cây trụ phía trên, dùng lít nha lít nhít cây đinh, đóng lên một bộ hoàn chỉnh bạch cốt. Xương sọ, xương ngón tay chờ một chút, đều phân biệt đinh tốt. 3.000 cây cột, 3.000 bạch cốt, 3.000 chết không nhắm mắt phong nhân. Bọn họ ánh mắt trống rỗng, toàn bộ nhìn lấy Lý Thiên Mệnh cái phương hướng này, không nhúc nhích. Lý Thiên Mệnh tâm lý thật lạnh thật lạnh. Khá lắm, cái này liền là của ngươi 3.000 hậu cung. Nói thật, trong nháy mắt đó, hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Một cỗ khí lạnh, theo lòng bàn chân trực tiếp lui lên thiên linh cái, còn túa ra đi. Có lẽ liền tâm tạng, đều tê một chút. Hắn có thể tính biết, chính mình đây là tiến vào địa phương nào. Thi Hoàng, nữ nhân này, nàng đang làm gì biến thái sự tình. Lường trước tương lai, chính mình cũng sẽ trở thành một bộ bạch cốt. Bị đính tại huyết trì này phía trên, Lý Thiên Mệnh trong dạ dày lăn lộn. Đúng vào lúc này, một tiếng sâu kín giọng nữ, từ phía sau vang lên. Bảo bối, ngươi làm sao chạy loạn đây? Trời rất là lạnh, không muốn cảm lạnh, biết không? Lý Thiên Mệnh lông tơ dựng thẳng. Hắn nhắm một con mắt lại, bất động thanh sắc, nhẹ nhàng rút tay ra trường. Nhìn lại, Hy Hoàng cùng ánh trăng tràn ngập dưới, một cái ăn mặc mát lạnh cao gầy nữ tử. Yên nhiên mỉm cười, đứng ở sau lưng hắn. Ánh trăng bao phủ bên trong, nàng cái kia trong trắng lộ hồng da thịt, ánh sáng nhu hòa như dính, một đầu mái tóc kéo tại trước người, dịu dàng bên trong lộ ra yêu nhiêu. Cái kia khóe miệng ý cười, tựa như là một tháng sắc hạ yêu tinh, tản ra vô cùng nữ nhân dụ hoặc, làm đến bất luận kẻ nào nhìn đến nếu như vậy, chỉ sợ đều sẽ miệng đắng lưỡi khô. Thế mà, Lý Thiên Mệnh lại cảm thấy uy hiếp chí mạng. Hắn không phải nào đó trùng lên não, thì khống chế không nổi mình người. Vừa rồi cái kia 3.000 bạch cốt nói rõ lấy, trước mắt yêu nhiêu vưu vật, nàng là một con rắn độc. Mà hắn Lý Thiên Mệnh, bị rắn độc để mắt tới. Hắn tại giây phút đầu tiên, liền ổn định tâm cảnh,
giả bộ như một bộ cái gì cũng không biết dáng vẻ, cùng Hy Hoàng bình tĩnh đối mặt. Đã trễ thế như vậy, không nghỉ ngơi thật tốt đâu. Có phải hay không rời nhà quá xa, gối đầu một mình khó ngủ, muốn an ủi đâu, hài tử. Hy Hoàng mở ra lấy cước bộ, yên nhiên hướng về hắn đi tới. Không phải đã nói rồi sao, nơi này là ta nhà mới, Lý Thiên Mệnh nói. Cái kia là được rồi, lần đầu đến nhà mới, đêm dài đằng đẵng, nếu có người ôn nhu mà đối đãi, ôm ấp, triền miên, mới có thể an lòng, đúng không? Hy Hoàng thanh âm lười biếng mà mị hoặc, trong lúc nói chuyện, nàng đã đứng ở Lý Thiên Mệnh trước mắt. Nàng nhìn chăm chú lên Lý Thiên Mệnh hai mắt, trong mắt mị nhãn như tơ, khóe môi nhếch lên ý cười. Bây giờ tới gần, tự nhiên khó tránh khỏi nghe thấy được mùi thơm cùng mùi tóc. Nàng vươn tay, đặt ở Lý Thiên Mệnh trên gương mặt, sau đó lại dẫn Lý Thiên Mệnh ánh mắt, hướng về nàng trắng như tuyết hạp cốc tới gần. Đồng thời, nàng tiến đến bên tai của hắn, hỏi, thích không? Làm cái gì, đều có thể nha. Dụ hoặc là dụ hoặc, có thể Lý Thiên Mệnh vừa nghĩ tới vừa mới nhìn đến bạch cốt, là hắn biết, cái này dụ hoặc lại là kết cục gì. Huỳnh hỏa, cứu mạng. Thời khắc khẩn cấp, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể thi triển đại chiêu. Tại hắn bị Hy Hoàng ôm vào trong ngực trước đó, một cái màu đỏ thắm tiểu phượng hoàng, đột nhiên giáp tại trong bọn hắn, cùng Lý Thiên Mệnh, Hy Hoàng mắt lớn chừng mắt nhỏ. Ngọa tào, thật hung, thật hung. Mỹ nữ ngươi làm như thế nào? Đây cũng quá nghiêu bức a, ta có thể chạm thử sao? Huỳnh hỏa treo ở Lý Thiên Mệnh trên mặt, nhìn chằm chằm Hy Hoàng hỏi. Bầu không khí đột nhiên xấu hổ vô cùng. Không có ý tứ, Lý Thiên Mệnh vội vàng đem Huỳnh hỏa cho hắn trở về sau đứng hai bộ, nói, cái này cộng sinh thú không có quản giáo tốt, xin lỗi. Đánh giám, ta cần ngươi để ý dậy. Huỳnh hỏa tránh thoát tay của hắn, tiếp tục đối Hy Hoàng nói, Mỹ nữ. Ta đối với nhân tộc phối đôi sinh sôi sự tình hết sức tò mò, một hồi các ngươi lúc mới bắt đầu, ta có thể ở bên cạnh quan sát một chút, học tập một chút kinh nghiệm quý báu sao. Yên tâm, ta tuyệt đối không ra âm thanh, chỉ cần khoảng cách gần quan sát là được rồi. Hy Hoàng ngơ ngác nhìn cái này con chim nhỏ, nửa ngày không có kịp phản ứng. Ai, người cái kia sẽ không cự tuyệt a? Cái này cũng không thành a, người kinh nghiệm phong phú, van cầu ngươi dạy ta một chút đi. Huỳnh hỏa khẩn cầu. Ha ha. Qua nửa ngày, Hy Hoàng rốt cục nhịn không được bật cười. Ngươi cộng sinh thú, thật thú vị, nàng nói. Dù sao cũng là huyết thần khế ước làm, bản chất là hung thú, cho nên não tử có chút vấn đề. Lý Thiên Mệnh nói. Rát, Huỳnh hỏa nổi giận, tâm lý thầm nghĩ, ta ra tới giúp ngươi thủ tiết cầm, ngươi nói ta thiểu năng trí tuệ. Nó tâm lý âm thầm nguyền rủa Lý Thiên Mệnh, ngoài miệng nói bậy. Ta đây là hợp lý nhu cầu. Hy Hoàng cười nửa ngày, mới cúi đầu ngắm nhìn Huỳnh Hỏa, nói, huyết thần khế ước cộng sinh thú, có thể trưởng thành loại này quy mô, thật không dễ dàng. Muốn là IQ có thể đuổi theo liền tốt, Lý Thiên Mệnh nói. Huỳnh Hỏa quả nhiên là sát chiêu, đem nó để ở chỗ này, chừng trong mắt nhìn, là cá nhân đều sẽ kích tình biến mất. Bây giờ nhìn, Hy Hoàng giống như không có, động tác kế tiếp. May mắn nhất chính là, nàng chỉ sợ không biết. Lý Thiên Mệnh đã thấy, hồ này là cái huyết trì. Lý Thiên Mệnh cuối cùng thở dài một hơi, đây coi là trốn qua một kiếp. Dạng này độc xà, muốn để nàng cứu Tiểu Phong, khó. Nhưng, không bại lộ trước, ta phải làm tốt hết thảy chuẩn bị. Đã lựa chọn tiến đến mạo hiểm, hắn thì chưa sợ qua. Tại cái này an tinh ánh trăng bên trong, Hy Hoàng cũng không lại làm mập mờ, mà chính là đối Lý Thiên Mệnh nói, ngươi muốn thần nguyên, chậm lấy cho ngươi tới. Lần sau đừng có chạy lung tung, tránh khỏi tìm ngươi đều phải tìm nửa ngày, cái này Hy Hoàng cung rất lớn, biết không? Vâng, ta biết sai rồi, Lý Thiên Mệnh nói. May mắn hắn tới, nếu là không đến, sẽ biết những người khác xuống tràng. Ngươi không hiếu kỳ, vì sao nơi này chỉ có hai người sao? Hy Hoàng mỉm cười nói. Có chút hiếu kỳ, Lý Thiên Mệnh nói. Bọn họ chọc giận chấm, đều bị chấm giết, thì chôn trong cái hồ này. Hy Hoàng bỗng nhiên nói. Dưới mặt nạ, Lý Thiên Mệnh vẫn là không nhìn thấy nét mặt của nàng. Nhưng là, câu nói này, vẫn là để Lý Thiên Mệnh tâm lý nhảy một cái. Hắn quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó nói, bệ hạ, người đang nói đùa chứ? Đó là dĩ nhiên, hù dọa ngươi, bọn họ đều tại, côn số không điện, tu hành đâu, chấm phi tần, đều là thiên tài xuất thân, bây giờ bọn họ là chấm mạnh nhất quân đoàn, hành xử hộ quốc an định chức trách. Chờ ngươi sau khi lớn lên, cũng sẽ thêm vào bọn họ,
thậm chí, trở thành chấm tả Tý Hữu Bàng. Hy Hoàng cười nói. Vâng, hướng tiền bối nhóm học tập. Lý Thiên Mệnh vội vàng nói. Hắn biết rõ nói ra chân tướng, hắn đang giả vờ. Bọn họ đều quá nỗ lực, muốn báo đáp ta, cho nên a, có thể có chút thời điểm, chỉ có ngươi có thể làm bạn chấm, chấm quá tịch mịch, biết không? Hy Hoàng sâu xa nói. Ta đem hết khả năng. Lý Thiên Mệnh muốn nói, đừng nói nhảm, đem thần nguyên lấy ra đi. Dường như nghe được trong lòng của hắn lời nói một dạng, Hy Hoàng đem ngón tay phía trên, một cái nhẫn bạch ngọc lấy xuống, dùng ngón tay dài nhọn nắm bắt, đặt ở Lý Thiên Mệnh trên bàn tay, nói, hết thảy 18 cái, thần vũ trụ nguyên, tối cao đạt tới, tứ tinh, cấp bậc, người có 4 cái cộng sinh thú, chuyên môn cho người phối tốt 4 cái tối đỉnh cấp, muốn là tiến hóa thất bại, lại dùng còn lại. Dù sao, những bảo bối này, đều là của ngươi, tuy nhiên chúng ta không dùng được thần nguyên, nhưng đối bất luận cái gì bản nguyên thú tộc tới nói, đây đều là tha thiết ước mơ bảo tàng, bây giờ tất cả thuộc về ngươi, ai để ngươi là chấm tiểu khả nhân đâu. Lý Thiên Mệnh nhận lấy. Hy Hoàng quả nhiên rất khẳng khái. Nhưng, Lý Thiên Mệnh cũng không có cái gì cảm kích chi tâm. Một cái muốn mạng nữ nhân, Lý Thiên Mệnh hiện tại chỉ muốn nhân cơ hội đem bảo bối của nàng cho móc sạch. Nói không chừng những thứ này, đến lúc đó đều là mình bảo mệnh tư bản. Đa tạ bệ hạ, Lý Thiên Mệnh nói. Cái kia, ta cũng cảm ơn ngươi, mỹ nữ. Sau đó thì sao, các ngươi còn tới sao? Nhanh điểm, ta không chờ được nữa. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói. Cút đi ngươi, thằng ngu. Lý Thiên Mệnh một bàn tay đập tại gáy của nó phía trên. Ha ha. Hy Hoàng cười lắc đầu, mà sau đó xoay người, phiêu diêu mà đi. Sau đó không lâu, thì biến mất tại Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa trước mắt. Còn nhiều thời gian. Nàng sau cùng 4 chữ, tại Lý Thiên Mệnh bên tai quanh quẩn. Ta hôm nay lập công lớn a, giữ vững ngươi thanh thuần. Huỳnh Hỏa chống nạnh, đắc ý nói ra. Cái này không phần thưởng đều có rồi hả? Trở về. Lý Thiên Mệnh đem nó cho nhét trở về cộng sinh không gian, cầm chắc trong tay nhẫn bạch ngọc, dự định trở về Quy Nguyên Điện. Rời đi thời điểm, hắn sau cùng nhìn thoáng qua sau lưng cái kia hồ nước, huyết trì. Chỉ mong, đây không phải kết quả của ta. Ác như vậy, vậy cũng đừng trách ta hung ác. Hắn ánh mắt lạnh rất nhiều. Quay người, trở lại. Bình tĩnh trong hồ, không có người biết, cái này 3000 người cố sự. Quy Nguyên Điện. Dù sao chỗ này 10 phần tĩnh mịch, 4 phía không người, cho nên, Lý Thiên Mệnh để 4 cái cộng sinh thú tự do hoạt động. Chỉ là cái này Quy Nguyên Điện đều rất lớn, đầy đủ bọn họ tùy ý chơi đùa. Có bọn họ ồn ào, cái này âm lãnh yên tĩnh địa phương, mới có một số người khí. Ta có thể tại Nguyệt Thần Thiên Thành hoạt động, đây chẳng phải là tương đương, ta có thể tùy tiện rời đi Nguyệt Thần Thiên Thành, khôi phục tự do. Nguyệt Thần Thiên Thành, có tối cao tầng thứ phòng ngự kết giới, ra vào đều sẽ bị kiểm tra, liền bồ đề đều chưa từng tới cái này. Rất hiển nhiên, ta tại Huy Nguyệt Thành thời điểm, chỉ có Huy Nguyệt Hải thấy qua, ta chui ra Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới ra ngoài, cho nên, bọn họ không có truy đến cùng chuyện này, chỉ cho rằng là Tôn Thiên Huy Nguyệt kết giới, ra vấn đề nhỏ. Trước mắt đến xem, Hy Hoàng rất không có khả năng biết, Lý Thiên Mệnh nắm giữ bài trừ Nguyệt Thần Thiên Thành kết giới đi ra thủ đoạn. Thủ đoạn này, đối với nàng mà nói, đều quá không thể tưởng tượng. Buổi tối hôm nay nhìn đến hình ảnh, để Lý Thiên Mệnh nhất định phải suy tư con đường sau này. Thái Nhất Tháp, hoặc là Trộm Thiên Chi Thủ, đều là đường lui của hắn. Tại bảo đảm con đường sau này điều kiện tiên quyết, tận khả năng phong phú chính mình thủ đoạn, ứng đối khả năng xuất hiện nguy cơ, cực kỳ trọng yếu. Tại rất nhiều thủ đoạn bên trong, thần nguyên, là Lý Thiên Mệnh tìm đến Hy Hoàng trọng yếu nhất mục tiêu. Nàng là Nguyệt Chi Thần Cảnh Nữ Hoàng, nàng nhất định có Nguyệt Chi Thần Cảnh tốt nhất thần nguyên. Bởi vì Nguyệt Thần Tộc không dùng được thần nguyên, những thứ này tồn kho, chỉ có thể tiện nghi Lý Thiên Mệnh. Huỳnh Hỏa bọn họ trước mắt 1000 ngôi sao, tính toán đạp thiên chi cảnh phổ thông mức độ. Thần nguyên có thể để chúng nó giải phong huyết mạch, từng bước trở về đến trí cường trạng thái, đối Lý Thiên Mệnh tương đối quan trọng. Đây chính là, huyễn thiên chi cảnh, vật không thể nào có được. Huyễn thiên chi cảnh tài nguyên tu luyện, đều là vô hình, không vật thật. Thần nguyên, nguyệt tinh nguyên, thần binh lợi khí, hiện thực mới có. Lý Thiên Mệnh mạo hiểm đến Nguyệt Thần Thiên Thành, hắn hiện trong tay những thứ này thần nguyên, cũng là hắn mục tiêu thứ hai. Nhẹ nhõm tới tay. Nàng đều muốn mạng của ta, ta dùng bảo bối của nàng, không có tật xấu a. Lý Thiên Mệnh nói. Không có tật xấu,
móc sạch nàng Nguyệt Chi thần cảnh đều không có tật xấu. Huỳnh Hỏa cuống cuồng nói. Kẻ thù, vậy liền đều chớ khách khí. Lý Thiên Mệnh nói. Không khách nhân tức giận a, nhanh điểm, đừng chơi liều, 18 cái thần nguyên, toàn bộ lấy ra, để lão tử chọn lựa. Huỳnh Hỏa trên nhảy dưới tránh nói. Ngươi gấp lông. Có thể không vội sao, ta đều thần thú, tranh thủ thời gian thử một chút giải khai huyết mạch gông xiềng, nhìn xem có thể hay không lớn lên lớn một chút a. Ngươi cho rằng ta thật nghĩ làm cả một đời con gà con a? Huỳnh Hỏa bĩu môi nói. Thối gà tặc. Lý Thiên Mệnh cười nhạo nó một trận, sau đó đem 18 cái thần nguyên đều bày tại trước mắt mặt đất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ quy nguyên điện đều là đủ mọi màu sắc hào quang óng ánh. Bàng bạc lực lượng bốn phía dâng trào. Mơ hồ có lửa giận, phong lôi, núi kêu biển gầm chờ một chút thanh âm truyền đến. Trong lúc nhất thời, cái này tĩnh mịch Hy Hoàng cung đột nhiên biến đến 10 phần náo nhiệt. Thần cấp thần nguyên, tại thiên địa kiếp nguyên phía trên. Loại này có thể tạo nên thần thú thần nguyên, hắn bản chất cùng trần thế thiên địa kiếp nguyên, có to lớn khác nhau. Nói như vậy, xưng bọn họ vì vũ trụ thần nguyên. Vũ trụ thần nguyên, đản sinh tại vô tận thiên địa vũ trụ, mà không phải hằng tinh nguyên trên thế giới. Lý Thiên Mệnh trước mắt cái này 18 cái, đều tính toán vũ trụ thần nguyên. Vũ trụ thần nguyên, cùng trần thế thần nguyên, chỉ là theo nhìn bằng mắt thường, đều có thể nhìn ra khác nhau rất lớn. Nghe nói, trật tự tinh không có hai đại thần tích. Chính là hai đại thần tích, sáng tạo ra hiện tại cái này phồn hoa, cường thịnh thế giới. Đệ nhất đại thần tích, cũng là vũ trụ tự mình sinh ra, không bị bắt được, hằng tinh nguyên, loại này vũ trụ nguyên lực, chính là tất cả tu luyện giả tranh đoạt bảo tàng lớn nhất, đoạt đến vô chủ hằng tinh nguyên, có thể bảo chứng cả cái tinh thần thế giới. Tối thiểu hàng ngàn vạn năm phồn vinh, sinh ra vô số cường giả. Nếu là ở hằng tinh nguyên dập tắt trước đó, đều không có mới hằng tinh nguyên, lại cường thịnh thị tộc, đều sẽ xuống dốc. Thứ hai đại thần dấu vết, cũng là vũ trụ thần nguyên. Vũ trụ thần nguyên, làm cho bản nguyên thú tộc cộng sinh thú tiến hóa, đồng thời đối quỷ thần cũng có tiến hóa hiệu quả. Tác dụng của nó, đương nhiên không thể cùng hằng tinh nguyên so sánh. Nhưng nó cùng hằng tinh nguyên một dạng. Đều đến tự thiên địa bản thân. Còn lại bảo tàng, đến thí dụ như linh tai, linh quặng, linh túy, những quáng thạch này thảo mộc biến thành thiên địa tinh hoa, kỳ thật đều là hấp thu hằng tinh nguyên lực lượng thuế biến mà thành. Không giống vũ trụ thần nguyên, cùng hằng tinh nguyên hoàn toàn không quan hệ. Nếu như nói, thiên địa vũ trụ này, tồn tại tạo hóa, như vậy, tạo hóa sáng tạo ra hai dạng đồ vật, sáng tạo ra đến toàn bộ thế giới, một cái là hằng tinh nguyên, một cái là vũ trụ thần nguyên. Đây là trong thiên địa, duy hai không cách nào giải thích đồ vật. Hằng tinh nguyên không thường thường sinh ra, nhưng vũ trụ hư không bên trong, rất nhiều quỷ dị chi địa, lại thường xuyên có đủ loại vũ trụ thần nguyên sinh ra. Vũ trụ thần nguyên hiệu quả, phong phú trong tinh không tu luyện giả hệ thống. Quỷ thần tộc, bản nguyên thú tộc, thậm chí vẫn còn có tinh không vạn tộc tu hành, cùng vũ trụ thần nguyên, cùng một nhịp thở. Kỳ thật, liền Viêm Hoàng đại lục thần nguyên, là làm sao tới? Đều không có đáp án đây. Thần nguyên, là một cái mê. Tựa hồ trong truyền thuyết, những thứ này thúc đẩy cộng sinh thú tiến hóa thần vật, là bỗng nhiên xuất hiện. Liền xem như hoàng cấp thần nguyên, đều có không nghĩ ra bí mật. Thần nguyên chi mê, cũng là trật tự tinh không đỉnh cấp bí ẩn. Nhưng bảo tàng này, thậm chí làm cho thái cổ hỗn độn cự thú từng bước một mở ra huyết mạch, có thể thấy được lốm đốm. Như thế nào phân biệt vũ trụ thần nguyên hiệu quả? Cái này rất đơn giản, vũ trụ thần nguyên phẩm chất cùng tầng thứ, có hết sức rõ ràng khác nhau. Nói thí dụ như hiện tại, Lý Thiên Mệnh cầm lên một cái đường kính đạt tới 1 mét hỏa diễm cầu. Cái này hỏa diễm cầu mặt ngoài, hiện đầy rất nhiều quỷ dị đường vân, hắn hai bên thậm chí một cặp nhưu giác. Thân thủ chạm đến, liền có thể cảm nhận được ngọn lửa này bóng nóng rực. Hắn trên người có một chủng loại giống như hằng tinh nguyên lực lượng, tương đương với hằng tinh nguyên vô hạn thu nhỏ. Nhưng nói thật, nó là một cái đơn độc năng lượng thể. Thông qua ngọn lửa này bóng tầng ngoài, có thể nhìn đến trong đó bộ, giống như là một cái lực lượng hỗn độn hư không. Cái này hư không bên trong, có, hai cái, lập lòe kim sắc hỏa cầu, xem ra tựa như là mặt trời một dạng, cháy hừng hực lấy. Đây là, nhị tinh vũ trụ thần nguyên. Hắn nội bộ cùng loại mặt trời kim sắc hỏa cầu, kỳ thật cũng là lực lượng phẩm giai rõ ràng đặc thù. Có mấy cái, cũng là mấy sao. Nhị tinh vũ trụ thần nguyên, chính là Hy Hoàng cho mình thần nguyên bên trong,
kém nhất loại kia. Lý Thiên Mệnh đem những này vũ trụ thần nguyên, thả trên mặt đất. Dù là quy nguyên điện mặt đất, là lấy linh quảng chế tạo, tại cái này vũ trụ thần nguyên lực lượng dưới, lúc này thời điểm, đều tại chôn vùi. Đoán chừng sau đó không lâu, cái này quy nguyên điện đều muốn sụp đổ. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía một cái khác vũ trụ thần nguyên. Đây là một đoàn màu xanh lam hỗn độn vũ khí, cái kia vũ khí chỗ sâu, có trên trăm đầu thần long hình dáng quái thú tại quấn quanh, gào rú. Bọn họ tại truy đuổi một loại nước quả cầu ánh sáng màu xanh lam, cái kia quả cầu ánh sáng màu xanh lam tản ra tia sáng lạnh lẽo, sóng nước lấp loáng, ẩn chứa băng hàn chi lực. Cái này quả cầu ánh sáng màu xanh nước biển, đồng dạng giống như là cỡ nhỏ hàng tinh nguyên, số lượng hết thảy có 3 cái. Đây là tam tinh vũ trụ thần nguyên, Bách Long Hàm Châu. Theo Lý Thiên Mệnh biết, hàng tinh nguyên không chỉ là trật tự chi địa mặt trời loại kia đại hỏa cầu. Thí dụ như tử diệu tinh, bọn họ hàng tinh nguyên vì tử sắc. Trong đó bộ tạo thành rất phức tạp, không chỉ là hỏa diễm lực lượng. Mà trước mắt cái này vũ trụ thần nguyên nội bộ, tinh thể, xem ra thì cùng hàng tinh nguyên tương tự. So sánh tới nói, cái này Bách Long Hàm Châu, khẳng định so vừa mới cái kia hỏa diễm cầu, cao hơn một cái cấp bậc. Thế mà, liền xem như cái kia hỏa diễm cầu, đều so thiên tinh cảnh trí cao kiếp nguyên, cao hơn ra rất nhiều. Thậm chí, bản chất hoàn toàn khác biệt. 18 cái vũ trụ thần nguyên, đại đa số đều là nhị tinh, tam tinh. Hy Hoàng nói qua, nàng dựa theo Lý Thiên Mệnh tứ đại cộng sinh thú, chuyên môn cho phối 4 cái, tứ tinh, vũ trụ thần nguyên. Còn lại 14 cái, kỳ thật đều là dự bị phẩm. Không thể không nói, Hy Hoàng khẳng khái trình độ, có chút khiến người ta thụ sủng nhược kinh. Lý Thiên Mệnh coi như vừa đi tử diệu tinh không lâu, nhưng hắn lại biết, coi như tại tử diệu tinh, lấy đạp thiên chi cảnh dạng này thượng thần ban đầu cảnh giới, muốn cầm tới tứ tinh vũ trụ thần nguyên, đều rất khó khăn. Thí dụ như Liễu Hoàn Hoàn, nàng cộng sinh thú hơn 1.500 ngôi sao, nhưng thật ra là dùng, nhị tinh vũ trụ thần nguyên tiến hóa mà đến. Nàng đây là, đem nguyệt chi thần cảnh mấy triệu năm vốn liếng, đều thẳng tiếp cho ta a. Tuy nhiên các nàng không dùng được, nhưng là, quá hào hoa. Lý Thiên Mệnh đem còn lại vũ trụ thần nguyên thu vào, đơn độc lưu lại 4 cái tứ tinh vũ trụ thần nguyên. Như thế nào, tứ tinh vũ trụ thần nguyên? Cái kia chính là, trong đó bộ cùng loại hàng tinh nguyên, tinh thể, số lượng đạt đến 4 cái. Thí dụ như Lý Thiên Mệnh trước mắt, cái kia một đoàn màu đỏ thẫm hỗn độn vũ khí. Cái này trong sương mù, có 4 cái ngọn lửa màu đen bóng thiêu đốt lấy, tựa như là 4 con mắt. Đây là một loại âm tà đốt cháy lực lượng. Cái này 4 cái hỏa diễm cầu, thậm chí biến thành 4 cái màu đen chim, tại cái này hỗn độn trong sương mù bộ thiêu đốt, chạy như bay, thậm chí đối với Lý Thiên Mệnh rít lên. Cái này một cái thần nguyên mang lấy ra, mặt đất không ngừng chìm xuống. Cái này quy nguyên điện, đã bị đốt ra một cái hố to. Làm Lý Thiên Mệnh đem tay trái hắc ám tí, luồn vào cái này vũ trụ thần nguyên nội bộ thời điểm, cái kia 4 cái màu đen hỏa cầu hóa thành quả đen, rít lên lấy quấn lên đến, xé rách lấy cánh tay của hắn. Đương đương đương, âm thanh chói tai, tại quy nguyên điện tiếng vọng. Thật không hổ là tứ tinh vũ trụ thần nguyên. Lý Thiên Mệnh nhớ đến, liền xem như thiên tinh cảnh cái kia 5 cái trí cao kiếp nguyên, hắn nội bộ lực lượng, vẫn ôn nhuận, dễ dàng trưởng khống. Không giống những thứ này vũ trụ thần nguyên, táo bạo, hoắc loạn, thậm chí cùng nắm giữ thần trí giống như. Không giống như là bảo tàng. Ngược lại giống như là một cái tiểu vũ trụ. Không sai, cũng là tiểu vũ trụ, một vùng trời nhỏ. Nhị tinh, tương đương với nắm giữ 2 cái tinh thần thế giới. Tam tinh, thì là 3 cái tinh thần thế giới. Lý Thiên Mệnh nhìn một chút giới thiệu. Cái này một cái tứ tinh vũ trụ thần nguyên tên, gọi là Viêm Ma Chi Ảnh. Rất hiển nhiên, đây là Hy Hoàng, chuyên môn đưa cho Huỳnh Hỏa bảo bối. Lý Thiên Mệnh, chim của ngươi, mặt mũi thật to lớn. Huỳnh Hỏa cảm khái nói. Một câu hai ý nghĩa, Lý Thiên Mệnh ngốc trệ nói. Hi hi, thông minh, Huỳnh Hỏa nói. Cút, ta chú ngươi lại tiến hóa một lần, đều là non gà. Lý Thiên Mệnh nói. Mơ tưởng, Huỳnh Hỏa phát điên nói. Nhưng nói thật, trực tiếp khiêu chiến cái này, tứ tinh vũ trụ thần nguyên, Huỳnh Hỏa còn có chút hãi đến hoảng. Dù sao, thứ này thực sự quá lớn, đường kính đều có 3 mét trở lên. Nó đứng tại cái này vũ trụ thần nguyên trước mặt, cùng một con gà con đứng tại mãnh hổ trước mặt một dạng. Như thế nào ăn a? Từ nơi nào mở miệng? Có thể hay không nổ tung a?
Huỳnh Hỏa hỏi liên tiếp ba cái vấn đề. Lý Thiên Mệnh không thèm để ý nó. Ánh mắt của hắn rơi vào còn lại ba cái, tứ tinh vũ trụ thần nguyên, phía trên. Khá lắm, cái này là ác ma hệ liệt. Cái thứ hai tứ tinh vũ trụ thần nguyên, là một cái nhãn cầu. Cái này nhãn cầu phía trên, quấn quanh lấy mãnh liệt huyết sắc lôi đình, xem ra tựa như đúng đúng máu của nó tia, đây là một cái táo bạo, hung ác ánh mắt, trong đó bộ cũng có bốn cái tinh thể, nhưng xem ra càng giống là bốn cái lôi trì, trong đó tích xúc vô số lôi đình. Cái thứ hai, điện ma chi nhãn. Miu Miu vốn chính là thái sơ hỗn độn lôi ma, cho nên nó ngược lại là may mắn. Cái này, điện ma chi nhãn, cùng nó xứng đôi trình độ, cao đến quá đáng. Nhớ đến lần trước thái bạch ma cốt, thuộc tính kém đến kịch liệt, để nó chịu không ít khổ đầu. Lý Thiên Mệnh lại nhìn cái thứ ba vũ trụ thần nguyên, nó đồng dạng là tứ tinh, cái này là một thanh hắc kiếm lớn màu đỏ, khoảng chừng cao 10 mét, cắm trên mặt đất, sắc bén bá đạo, ma khí ngập trời. Trên lưỡi kiếm thời khắc đều đang chảy máu. Đương nhiên, đây cũng không phải là chân chính kiếm, nó chỉ là một cái vũ trụ thần nguyên, tại nó nội bộ, bốn cái tinh thể như ẩn như hiện. Cái thứ ba, tinh ma chi kiếm. Đây là hy hoàng, cho Lam Hoang chuẩn bị. Xem ra, nàng tại Lý Thiên Mệnh trước khi đến, liền đã thông qua Huy Nguyệt gia tộc, thu hoạch Lý Thiên Mệnh cộng sinh thú thuộc tính tư liệu, đoán chừng đã sớm chuẩn bị cho hắn tốt. Cái cuối cùng tứ tinh vũ trụ thần nguyên, ngoại hình là một đóa hoa. Nó hình dáng khó coi, có điểm giống là một cái trái tim, lúc này chính đang chấn động, phát ra như quỷ mị ma âm, để cho người nghe tê cả da đầu. Cái kia mặt ngoài hoa văn, càng giống là trên trái tim mạch máu cùng tơ máu. Cái cuối cùng, linh ma chi tâm. Quả nhiên, cái này bốn loại đều là âm u, cuồng bạo, khát máu, tàn khốc vũ trụ thần nguyên. Lấy bọn họ đến tiến hóa, rất rõ ràng sẽ đối bọn nó bốn cái khí chất, tạo thành nhất định biến hóa. Viêm ma chi ảnh, điện ma chi nhãn, tinh ma chi kiếm, linh ma chi tâm. Nếu như nói lần trước đúng lúc là tinh thần hệ liệt kê, vậy lần này muốn là thành, thì là ác ma hệ liệt. Bây giờ, Miu Miu, Lam Hoang cùng Tiên Tiên, đều biểu thị nuốt vào cái này tứ tinh vũ trụ thần nguyên tiến hóa, không thành vấn đề. Miu Miu có thể biến thành đế ma hỗn độn. Duy chỉ có Huỳnh Hỏa một cái, kẹp hai chân đứng tại to lớn vũ trụ thần nguyên trước mặt, mặt lộ vẻ khó xử. Ngươi không là ưa thích cỡ lớn sao? Lên a ngươi ngược lại là, đồ bỏ đi. Lý Thiên Mệnh nói. Ai ai, ngươi đây là tại trào phúng ta. Huỳnh Hỏa nổi giận. Đúng thế, Lý Thiên Mệnh nói. Chờ đó cho ta, đừng nên xem thường người nghèo yếu, chờ ta đập vỡ mồm ngươi mặt. Huỳnh Hỏa nghiến răng nghiến lợi nói. Nó lúc nói chuyện, Miu Miu bọn họ đã phân biệt nuốt vào ba cái vũ trụ thần nguyên, trở về cộng sinh không gian đi. Thần nguyên nhất định phải nuốt vào, trở thành cộng sinh thú một bộ phận, mới có thể mang về cộng sinh không gian. Cho nên, Huỳnh Hỏa một miệng nuốt không nổi, liên đới trở về cũng khó khăn. Được rồi, ngươi ngay tại cái này bên ngoài đi, ta cũng muốn khoảng cách gần thưởng thức ngươi thê thảm. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy liền trừng lớn mắt chó của ngươi thấy rõ ràng, kê ra ta làm sao khống chế nó. Huỳnh Hỏa nói. Đừng đem ngươi cái này cánh tay nhỏ bắp chân, cho nó bạo là được rồi. A, à, chà chà, ta nổi giận. Huỳnh Hỏa vọt thẳng tiến vào cái này, viêm ma chi ảnh bên trong. Vừa mới vừa đi vào, cái kia bốn cái tinh thể biến thành màu đen hỏa điểu, đã nhìn chằm chằm nó, sau đó phẫn nộ rít lên, toàn thân lửa cháy bừng bừng đốt cháy, hướng về Huỳnh Hỏa cắn xé mà đến. Xem ra, không phải Huỳnh Hỏa muốn ăn bọn chúng, mà chính là bọn họ muốn ăn Huỳnh Hỏa. Huỳnh Hỏa giận không nhịn nổi, cùng bọn họ giết đến cùng một chỗ. Màn này, để Lý Thiên Mệnh nhớ tới trong mộng cảnh, vĩnh hằng luyện ngục Phượng Hoàng, nuốt ăn hằng tinh nguyên một màn. Quả nhiên, bọn họ đều đang từng bước, trở về chính mình bản nguyên, làm chính mình từng làm qua sự tình. Vũ trụ thần nguyên, hằng tinh nguyên, có lẽ cũng có chỗ tương đồng đi. Lý Thiên Mệnh cảm giác, phàm là thiên địa tự nhiên đản sinh đồ vật, bí mật của bọn nó, đều không đơn giản như vậy. Đến đón lấy hắn thậm chí đều không làm. Dù sao đây là một cái nguy hiểm quá trình, hắn đang vì nó nhóm hộ pháp, xuất hiện cực đoan tình huống, còn có thể giúp đỡ một chút. Lần này nếu là tiến hóa thất bại, vẫn còn có tam tinh vũ trụ thần nguyên, tính toán có đường lui. Nhưng, Lý Thiên Mệnh biết, bọn họ bốn cái đều là hiếu thắng tính cách. Liền xem như Miu Miu, cũng không nguyện ý lạc hậu. Thời gian trôi qua, tâm tình của hắn, vẫn luôn đang phập phồng bên trong. Cộng sinh không gian bên trong,
Bọn họ đều cùng vũ trụ thần nguyên, trong thân thể bộ chiến đấu, động tĩnh không rõ ràng. Chỉ có thể nghe cho chúng nó không ngừng phát ra khó chịu, phiền muộn thanh âm. Mà tại trước mắt hắn, huỳnh hỏa tính cùng cái này vũ trụ thần nguyên, từng chút đọ sức. Nó tại cái này đọ sức bên trong, từng miếng, tại cắn xé lấy cái này vũ trụ thần nguyên. Hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, sống đến mức không bằng lúc trước a, nhớ ngày đó, người mở miệng một tiếng mặt trời. Lý Thiên Mệnh cảm khái nói. Những cái kia là mộng, vẫn là chân chính tồn tại tràng cảnh. Lý Thiên Mệnh không có cách nào xác định. Hắn biết, huỳnh hỏa bọn họ, bây giờ hèn mọn, cùng mình tại hạ tầng tinh không, từng bước một trèo lên trên, cùng mình cùng một chỗ kinh lịch 10 triệu kiếp nạn. Tại đầu này chinh chiến trên đường, trở về tự mình. Nhưng nếu như, có một ngày như vậy đến, bọn họ nhất định không phải là lúc đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Bọn họ có liễu tình cảm giác, có nhiệt độ. Có lẽ, cái kia chính là hung thú cùng bản nguyên thú khác nhau đi. Nghe nói, liền xem như thần thú cấp thú dữ khác, đều không có thần trí. Thượng thiên cho bọn họ kinh khủng chiến đấu bản lĩnh, nhưng lại không cho hung thú, một phàm nhân bình thường đều có thể có trí tuệ. Tiếp tục cố gắng đi, vì có một ngày, có thể để các ngươi, tìm về chính mình. Tiến hóa quá trình, cũng là một cái tìm về chính mình quá trình. Lý Thiên Mệnh không phân biệt được, đây là lần thứ mấy tiến hóa. Đây là bọn họ, cùng tự mình đọ sức con đường. Hắn cứ như vậy nhìn lấy, huỳnh hỏa tại mình đầy thương tích thời điểm, vẫn chiến đấu không nghỉ. Gia hỏa này sĩ diện, nó là cái thứ nhất ra đời, là đại ca, nó tối thiểu nhất cái gì đều muốn làm đến đệ nhất. Cho nên, nó chăm chỉ, hiếu chiến, cứng cỏi, nội tâm cường đại. Nó thực chất bên trong là cùng Lý Thiên Mệnh một người như vậy. Có lúc, Lý Thiên Mệnh đã cảm thấy, nó là mặt khác chính mình. Có lẽ, đây chính là cộng sinh tu luyện ý nghĩa đi. Rốt cục, nhìn đến nó đem cái thứ nhất ngọn lửa màu đen chim, cho nuốt vào. Nuốt vào trong bụng, trên người của nó bắt đầu đốt cháy hắc hỏa. Điều này nói rõ ngọn lửa màu đen kia chim, còn trong thân thể bộ, tại phản kháng nó. Bên ngoài còn có ba cái đối thủ đang chém giết lẫn nhau, huỳnh hỏa tình cảnh, xác thực hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh. Loại thời điểm này, chỉ có thể kiên trì, chỉ có thể đột phá tự mình. Cái này, cũng là mở ra thái cổ hỗn độn cự thú huyết mạch phương thức. Không phải lấy người đến tiến hóa, mà chính là lấy lực lượng của ngươi kích phát ta huyết mạch của mình. Ta đường đường, vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng. Huyết mạch của nó là cao ngạo. Loại này cao ngạo, không cho phép thất bại, càng không cho phép, tôm tép nhãi nhép tàn phá bừa bãi. Ong ong ong, thời gian từng bước một trôi qua. Lý Thiên Mệnh nhìn lấy nó nuốt cái thứ hai ngọn lửa màu đen chim, sau đó cái thứ ba. Nó trên thân thiêu đốt lên càng hừng hực hắc hỏa, đây quả thực đem thân thể của nó đều cháy rụi. Từ trong đến ngoài lực sát thương, hiển nhiên càng đáng sợ. Nhưng, nó vẫn là không chút do dự, đuổi kịp sau cùng một cái hỏa diễm điểu, đè lại hai cánh của nó, cắn một cái tại đầu của nó, há miệng hút vào, dùng Lý Thiên Mệnh hết sức quen thuộc dáng vẻ, đem cái này sau cùng một con chim, cho hút vào trong bụng. Bốn cái chim, kỳ thật cũng là cái này viêm ma chi ảnh hạch tâm. Làm cái này bốn cái chim đều cho nuốt vào đi thời điểm, phần ngoài những cái kia hỗn độn vũ khí, đều là một miệng sự tình. Vèo một tiếng, viêm ma chi ảnh không còn sót lại chút gì. Chỉ còn lại có một cái xem ra cháy đen phượng hoàng, rơi trên mặt đất. Hắn trên người ngọn lửa màu đen càng thêm mãnh liệt, sáng rực thiêu đốt, loại này nung khô tựa như là lò luyện một dạng. Tạm được, bọn họ đều sắp thành công rồi, người cũng đừng treo. Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Đánh giám. Quả nhiên, sự kiêu ngạo của nó chi tâm nhận lấy kích thích, trong lúc nhất thời nhấc lên vô cùng đấu trí. Một con gà, còn đánh lên máu gà. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nói cho ngươi, lão tử tuy nhiên tự xưng kê ra, nhưng ta con mẹ nó meo là Phượng Hoàng, a. Lý Thiên Mệnh đem nó thực chất bên trong bền bỉ, đều cho khai quật ra. Kỳ thật miêu miêu bọn chúng tiến hóa, mới chỉ đến trong phạm vi, xa không thành công. Chỉ là so sánh tới nói, huỳnh hỏa lộ ra nguy hiểm một số. Bất quá, tại nó cái kia một tiếng rít phía dưới, rất rõ ràng, nó vượt qua thời khắc gian nan nhất. Huyết mạch trong cơ thể lực lượng đột nhiên bạo phát. Lý Thiên Mệnh nghe được một tiếng bén nhọn chói tai Phượng Hoàng Minh gọi, liền âm thanh đều nổ tung rất nhiều. Điều này nói rõ tại cái kia hắc hỏa nung khô phía dưới, nó xác thực trưởng thành rất nhiều. Vù vù. Trước mắt hỏa diễm,
màu đen lẫn vào màu đỏ, cháy hừng hực. Màu đỏ hừng hực, trong đó xuất hiện màu đen, cả hai hỗn hợp, biến đến hắc ám mà hừng hực. Rất rõ ràng, loại này luyện ngục hỏa càng thiêu đốt. Hô hô hô, hỏa diễm lên cao rất nhiều. Lý Thiên Mệnh híp ánh mắt, hắn cơ hồ là tận mắt nhìn thấy, tại ngọn lửa kia hạch tâm vị trí, cái kia một con chim nhỏ, thân thể của nó giống như đang lớn lên. Cái này biến lớn biên độ, cũng không có quá khoa trương. Dù sao nó tại thái cổ hỗn độn cự thú bên trong, cũng không phải là lấy hình thể tăng trưởng. Nhưng đối huỳnh hỏa chính mình tới nói, chỉ sợ lần này, nó thật thoát khỏi con gà con, tiểu phượng hoàng tạo hình. Ong ong, một đôi cánh triển khai, từ trái đến phải, tối thiểu có 3 mét. Trong bóng tối, một đôi hừng hực đôi mắt, tại lửa cháy bừng bừng đốt cháy bên trong triển khai, để mắt tới Lý Thiên Mệnh. Âm tà, táo bạo, khát máu lực lượng, chen chúc mà đến. Nó ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, khí thế kinh thiên. Lý Thiên Mệnh, lệ nóng doanh tròng, nói, ha ha, rốt cục không phải gà. Hỏa diễm thu về thân thể, liệt diễm không còn sót lại chút gì. Trong nháy mắt này, cái này một cái hoàn toàn mới vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng, xuất hiện ở Lý Thiên Mệnh trước mắt. Nó nguyên bản màu đỏ thắm lông vũ, hiện tại biến thành đỏ thẫm sáng sắc hỗn tạp. Hắc sắc ma khí lăn lộn, màu đỏ hừng hực. Cái này khiến nó xem ra, càng giống là một cái tà điểu. Lại thêm màu đen kiếp vòng văn tự, trải rộng toàn thân lông vũ, thời khắc này huỳnh hỏa, có thể nói vô cùng hung sát. Nói một cách khác, rốt cục ra dáng. Nhanh, tấm gương. Huỳnh hỏa trong nháy mắt phá công, một đường chạy chậm, hướng về phía Lý Thiên Mệnh lớn tiếng kêu lên. Xem đi. Tu di giới chỉ bên trong, xuất ra Khương Phi Linh trang điểm kính. Huỳnh hỏa nhìn thoáng qua, ngửa mặt lên trời cười to, đẹp trai ngây người, a ha 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 a nấc, ta rốt cục xoay người. Có bao nhiêu điểm sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Hơn 4,700, tăng 3 hơn ngàn, thật không hổ là vũ trụ thần nguyên. Tứ tinh vũ trụ thần nguyên điểm sao hạn mức cao nhất là 5.000. Cái này viêm ma chi ảnh đạt đến hơn 4,700, đã tính toán rất tốt. Bình thường tới nói, nhất tinh vũ trụ thần nguyên, có thể tạo nên thần thú, điểm sao hạn mức cao nhất là 2.000. Nhị tinh vũ trụ thần nguyên điểm sao hạn mức cao nhất là 3.000. Lý Thiên Mệnh đã từng chí cao kiếp nguyên, vẫn còn không tính là nhất tinh vũ trụ thần nguyên, cho nên cao nữa là đều chỉ có thể tạo nên thiên tinh. Cái này tạo hình, hoàn mỹ a, từ hôm nay trở đi, gọi ta Tà Thiếu. Tà Thiếu, Lý Thiên Mệnh cười đến rụng răng, người tà cõng lông. Ghen ghét, chân trụi ghen ghét a. Huỳnh hỏa khinh bỉ nói. Ta dùng ghen ghét ngươi. Đến, để ta xem một chút, ngươi cái này bựa, lại có cái gì mới bản sự. Lý Thiên Mệnh lui về phía sau mấy bước. Hiện tại huỳnh hỏa, hắn thể hình cùng người không sai biệt lắm. Nó linh hoạt tính không có quá nhiều ảnh hưởng, nhưng lực sát thương nhất định rất mạnh. Tối thiểu nhất, nó hiện tại một mảnh, vũ trụ hỏa nhận, lông vũ, đều có phổ thông chủy thủ lớn nhỏ. Khiêu khích ta, chuẩn bị tốt run rẩy đi. Phàm nhân. Gia hỏa này khí tức rất khủng bố. Lý Thiên Mệnh không dám thất lễ, trực tiếp tế ra Đông Nam Tây Bắc Tứ Phương Thần Kiếm. Đến đạp thiên cấp thứ hai về sau, cái này Tứ Phương Thần Kiếm lớn nhỏ, đã đạt đến 30 mét. Huỳnh hỏa dù là biến lớn, tại cái này Tứ Phương Thần Kiếm trước mặt, còn chưa đủ nhìn. Ăn ta một chiêu, cái rắm huyết cuồng chảy. Nó lưu manh bản tính không thay đổi, hướng về Lý Thiên Mệnh trùng sát mà đến. Ông! Thần thông, luyện ngục hỏa ảnh. Hắn trên thân hắc ngọn lửa màu đỏ gào thét, chỉ trong nháy mắt, liền hóa thành hơn vạn phân thân. Làm thân thể của nó biến lớn về sau, cái này luyện ngục hỏa ảnh phân thân, đồng dạng biến lớn. Trong lúc nhất thời, hàng vạn con hoàn toàn giống nhau hỏa diễm phượng hoàng, xuất hiện tại Lý Thiên Mệnh trước mắt. Lý Thiên Mệnh bất ngờ phát hiện, những thứ này luyện ngục hỏa ảnh phân thân, so với trước kia hỏa diễm huyễn ảnh, muốn ngưng thực rất nhiều. So thức thần cũng còn muốn tiếp cận thực thể. Thậm chí cái này mỗi một cái hỏa ảnh phân thân trên thân, đều có thể tìm tới trước đó cái kia bốn đầu ngọn lửa màu đen chim cái bóng. Cái này mang ý nghĩa luyện ngục hỏa ảnh cái này thần thông uy lực, tăng cường rất nhiều. Lý Thiên Mệnh hiện tại, cảm giác mình tựa như là đối mặt hàng vạn con huỳnh hỏa. Ong ong ong. Trong lúc nhất thời, cái kia hàng vạn con hỏa diễm phượng hoàng, đột nhiên như sao băng một dạng, hướng về Lý Thiên Mệnh đập tới. Đây là luyện ngục hỏa ảnh thần thông đoạn thứ hai, tử vong luyện ngục. Rầm rầm rầm,
hơn vạn luyện ngục hỏa ảnh công kích, tạo thành hỏa diễm tử vong luyện ngục, nương theo lấy huỳnh hỏa bản thể, cùng một chỗ hướng về Lý Thiên Mệnh đánh tới. Tràng diện kia, quả thực cùng ngày tận thế không sai biệt lắm. Đây quả thực là đại chiêu. Tại Viêm Hoàng Đại Lục thời điểm, huỳnh hỏa bọn họ còn có thể dựa vào hung thú thú hồn, đến giác tỉnh thần thông. Nhưng loại phương thức này có khả năng khai quật thần thông, rõ ràng đến cực hạn. Về sau tiên tiên sau khi sinh, nó trên cơ bản đều dựa vào thần nguyên, đến khai quật ra tân thần thông. Bây giờ xem ra, huỳnh hỏa bọn họ cũng đi lên con đường này. Tử vong luyện ngục, cũng là Viêm Ma Chi Ảnh phát động mà đến. Cái này tử vong luyện ngục uy lực, Lý Thiên Mệnh sử dụng tứ phương thần kiếm cản trở một chút. Phốc phốc phốc, tứ phương thần kiếm xông lên mây xanh, xuyên thấu rất nhiều luyện ngục hỏa ảnh. Nhưng nói thật, hơn vạn luyện ngục hỏa ảnh vẫn lạc, hình thành hỏa diễm đại bạo tạc. Loại này đánh nổ uy lực rất mạnh, Lý Thiên Mệnh dựa vào cái này tứ phương thần kiếm, đều không cách nào hóa giải mất huỳnh hỏa cái này một cái tăng cường thần thông. Lợi hại, hắn thì thí nghiệm một chút uy lực, cũng không phải là thật chiến đấu. Huỳnh hỏa chỉ thi triển một lần, Lý Thiên Mệnh thì tâm lý nắm chắc. Viêm Ma Chi Ảnh tiến hóa, lại thêm thần hỏa kiếp, vũ trụ hỏa nhận, huỳnh hỏa chiến quyết thần thông song tu, coi như chỉ có đạp thiên cấp 2, nghiền ép lục hợp thiên thức thần, vấn đề cũng không lớn. Tuy nhiên quá trình tiến hóa vất vả, nhưng thu hoạch lại là phong phú. Như thế nào, người trẻ tuổi, sợ tè ra quần sao? Huỳnh hỏa coi như biến lớn một số, vẫn hai tay chống nạnh, làm càn cười to. Đi tiểu, gà đại ca châu bò. Lý Thiên Mệnh từ đáy lòng vì nó cao hứng. Hắn cũng vì chính mình cao hứng, bởi vì, dạng này huyết mạch chi lực, lập tức sẽ chuyển rời đến trên người mình. Thoải mái. Hiện tại huỳnh hỏa động tĩnh biến mất, quy nguyên điện một lần nữa yên tĩnh trở lại. Lý Thiên Mệnh ngồi tại đình viện trên tảng đá, huỳnh hỏa treo ở bên cạnh, duỗi ra cánh. Cùng Lý Thiên Mệnh kề vai sát cánh, thần thần bí bí nói cho ngươi một tin tức tốt. Cái gì? Ta phát dục tốt, tiếp đó, toàn bộ trật tự tinh không mỹ nữ phi cầm, đều sẽ bởi vì ta trưởng thành mà run rẩy. Quá cợt nhả. Chịu không được, cáo từ. Ha ha ha. Nghĩ đến mỹ diệu chỗ, huỳnh hỏa nằm trên mặt đất, cười lớn khẳng khặc, ngụm nước đều nhanh chảy ra. Nhìn lấy nó theo một chỉ lớn chừng bàn tay con gà con. Trưởng thành hiện tại cái này phong hoa tuyệt đại bộ dáng, Lý Thiên Mệnh nhìn không được cảm khái. Bọn họ ba cái đâu? Ngươi không phải nói, bọn họ sắp thành công rồi sao? Huỳnh hỏa hỏi. Đùa ngươi chơi. Ngươi lại đùa bỡn tình cảm của ta. Cút. Thì cái này lúc nói chuyện, cộng sinh không gian bên trong, Miu Miu đã xong việc. Nói thật, thuộc tính phù hợp, liền, ma, cái này thuộc tính, đều là vì nó mà sinh, cho nên nó quá trình tiến hóa rất thuận lợi. Vô tận sấm sét vang dội bên trong, hóa thân thành đế ma hỗn độn Miu Miu, theo cộng sinh không gian bên trong lao nhanh mà ra. Làm nó đi ra trong tích tắc, toàn bộ quy nguyên điện trên không, màu đen lôi đình đền bù, phát ra đùng đùng không dứt bạo hưởng. Xì xì xì. Cái này một đầu lôi đình cự thú, nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên vung lấy trên cổ lôi điện lông bờm, dẫn tới toàn bộ tối tăm hy hoàng cung, đều biến đến giống như ban ngày. Sau đó, nó lại méo một chút đầu. Hỏi thăm Lý Thiên Mệnh cùng huỳnh hỏa, nói. Bản mèo đẹp trai không? Nó hấp thu điện ma chi nhãn, rất rõ ràng, nó trên thân thay đổi lớn nhất, đến từ ánh mắt. Đôi mắt kia, không còn là ánh mắt, mà chính là một cái có vô tận lôi điện lôi trì. Con mắt của nó một lần nữa thành đỏ như máu, bên trong có lít nha lít nhít, như là biển máu một dạng điện xà tại bôn tẩu. Ánh mắt, thành nó trên thân lôi đình chữ tổn khí, càng là nó chỗ có thần thông bạo phát điểm. Đây chính là điện ma chi nhãn. Đùa nghịch một đùa nghịch, Lý Thiên Mệnh nói. Meo. Như vậy lớn một cái mãnh hổ, phát ra thanh âm như vậy, nhìn như nương pháo, kỳ thật đế ma hỗn độn trạng thái dưới Miu Miu, là lớn nhất dọa người hung tàn chi thú. Cái kia toàn thân lông tóc đều là nổ lên điện xà, toàn thân màu đen lôi đình bôn tẩu, cửu trọng hỗn độn lôi giới tùy thời hộ thể. Đúng vào lúc này, cái kia một đôi điện ma chi nhãn bên trong, vô số huyết sắc lôi đình hội tụ. Tại vị trí này phát sinh nổ tung. Trong lúc nổ tung, lít nha lít nhít tia chớp, vậy mà kết thành hai thanh trường mâu, theo trong ánh mắt của nó lao vút mà ra, phóng tới thương thiên. Cái kia huyết sắc lôi đình trường mâu trùng kích tốc độ, so Miu Miu tốc độ di chuyển đều còn nhanh hơn gấp 3. Đây là sắc bén, hung mãnh nhất kích. Thì một cái nháy mắt, cái kia huyết sắc điện mâu,
vậy mà liền trực tiếp xuyên thủng mây xanh. Quá nhanh, thần thông như vậy, muốn là mặt hướng đối thủ, trừ phi cảnh giới cao Lý Thiên Mệnh quá nhiều. Nếu không, coi là thật rất không có khả năng, né tránh Miêu Miêu dạng này nhất kích chí mệnh. Thậm chí, sẽ phản ứng không kịp. Đây là ta tân thần thông, càn khôn điện mâu, hai cái điện mâu, một âm một dương, lẫn nhau dẫn dắt, xuyên thủng đối thủ. Nếu như lại điệp ra bôn lôi kiếp uy lực, tuyệt đối là bản mèo chí mạng sát chiêu, trước mắt mạnh nhất thần thông. Miêu Miêu tự hào nói. Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa liếc nhau một cái giơ ngón tay cái lên, một cái dựng thẳng lên cánh. Ngưu bức, cái kế tiếp, Huỳnh Hỏa nói. Được rồi. Miêu Miêu lắc mình biến hóa, vậy mà lại hóa thành một cái màu đen mèo con, lóe lên một cái rồi biến mất, đã đến Lý Thiên Mệnh trong ngực. Nó lấy yêu nhiều tư thế, ngao ô một tiếng, nói, lại buồn ngủ, khó chịu. Ngoài miệng nói khó thụ, thân thể lại tại dễ chịu ngủ say. Lúc này thời điểm, kỳ thật Lam Hoang cùng Tiên Tiên, đều đã làm xong. Lam Hoang gia hỏa này đại thay đổi, cái này ác ma hệ liệt vũ trụ thần nguyên, để nguyên bản to lớn hùng vĩ nó, biến đến đồng dạng âm tà, dữ tợn. Nó trên thân nhiều rất nhiều tinh lớp vảy màu đỏ, dài ra rất nhiều lớn lên kiếm hình thái gai xương, liền long răng đều giống như một cái đem tinh ma chi kiếm. Nhất là, trên lưng song song chín tòa quỷ núi, đều thành kiếm hình. Cái này muốn là theo trên người đối phương lăn đi, trực tiếp đều có thể xé rách. Thậm chí, cái đuôi của nó, đều thành một thanh khổng lồ tinh ma chi kiếm. Lam Hoàng đồng dạng có mới thần thông, gọi là khai thiên thế giới trảm. Đây là cùng tinh ma chi kiếm phù hợp, một chiêu này càng giống là một loại chiến quyết, sử dụng chính là chín tòa quỷ núi cùng cái đuôi cùng nhau 10 thanh kiếm, lấy cùng loại hồng mông ma bản phương thức chặt chém. Dưới loại tình huống này, muốn là thiên trọng tinh hoàn lại vừa mở, nó cũng là chiến tranh cự thú. Miêu Miêu cùng Lam Hoang điểm sao, đều đạt đến hơn 3.500. Đến mức Tiên Tiên, nó thứ tư đóa hoa, mở. Đó là một đóa, vô cùng đặc thù đóa hoa màu tím. Lý Thiên Mệnh nhận biết loại này hoa, nó là liên tiếp, tên là quả nho phong tín tử. Mỗi một cái quả nho phong tín tử, hình dáng giống như là tử sắc quả nho, lại như là linh đang. Đương nhiên, tại Tiên Tiên trên thân, đóa hoa này chân chính tên, gọi là ma âm mộng yểm. Thánh quang thủy tiên, không phải phổ thông thủy tiên hoa. Ma âm mộng yểm, đồng dạng không phải quả nho phong tín tử. Cái kia một chuỗi đóa hoa màu tím, xem ra lít nha lít nhít, có đến 100.000 trở lên bông hoa trồng chất cùng một chỗ. Mỗi một đóa hoa, càng giống là một cái tử sắc linh đang. Trên thực tế, làm Tiên Tiên một chút lay động một chút đóa hoa này thời điểm, ma âm mộng yểm, uy lực, lập tức liền phát huy ra. Đơn giản tới nói, cũng là Tiên Tiên học biết ca hát á. Linh thể của nó, lại có thể biến bước phát triển mới lắp, màu tím nhạt quả nho phong tín tử, treo đầy đầu nhỏ của nàng. Không tệ không tệ, có thể cùng ta hợp tấu. Lam Hoàng lớn giọng cười ha ha nói. Ngươi đừng, để Tiên Tiên đến. Lý Thiên Mệnh cùng Huỳnh Hỏa vội vàng kinh hãi. Để Lam Hoàng ca hát, đây không phải là muốn mạng sao. Tiên Tiên cái kia linh thể, bay đến khởi nguyên thế giới thụ, mà âm mộng yểm, bên kia, vậy mà dung nhập trong đó. Sau đó, cái kia mấy trăm ngàn linh đang, liền bắt đầu lắc lư. Đang đang, đó là một loại như thế nào thanh âm. Lý Thiên Mệnh không cách nào hình dung. Quả nhiên là ác mộng. Vừa nghe thanh âm này thời điểm, giống như có người đang khóc khóc, tựa như là nguyên một đám linh hồn, hướng bên tai phía trên bò sát một dạng. Nghe nhiều mấy lần, thì buồn ngủ. Lại tại cái nào đó thời khắc, thanh âm kia biến đến bén nhọn, chói tai, nghe đến bọn hắn linh hồn nhói nhói. Lý Thiên Mệnh đo thử một chút, liền hắn thức thần phóng xuất, đều hứng chịu tới cái này, mà âm mộng yểm, ảnh hưởng. Hoặc là ngủ say, hoặc là nhói nhói, thậm chí, có chút không nhận trưởng khống. Đóa hoa này bản chất, là thanh âm mê hồn. Loại thủ đoạn này, Lý Thiên Mệnh trước kia gặp qua. Nhưng, từ Tiên Tiên thi triển đi ra, hoàn toàn không giống. Loại kia kinh khủng lực khống chế, đối mệnh hồn, thức thần, đều có ảnh hưởng. Liền thức thần đều có thể ảnh hưởng, vậy liền lợi hại, đây quả thực là một cái vô địch thần thông. Đóa hoa này tên, gọi là ma âm mộng yểm. Đến từ Tiên Tiên, ca sướng, thần thông, gọi là tam hồn ma âm. Có thể tưởng tượng, làm nó vẫn là khởi nguyên thế giới thụ thời điểm, nó dạng này tam hồn ma âm, bao phủ vô số thế giới, trực tiếp quần thể khống chế. Tiên Tiên mạnh nhất năng lực,
chính là quần thể khống chế. Thánh quang đằng mạn, vĩnh dạ sắc phi, lại thêm hiện tại thanh âm mê hồn chi hoa, mà âm mộng yểm, đều là trưởng khống loại hình thần thông. Chỉ có mạn châu xa hoa, mới là thuần túy công kích thủ đoạn. Bất quá, bọn họ quần thể bên trong, có thể chế tạo lực sát thương quá nhiều người. Cái này ngược lại để tiên tiên tồn tại, càng thêm quý giá. Giờ phút này, Lý Thiên Mệnh nhìn lấy hoàn toàn mới tiến hóa, lại lần nữa thuế biến bọn họ, tâm tình 10 phần thoải mái. Tứ tinh vũ trụ thần nguyên, để chúng nó nguyên một đám, xem ra đều biến đến tà ác, hung hoành, sát khí ngập trời. Thế mà, bọn họ đơn giản thuần túy tâm linh, cũng không hề biến hóa. Ha ha, muội tử, ta thích người cài này kỹ năng. Miêu miêu quả thực vui như điên. Thôi miên, đây không phải vì hắn chế tạo sao. Mau tới, lại đem ta thôi miên một lần. Nó thoải mái lật ra. Nghĩ hay lắm. Lý Thiên Mệnh nắm cổ của nó, đem ném vào cộng sinh không gian. Nhanh điểm, tân tân khổ khổ đem các ngươi nuôi lớn, hiện tại, đến phiên các ngươi hồi báo ta thời điểm. Mỗi khi lúc này, Lý Thiên Mệnh đều cảm thấy. Cộng sinh hệ thống tu luyện, vô địch. Tầng thứ 3, Tam Nguyên Thiên. Bọn họ huyết mạch tiến hóa, kéo theo lấy Lý Thiên Mệnh, thái cổ hỗn độn cự thú chi thể, đồng dạng trưởng thành. Loại này huyết mạch tiến bộ, gây nên thiên ý thuế biến, tại đạp thiên chi cảnh còn có thể phát sinh, mà lại để Lý Thiên Mệnh đột phá nhất trọng, đã tính toán tương đối hiếm thấy. Cái này cũng khá lấy chứng minh, lần này theo thiên tinh thần thú, duy nhất một lần thuế biến đến 3,500 ngôi sao trở lên, tiến bộ lớn đến bao nhiêu. Nhớ ngày đó tại Chu Tước Quốc, đó là một ngôi sao đi lên trên. Một đêm khổ tu, tại vô cùng minh mông nguyệt tinh nguyên lực lượng trong vòng vây, Lý Thiên Mệnh toàn thân giới tử bên trong tinh luân nguyên lực tiếp tục lớn mạnh. Địa ngục, hỗn độn, hồng mông, khởi nguyên tứ đại thiên tinh luân, tại thái nhất tháp mệnh kiếp thiên ý lớn mạnh dưới, quy mô càng thêm to lớn. Lý Thiên Mệnh cũng không có để xuống đế hoàng thần ý. Chỉ là đạo này trưởng thành, rõ ràng muốn chậm chậm một chút. Đạp thiên tầng thứ 3, hắn cùng tứ đại cộng sinh thú đoàn thể lực lượng, tại nguyệt chi thần cảnh nơi này, bản nguyên thú trong tộc, cơ bản số 1 số 2. Hy hoàng liền tứ tinh vũ trụ thần nguyên cũng dám cho ta, bây giờ tiến hóa đến 3,500 ngôi sao trở lên, tại nguyệt chi thần cảnh nơi này, hẳn không có phẩm cấp so huỳnh hỏa bọn họ cao cộng sinh thú. Dù sao, nơi này là nguyệt thần tộc thiên hạ, là thức thần thiên hạ. Lý Thiên Mệnh bổ sung lại nửa ngày, để thập phương kỷ nguyên thần kiếm thức thần, đều phát triển đến dài 40 mét độ. Dài 40 mét kiếm, thành hình. Cứ như vậy, để cho địch nhân chạy trước 39 mét. Cũng không thành vấn đề. Ta đến Nguyệt Chi Thần Cảnh thời gian rất ngắn, hiện tại mà nói, coi như chỉ dùng tứ phương thần kiếm, thi thi phụ thân huy nguyệt độ, thất diệu thiên cảnh giới, đoán chừng đều không phải là đối thủ của ta. Bởi vậy có thể thấy được, ta tiến bộ lớn bao nhiêu. Muốn cứu Dạ Lăng Phong, xác thực khó khăn. Nhưng nói thật, Lý Thiên Mệnh đã tại phá kiếp về sau, lấy lớn nhất tốc độ khủng khiếp tiến bộ. Tu luyện hoàn tất về sau, hắn đứng lên. Nguyệt Dạ tiểu trúc bên trong, có Nguyệt thần tộc rất nhiều công pháp chiến quyết, không dùng khiêu chiến, có thể trực tiếp nắm bắt tới tay. Đi xem một chút có hay không thích hợp, ta, huỳnh hỏa cùng tiên tiên, cũng có thể sử dụng. Tử diệu tinh huyễn thiên chi cảnh có thể khiêu chiến, nhưng trước mắt cần 10 ngày khoảng cách. Mà Nguyệt thần tộc bên này, Hy Hoàng mới nói, muốn cái gì tùy tiện cầm. Lục đạo kiếm thần lục đạo sinh tử kiếm quyết, kỳ thật kiếm ý rất mạnh, vượt qua rất nhiều thần cấp chiến quyết. Tại Viêm Hoàng Đại Lục loại địa phương này, có thể sáng chế dạng này điển tịch, có thể thấy được hạt bụi thế giới, kỳ thật đều có kỳ tài ngút trời, chỉ là bị giới hạn thiên địa linh khí cùng truyền thừa. Nghe nói lục đạo kiếm thần, là dùng mấy trăm năm thời gian, mới đưa cái này kiếm quyết hoàn thiện. Lý Thiên Mệnh thời gian tu hành quá ngắn, bằng không, chính hắn cũng có thể cân nhắc, suy nghĩ một loại tránh thức thuộc về mình kiếm. Ở trước đó, vẫn là lấy học tập làm chủ. Nguyệt thần tộc mấy triệu năm lịch sử. Đi ra rất nhiều siêu việt đạp thiên chi cảnh cường giả, khẳng định có lấy so lục đạo sinh tử kiếm, mạnh hơn nhiều chiến quyết. Lý Thiên Mệnh đương nhiên không muốn, một mực ở lại đây tĩnh mịch không người Hy Hoàng Cung. Sau khi trời sáng, hắn thì đi ra, Uyên Ương Hí Thủy Cung. Hắn đổ là không nghĩ tới, vừa đi ra tòa này thâm cung, liền thấy phía trước có hai người, chính đang nói chuyện. Hắn nghiêm lại là yêu nhiều rung động lòng người Hy Hoàng. Một cái khác. Vậy mà cũng là nữ tử. Bất quá, người này thư sinh cách ăn mặc, tóc đâm thành một chùm,
trang trọng vừa vặn, cực kỳ uy nghiêm. Liền xem như nam tử cách ăn mặc, đều che giấu không được, nàng kỳ thật cũng là một rất đẹp đích người. Nàng số tuổi, khả năng cùng Hy Hoàng không sai biệt lắm, nhưng bởi vì thực lực rất mạnh, cho nên xem ra cũng rất tuổi trẻ. Cái này hắn nói rõ thật, các nàng tại thành tựu đạp thiên chi cảnh thời điểm, số tuổi cần phải đều rất nhỏ. Gặp qua bệ hạ, đế sư. Lý Thiên Mệnh nói, hắn chưa thấy qua đế sư, nhưng chỉ cần suy đoán, liền biết đây là Nguyệt Chi Thần Cảnh nắm giữ số 2 quyền hành nữ nhân. Chỉ có nàng, có thể đứng nghiêm, cùng Hy Hoàng nói chuyện. Tới. Hy Hoàng vẫy tay, các loại Lý Thiên Mệnh đi tới thời điểm, nàng thân thủ khoác lên Lý Thiên Mệnh trên bờ vai, rất là thân mật, đối đế sư nói, như thế nào? Chấm tân thu tiểu nam nhân, có vị đạo sao? Lý Thiên Mệnh một mặt hắc. Có hương vị gì? Rất tốt. Đế sư nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút, mặt không biểu tình, tựa hồ rất quen thuộc. Chấm nói với hắn, hắn có thể đi ngươi Nguyệt Dạ tiểu trúc tu luyện, cho hắn quyền hạn tối cao. Hy Hoàng nói. Tuân mệnh, đế sư gật đầu. Bệ hạ, ta đang muốn đi Nguyệt Dạ tiểu trúc một chuyến. Lý Thiên Mệnh nói. Cái kia trùng hợp, nàng cũng phải đi về, mang đi đi. Hy Hoàng cười nhẹ nói. Chúng ta cáo lui. Đế sư cúi đầu, nhìn Lý Thiên Mệnh liếc một chút, Lý Thiên Mệnh liền đi theo nàng đi. Bọn họ sau khi rời đi. Hy Hoàng hé mắt, nhìn lấy Lý Thiên Mệnh bóng lưng. Cái này, có chút nhanh a. Lý Thiên Mệnh theo cái kia đế sư, ra Hy Hoàng cung, lại ra Hoàng thành, tại Nguyệt Thần Thiên Thành trên bầu trời phi nhanh. Sau đó không lâu, một cái như là như thế ngoại đào nguyên địa phương, đến. Đây cũng là Nguyệt Dạ Tiểu Trúc. Tên rất văn nhã, nhưng nói thật, nơi này là tất cả Nguyệt Thần tộc, tối đỉnh cấp tu luyện thiên đường, cũng là Nguyệt Thần tộc nơi truyền thừa. Rất nhiều hoàng tộc con cháu, cơ hồ tại trăm tuổi trước, đều ở nơi này tu hành. Nhiều đời Nguyệt Thần tộc cường giả, đều là cái này bên trong đi ra. Đây là Nguyệt Thần tộc chân chính hoàng tộc tinh anh, mới có thể đến địa phương. Đi vào trước, đế sư đứng vững bước, nói, ngươi có thể tại cái này tu hành, nhưng tốt nhất không thể nháo sự. Đúng, ta không sẽ chủ động đắc tội với người, Lý Thiên Mệnh nói. Nhưng là, hiếu kỳ về ngươi người, sẽ có rất nhiều. Đế sư nói, có gì có thể hiếu kỳ, Lý Thiên Mệnh nói. Đó là bởi vì, rất nhiều người cảm thấy, huyết thần khế ước bản nguyên thú tộc, thiên phú lại cao hơn, hạn mức cao nhất đều rất thấp. Đế sư nói, vậy bọn hắn sai. Như thế nào sai rồi? Ta hiện tại bản sự, đều so trong này. Đại đa số người hạn mức cao nhất cũng cao hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Tại Huy Nguyệt Thành, Lý Thiên Mệnh liền nghe đến rất nhiều người nói, chớ nhìn hắn hiện tại mãnh liệt, hạn mức cao nhất khẳng định thấp. Nói không chừng ngày nào đó, tu vi đình chỉ, vĩnh hằng không tiến. Kỳ thật, đây đều là một loại ưu việt tâm lý tại quấy phá, Nguyệt Thần tộc đối bản nguyên thú tộc có thành kiến, đối huyết thần khế ước, càng có thành kiến. Cho nên, bọn họ không nguyện ý tin tưởng. Bày ở trước mặt sự thật, mà là tại tâm lý bịa đặt thuyết pháp, đến tự an ủi mình. Lý Thiên Mệnh hạn mức cao nhất như thế nào? Kỳ thật, Hy Hoàng đối với hắn coi trọng như thế, liền là một loại chứng minh. Điểm này, đế sư rất rõ ràng, hứa nhiều trưởng bối đều rõ ràng. Cho nên, Lý Thiên Mệnh vừa nói một câu nói kia, không tính kiêu ngạo, mà chính là sự thật. Tuy nói người xác thực kinh người, nhưng muốn nói người bây giờ... Thì so ta Nguyệt Dạ tiểu trúc đệ tử hạn mức cao nhất đều cao, vậy thì có một ít nhìn bọn họ. Đế sư thản nhiên nói. Nữ nhân này cùng Hy Hoàng ngược lại, nàng nói chuyện không lộ vẻ gì, từ đầu đến cuối đều rất lãnh đạm. Lý Thiên Mệnh nhẹ gật đầu, lười nhác dây dưa vấn đề này. Đi vào đi. Nguyệt Dạ tiểu trúc cùng Lý Thiên Mệnh trước kia thấy qua tất cả học cung, tông môn cũng khác nhau. Nơi này là một cái văn nhã, tú lệ, giàu có tư tưởng địa phương. Tại ánh trăng tràn ngập bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một cái khắp nơi lộ ra cao quý cùng tinh xảo thế giới. Trên thực tế, Nguyệt Thần tộc rất coi trọng thể diện, coi trọng phẩm chất cuộc sống. Bọn họ tại Nguyệt Chi Thần Cảnh, là duy nhất phía trên các loại chủng tộc, trong mắt bọn hắn, chỉ có bọn họ là người văn minh, giàu có tài hoa cùng tình thú, cho nên bọn họ không thích thủ một số bá khí tên, bọn họ cảm thấy như thế quá quê mùa. Tỷ như, Nguyệt Dạ Tiểu Trúc, cái tên này. Còn có trong học cung này cung đình lầu cát, hòn non bộ, ao nước, ánh trăng vân vụ, còn có thật nhiều trang sức, khắp nơi đều lộ ra ưu nhã cùng dáng vẻ cạch cỡm. Đương nhiên, cũng có không giấu được ngạo mạn. Chỉ là gần nhất,
có hai người, đánh nổ Nguyệt Thần tộc ngạo mạn. Cường giả phương diện phía trên, là cái kia đã tạo thành tối thiểu 100.000 Nguyệt Thần tộc tử vong tinh không sát thủ. Thiên tài phương diện phía trên, Lý Thiên Mệnh 17 tuổi đánh tan Huy Nguyệt Kiếp, Hy Hoàng thông báo toàn cảnh tìm hắn, cầu hiền như khát, để rất nhiều Nguyệt Thần tộc là đám thanh niên, có vẻ hơi xấu hổ. Ngày hôm nay, Lý Thiên Mệnh đi vào cái này Nguyệt Thần tộc tối cao học phủ. Trong này rất khoáng đạt, nhân số cũng không nhiều, nhưng đế sư chính là nơi này người trưởng quản, nàng bước vào trong đó, lập tức liền có không ít Nguyệt Thần tộc người trẻ tuổi, đối với nàng cung kính hành lễ. Lý Thiên Mệnh nhìn đến, có thật nhiều người trong ánh mắt, cất giấu đối đế sư e ngại. Đế sư rất mạnh, điểm này, Lý Thiên Mệnh rất rõ ràng. Bái kiến đế sư, Nguyệt Thần tộc người trẻ tuổi, ào ào hành lễ. Nguyệt Thần tộc định nghĩa 50 tuổi trở xuống là người trẻ tuổi, nhưng trên thực tế, lấy đạp thiên chi cảnh ngàn năm thọ nguyên cực hạn, liền xem như tiếp cận 100 tuổi, xem ra đều cùng Chu Tước Quốc 20 mấy tuổi không sai biệt lắm. Đây là thượng thần con gái huyết mạch ưu thế, cũng là thiên địa vũ trụ pháp tắc căn bản. Hổ phụ không khuyển tử. Tối thiểu tại sinh đẻ phương diện phía trên, thượng thần con gái, lại càng dễ thành thượng thần. Loại này khác nhau, kỳ thật tại sinh tử kiếp cảnh, đều đã hiển hiện ra. Trước mắt cái này 10 cái hướng đế sư hành lễ nữ tử, mặc kệ là dung mạo vẫn là thiên phú, đều so Huy Dạ Thi, Huy Dạ Âm muốn tốt. Mười mấy người toàn bộ đều có 6 cái kiếp vòng, lại đều là hoàng tộc con cháu. Một đám oanh oanh yến yến, lại không ồn ào, mà chính là vừa vặn, đoan trang, phóng tầm mắt nhìn tới, cũng coi là một trận thị giác thịnh yến. Nguyệt Thần Kỳ. Đế sư hô một tiếng. Nguyệt Thần hoàng tộc họ tên, cũng là Nguyệt Thần. Tại Nguyệt Chi Thần Cảnh, phàm là tính danh vì Nguyệt Thần, bắt đầu, đây tuyệt đối là địa vị tối cao người. Đế sư thanh âm vừa dứt dưới, người trước mắt trong đám, một người mặc màu vàng nhạt váy dài dịu dàng nữ tử, đi ra. Nàng có Nguyệt Thần tộc mỹ nhân rõ ràng đặc thù, dáng người cao gầy, da thịt trắng như tuyết, nhu tình mật ý, đoan trang mà cao nhã, toàn thân đều là quý khí. Nữ tử này vừa rồi đứng tại đám người trung ương, có thể thấy được nàng hẳn là Nguyệt Dạ tiểu trúc nhân vật trọng yếu. Đế sư, ta tại, Nguyệt Thần Kỳ ôn nhu nói. Nhận biết vị này sao? Đế sư nói. Nhận biết, bệ hạ Tân Sủng. Nguyệt Thần Kỳ đối Lý Thiên Mệnh khẽ mỉm cười một cái. Tân Sủng. Hai chữ này nói ra, Nguyệt Thần Kỳ tựa hồ cũng không cảm thấy, đây là đối Lý Thiên Mệnh mạo phạm. Thậm chí, giống như tại chỗ tất cả Nguyệt Thần tộc, đều cảm thấy đây là một loại vinh hạnh. Được, từ hôm nay trở đi, hắn sẽ đến Nguyệt Dạ tiểu trúc tu luyện, người phụ trách chỉ dẫn, cần phải cầu được ước thấy, nếu không thể thỏa mãn, người tìm đến ta. Đế sư nói. Nghe nói như thế, tại chỗ Nguyệt Thần hoàng tộc đệ tử đều có chút yên lặng. Để Nguyệt Thần Kỳ tự mình chiêu đãi, lại cầu được ước thấy, vậy đã nói rõ, tất cả mọi người đến cung cấp Lý Thiên Mệnh. Đúng, đế sư, Nguyệt Thần Kỳ ôn nhu nói. Nàng là đại thế gia con nối dõi, thấy qua việc đời, biết nên làm như thế nào. Hắn hôm nay muốn chiến quyết, người dẫn hắn đi tiểu trúc lâm. Đế sư nói. Đúng. Nguyệt Thần Kỳ hơi hơi khom người, lấy điềm đạm thanh âm, mỉm cười nhìn lấy Lý Thiên Mệnh, khóe miệng hai cái lúm đồng tiền hết sức rõ ràng. Xin mời đi theo ta. Làm phiền, Lý Thiên Mệnh nói. Có thể vì bệ hạ Tân Sủng cống hiến sức lực, là vinh hạnh của ta. Nguyệt Thần Kỳ nói. Bốn chữ này khiến người ta nghe được rất không thoải mái. Bất quá, đế sư vẫn là đi, nàng là cái người bận rộn. Nàng đi về sau, còn lại Nguyệt Thần hoàng tộc đệ tử, lặng yên rút đi, lại ở phía xa tập hợp một chỗ, nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh nhìn, đều đang nghị luận hắn, ánh mắt nhiều ít có chút cổ quái. Mời. Nguyệt Thần Kỳ tư thái bày rất thấp, một mực duy trì nụ cười. Lý Thiên Mệnh liền đi theo nàng, tại cái này đêm trăng tiểu trúc xuyên thẳng qua. Đi một đoạn lộ trình, mới thấy không thiếu nam đệ tử, nói rõ nơi này cũng không phải là âm thịnh dương suy. Kỳ tỷ, cái này ai vậy? Có người hỏi. Xuyệt. Nguyệt Thần Kỳ duỗi ra một ngón tay, thở dài một tiếng, dùng ánh mắt cảnh cáo, để người hỏi ngậm miệng lại. Kỳ thật chỉ cần nhìn vài lần, nghĩ một hồi, liền biết Lý Thiên Mệnh thân phận. Làm sao tới chúng ta cái này? Phiền muộn. Bọn họ lẩm bẩm rời đi. Sau đó không lâu, Tiểu Trúc Lâm đến. Tiểu Trúc Lâm, cái tên này, lấy được có chút đơn sơ. Kỳ thật, nơi này là Nguyệt Chi Thần Cảnh bên trong, ước vạn người hướng tới nơi truyền thừa. Phóng tầm mắt nhìn tới, Lý Thiên Mệnh trước mắt,
xuất hiện hơn một vạn cây to lớn cây trúc, mỗi một cây cây trúc đều mấy trăm mét cao. Bọn họ đủ mọi màu sắc, tập hợp một chỗ, kết thành một mảnh màu sắc rực rỡ rừng trúc, lại có nguyệt tinh nguyên sương mù dày đặc bao phủ trong đó, để cái này tiểu trúc lâm, thoạt nhìn như là tiên cảnh. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, những thứ này có thể không phải chân chính cây trúc. Cái này một vạn cây cây trúc, hắn bản chất, là cùng loại, lục đạo ngộ kiếm thạch, đồ vật. Lục đạo ngộ kiếm thạch, từ kiếm chướng tạo thành, kiếm chướng bản chất là kết giới. Lục đạo kiếm thần đem kiếm nói truyền thừa cùng đã nói, đều ghi lại ở kiếm chướng bên trong, mới có thể để cho Lý Thiên Mệnh, càng hệ thống học tập đến lục đạo sinh tử kiếm quyết. Hắn loại phương thức này, tại Viêm Hoàng Đại Lục tính toán thần diệu, tiên tiến. Nhưng là tại Nguyệt Chi Thần Cảnh, đây là thưa thất chuyện bình thường. Bọn họ quản loại này kết giới, gọi là truyền thừa kết giới. Truyền thừa kết giới không phải phức tạp gì đồ vật, chỉ là tại Viêm Hoàng Đại Lục truyền bá không rộng. Tại Lý Thị Thánh tộc tổ địa, kỳ thật thì có truyền thừa kết giới tồn tại, khắc họa tại trên bia mộ, chỉ là loại kia so sánh đơn sơ. Trước mắt cái này một vạn cây cây trúc, kỳ thật cũng là 10.000 cái truyền thừa kết giới. Mỗi một cái truyền thừa trong kết giới, đều là cũng sớm đã mất đi tiền bối, tự mình diễn hóa hắn một mình sáng tạo công pháp chiến quyết. Cái này so thông qua thư tịch học tập chiến quyết, còn cao cấp hơn rất nhiều, đồng thời cũng tránh khỏi một mình truyền thụ. Chúng ta Nguyệt Dạ tiểu trúc đệ tử, muốn tại tiểu trúc lâm chọn lựa truyền thừa kết giới, nhất định phải lập công, hoặc là tại tu vi tăng lên phía trên, đạt được trưởng bối tán thành, mới có thể tới nơi này, mà lại chỉ có thể chọn lựa một hai loại, nhưng người khác biệt, bệ hạ đặc biệt cho phép người có thể tùy ý chọn chọn. Đến sau này, Nguyệt Thần Kỳ có chút hâm mộ nói. Trách không được tại Nguyệt Dạ tiểu trúc đệ tử trong mắt, Lý Thiên Mệnh thấy được ghen ghét tâm tình. Người cùng ta đi vào sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Dựa theo quy định, ta không thể đi vào, Nguyệt Thần Kỳ rất lễ phép nói. Không có việc gì, ta còn phải ngươi giới thiệu một chút. Lý Thiên Mệnh nói. Vâng. Nàng rất biết nhìn mặt mà nói chuyện, thông qua đế sư ngôn ngữ, nàng thì biết mình nên làm như thế nào. Quy củ là thiết lập cho Nguyệt Thần tộc đệ tử, hạn chế không được Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh không nói thêm lời, hắn bước vào cái này tiểu trúc lâm. Đi vào hắn về sau, hắn phát hiện mỗi một cây cây trúc. Cách nhau có chừng ngàn mét khoảng chừng, miễn cưỡng có thể không ảnh hưởng lẫn nhau. Có chút cây trúc trước còn có Nguyệt Thần tộc đệ tử tại tu hành. Có phải hay không càng đi chỗ sâu, lại càng tốt? Lý Thiên Mệnh quay đầu lại hỏi Nguyệt Thần Kỳ. Đúng vậy, nhưng tương ứng, cũng sẽ càng khó. Ngươi cần gì cảnh giới chiến quyết? Một cảnh, hai cảnh, vẫn là tam cảnh? Nguyệt Thần Kỳ hỏi. Tam cảnh, Lý Thiên Mệnh nói. Tại Nguyệt Chi Thần Cảnh, hoặc là nói toàn bộ trật tự tinh không? Liên quan tới chiến quyết phân loại, đều có thống nhất tiêu chuẩn, khẳng định không bằng tại Viêm Hoàng Đại Lục lớn như vậy thô. Viêm Hoàng Đại Lục đem thượng thần sáng tạo chiến quyết, đều gọi làm thần cấp chiến quyết. Nhưng kỳ thật tại trật tự tinh không, thần cấp chiến quyết là cái không rõ ràng khái niệm. Chiến quyết sáng tạo cùng sử dụng, kỳ thật cùng tự thân lực lượng hệ thống, cùng một nhịp thở. Thí dụ như nói, Lý Thiên Mệnh lực lượng bây giờ hệ thống, chính là thiên tinh luân, giới tử hệ thống. Làm hắn đến đạp thiên chi cảnh về sau, rõ ràng phát hiện lục đạo sinh tử kiếm quyết đằng sau hai chiêu thi triển phương thức, cùng phía trước bốn chiêu khác biệt. Thần cấp chiến quyết, mới có thể phát huy thiên tinh luân chi thể toàn thân giới tử lực lượng. Cho nên, thần cấp chiến quyết, tên của nó, kỳ thật gọi là tinh luân thần quyết. Cũng sẽ đem hắn gọi tắt là thần quyết. Một cảnh, hai cảnh cùng tam cảnh, đều là tinh luân thần quyết phẩm chất cùng uy lực phân chia. Nghe nói vượt qua bốn cảnh. Cần đạp thiên chi cảnh trở lên cảnh giới, mới có thể chân chính phát huy ra uy lực của nó. Sớm tu hành, công hiệu quả không thể so với tam cảnh thần quyết tốt bao nhiêu. Nếu để cho ta phân loại, lục đạo sinh tử kiếm quyết uy lực, hẳn là có thể đặt vào, hai cảnh thần quyết, thậm chí hắn kiếm ý, so rất nhiều tam cảnh thần quyết đều cao. Nhưng là, lục đạo kiếm thần dù sao khuyết thiếu tiền bối thể hệ trèo trống, cho nên lục đạo sinh tử kiếm. Tại phát huy tự thân giới tử thiên tinh luân uy lực độ phù hợp phía trên, kém rất nhiều, đây thật ra là một loại thiếu hụt. Ta muốn tìm một môn, kiếm ý có thể không dùng cao cấp như vậy phức tạp, nhưng ngược lại càng thích ứng thiên tinh luân, thích ứng đạp thiên chi cảnh thần quyết. Ngoại trừ chiến quyết, mặc kệ là cảnh giới công pháp, vẫn là đặc thù công pháp, đều có một cảnh, hai cảnh dạng này cảnh giới phân chia. Bất quá, Lý Thiên Mệnh có vĩnh hằng luyện ngục kinh các loại bốn đại hỗn độn cự thú công pháp. Hắn cũng không cần quan tâm, thần công, phương diện vấn đề.
Tại Tử Diệu Tinh Huyễn Thiên Chi Cảnh, Thiên Tinh Nhất Khí Quyền, thuộc về một cảnh thần quyết. Cổ thần tượng đằng sau, có tuyệt thế tinh luân thần quyết, đáng tiếc Lý Thiên Mệnh hiện tại có khiêu chiến hạn chế. Không phải vậy, hắn liền sẽ không đến cái này đêm trăng tiểu trúc. Mặt đối với kế tiếp cường địch, lục đạo sinh tử kiếm quyết, đã không quá đủ. Hắn tâm lý nắm chắc, thì đối Nguyệt Thần Kỳ nói. Trực tiếp mang ta đi, tam cảnh thần quyết, khu vực. Được rồi. Nguyệt Thần Kỳ nhu thuận gật đầu. Nàng cái gì cũng không hỏi, xác thực rất có tu dưỡng. Xuyên qua này từng mảng rừng trúc, Lý Thiên Mệnh nhìn đến, càng là đến chỗ sâu, ánh trăng mê vụ thì càng nồng đậm, người tới càng ít đi. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, hắn dùng trộm thiên chi nhãn, nhìn đến mê vụ chỗ sâu, giống như có vô số nguyệt sáng lóng lánh, hơi nước đầy trời. Nơi đó là... cái kia đã là tiểu trúc lâm phía sau vị trí. Há, đó là Nguyệt Thần Thiên Trì. Nguyệt Thần Kỳ giới thiệu nói. Có cái gì đặc thù sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nơi đó là chúng ta, Nguyệt Thần Thiên Thành, thủ hộ kết giới hạch, vị trí, bình thường đế sư thì thủ ở nơi đó. Nguyệt Thần Kỳ nói. Há, đã hiểu. Nguyên lai là cái này Nguyệt Chi Thần cảnh đệ nhất thành kết giới hạch. Xem ra bệ hạ rất tín nhiệm đế sư đây. Lý Thiên Mệnh nói. Đó là dĩ nhiên, các nàng là sinh tử chi giao. Nguyệt Thần Kỳ nói. Có cái gì cố sự sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Ngươi không phải tới tu luyện sao? Bệ hạ cùng đế sư cố sự, ta không tiện nói, xin lỗi. Nguyệt Thần Kỳ nói. Vậy quên đi. Hắn nhìn ra xa kết giới kia hạch, Nguyệt Thần Thiên Trì, liếc một chút, tiếp tục tại cái này tiểu trúc lâm, tìm kiếm thích hợp hắn thần quyết. Kỳ thật một, hai, ba cảnh, chỉ là cố ý phân chia. Không giống, vũ trụ thần nguyên, như thế, có rõ ràng tiêu chí. Cho nên, khác biệt thần quyết uy lực, cũng không cố định, còn nhìn tu luyện giả lĩnh ngộ. Coi như cùng thuộc tam cảnh thần quyết, uy lực khác biệt cũng sẽ rất lớn. Muốn tuyển chọn đến thuộc về mình, cũng không dễ dàng. Nhưng, Lý Thiên Mệnh mục tiêu thuần túy, hắn trực tiếp đối Nguyệt Thần Kỳ nói. Mang ta đi các ngươi Nguyệt Thần tộc, công nhận mạnh nhất thần quyết truyền thừa kết giới. Mạnh nhất. Nguyệt Thần Kỳ cuối cùng cau mày. Một ngoại nhân, tiến đến mở miệng liền muốn mạnh nhất. Cái này chẳng những phách lối, cũng lộ ra 10 phần tự đại. Mạnh nhất, vậy tuyệt đối không dễ tu luyện, trước mắt Nguyệt Chi Thần Cảnh, chỉ có một người sẽ dùng. Nguyệt Thần Kỳ nói. Không sao, kêu cái gì, lai lịch ra sao, Lý Thiên Mệnh nói. Đó là chúng ta Nguyệt Thần Tộc Thủy Tổ, nắm giữ bát kiếp thiên phú, bát Nguyệt Kiếm Tôn, sáng tạo kiếm pháp, tên là Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm. Nguyệt Thần Kỳ nói, Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm, theo danh tự nhìn, giống như uy lực không được tốt lắm. Cái này có thể tính toán mạnh nhất, Lý Thiên Mệnh nói. Nguyệt Thần Kỳ dùng ánh mắt cổ quái nhìn hắn một cái, nói. Ngươi thật giống như có chút tự đại đâu, tên chữ đều là sáng tạo giả lấy, cùng uy lực cũng không quan hệ. Chỉ có sốc nổi người, mới có thể thủ một số nhàm chán tên, động một chút lại khai thiên tích địa. Nàng hiển nhiên đối loại kia tên, có chút ghét bỏ. Tốt ha, vậy tự ta đi mở mang kiến thức một chút, liền biết, đúng không? Lý Thiên Mệnh nói. Đây là quyền lực của ngươi, bất quá, ta vẫn là muốn nói một câu. Nguyệt Thần Kỳ có chút khống chế không nổi, nàng thân là Nguyệt Thần tộc kiêu ngạo. Nói đi. Nguyệt Dạ Tiểu Sát Kiếm, là sát nhân chi kiếm, cũng là Nguyệt Chi Thần cảnh bên trong, bản thể cùng thức thần phối hợp tốt nhất kiếm phổ. Nó không sốc nổi, xuất thủ hẳn phải chết. Lúc trước chúng ta tổ tiên Bát Nguyệt Kiếm Tôn, chính là dùng cái môn này kiếm pháp, lập nên rất nhiều huy hoàng. Hiện tại tại Tiểu Trúc Lâm, là kiếm này phiên bản đơn giản hóa vốn, là tổ tiên đặc biệt vì chúng ta hậu nhân, xóa trừ đi không phải đạp thiên chi cảnh có khả năng thi triển bộ phận, hắn nguyên bản thuộc về, ngũ cảnh thần quyết. Nguyệt Thần Kỳ có chút kiêu ngạo nói. Đã hiểu. Như thế để Lý Thiên Mệnh, nhớ tới Lý Mộ Dương lúc trước vì chính mình, giản hóa thiên địa nhân tam sát kiếm. Bây giờ nhớ tới, hắn phát hiện ba kiếm này tuy nhiên đơn giản, nhưng là kiếm ý quả thực vô địch. Nếu có cơ hội, hắn cho rằng có thể đào sâu một chút. Lúc nói chuyện, bọn họ chạy tới cái này tiểu trúc lâm, sau cùng một cái cây trúc. Cái kia một cái cây trúc, giản cắm thẳng vào mây xanh, đường kính đều có 3-4 mét lớn như vậy. Cái này cũng không tính là cây trúc, mà chính là một cái kình thiên trụ lớn. Hắn trên bản chất cũng là kết giới. Cùng loại lục đạo ngộ kiếm thạch kiếm chướng. Bất quá, nó không đề phòng chuẩn bị. Chỉ cần có quyền người tới chỗ này, đều có thể quan sát.
Lý Thiên Mệnh vứa qua tới, phát hiện cái này cây trúc bên cạnh, đứng đấy một người,